Chương 560, biến cố. Lúc này bóng đêm dần dần dày đặc, nhưng Thiên Hoàng cung đại điện bốn phía lại tương khảm xuống vô cùng chân quý dạ minh bảo thạch, chiếu sáng đại điện giống như ban ngày giống nhau. Kim Đan Kỳ trước điện phong tướng trận chiến cuối cùng rốt cuộc kết thúc, mà phó tướng quân vị cũng rơi vào lâm dịch trên đầu. Phong Khinh Vũ nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi thổn thức than nhẹ. Lâm dịch lúc đó đưa ra cái này có thể nói thạch phá thiên kinh kế hoạch lúc, Phong Khinh Vũ một lần cho là hắn điên rồi thậm chí trong lòng đối với lâm dịch có chút xem thường, cho rằng lâm dịch niên kỳ còn nhẹ, trung quy không đủ trầm ổn, quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà, khi lâm dịch liệt kê đi ra cái kế hoạch này mỗi một bước cùng mỗi một chỗ tốt lúc, phong khinh vũ mới bừng tỉnh phát hiện, nam tử này nàng thực sự nhìn không thấu. Chợt vừa nghe đến tin tức này, phong khinh vũ phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Nhưng khi lâm dịch đem hết thảy tất cả cũng phân tích ra được, bày ở trước mặt của nàng lúc, phong khinh vũ mới biết được, nam tử này tâm tính xa so với chính mình còn muốn thành thục còn muốn ổn trọng, ánh mắt của hắn càng sâu xa, lá gan cũng lớn hơn. Theo lúc đầu tham gia trinh di hội chiến, tại giang hộ thành bên ngoài chém giết đao cuồng, lâm dịch liền bắt đầu trở nên lãnh huyết vô tình, tại trên con đường này không ngừng đi xuống. Phong khinh vũ chứng kiến toàn bộ quá trình, hơn nữa, chỉ có phong khinh vũ biết thân phận của lâm dịch, đây là một loại người ngoài lĩnh hội không đến kích thích. Trong này tao ngộ đã từng vô số trở ngại cùng khó khăn, bao gồm lâm dịch một trọi hai, bao gồm tao ngộ ngạo thiên, diệp phong, thậm chí cản thiên cũng. Những tu sĩ này mỗi một cái đều là thiên phú dị run sợ, cùng giai đỉnh tiêm tu sĩ, nhưng cuối cùng lại cũng chết tại lâm dịch tay trong. Một đường bóp chết thiên tài, lâm dịch thực sự đem tiên đảo kim đan kỳ thiên tài chu diệt cái toàn bộ. Mỗi lần tựa hồ cảm giác cũng đạt tới lâm dịch chiến lược cực hạn, nhưng cái này nhìn như ngốc nghếch nam tử, luôn có thể liên tục đột phá. Không chỉ là ở đây tu sĩ, mặc dù là phong khinh vũ cũng nhìn không thấu lâm dịch cực hạn ở đâu. Lâm dịch như là một điều bí ẩn, một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi chiến thần. Có thể chỉ có người như vậy, khả năng làm ra Đông Hải đánh một trận vậy chờ kinh thế cử chỉ đi. Phong khinh vũ trong lòng lầm bẩm xuống, cùng lúc đó, phong khinh vũ ở sâu trong nội tâm cũng bắt đầu khởi động thật sâu ái náy. Cho dù nàng đã trở thành nguyên anh đại tu sĩ, nhưng từ đầu chí cuối, bọn ta không có thể giúp đỡ lâm dịch một chút xíu vội vàng, có lúc thậm chí sẽ trở thành lâm dịch gánh vác. Đang ở phong khinh vũ nguyên man suy nghĩ thời điểm, tiên đảo thiên hoàng đứng lên, cười vang nói tốt, tốt, tốt. Cuối cùng ngồi trên trinh di phó tướng quân vị tu sĩ chính là Mộc Thanh, các vị có gì dị nghị không? Cũng không dị nghị, đông đảo tu sĩ đồng nói. Đức Xuyên trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng, phong tướng việc chắc là không sao ngoài ý muốn. Tốt, hôm nay liền bắt đầu phong tướng, Mộc Thanh tiến lên nghe lệnh. Tiên đảo thiên hoàng ánh mắt lấp lánh, vung tay lên, trong lòng bàn tay vô căn cứ nhiều hơn một quả tạo hình phong cách cổ xưa, đằng đằng sát khí đại ấn. Lâm dịch theo cảm giác tiên đảo thiên hoàng nhìn ánh mắt của hắn có chút cổ quái, cũng không phải là nhìn thấu thân phận của hắn, cũng cũng không phải là hoài nghi, tựa hồ mang theo một loại chờ mong. Lâm dịch bất động thanh sắc, chậm rãi tiến lên, đi tới tiên đảo thiên hoàng trước người một tay khoảng cách đứng thẳng, có hơi khom người. Cho tới giờ khắc này, lâm dịch mới cảm nhận được một cổ cường đại trước đó cưa từng có lực áp bách. Loại này áp chế vượt qua xa trước kia sở hữu tu sĩ mang cho lâm dịch cảm giác, mặc dù là tử vi tinh quân tại tinh minh chi chiến trong lấy một địch bốn, cũng không có mạnh mẽ như vậy. Thật mạnh, lâm dịch trong lòng dùng mình, thầm nghĩ cái này thiên hoàng lắm có thể là thần tiên, hoặc là chỉ nửa bước bước chân vào hóa thần kỳ. Không thể không nói, lâm dịch linh giác đích thực cường đại. Chỉ là thật đơn giản vừa đối mặt, lâm dịch liền bằng vào cái loại này kinh khủng kinh người giác quan thứ sáu, đem tiên đảo thiên hoàng tu vi cảnh giới suy đoán không sai biệt lắm. Người này có lẽ là hiện nay thì ngưng, Lâm Dịch gặp qua tu vi mạnh nhất tu sĩ. Ít nhất biểu hiện ra, Tiên Đảo Thiên Hoàng mang cho Lâm Dịch một cổ chưa bao giờ có áp lực. Tiên Đảo Thiên Hoàng trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa một cổ cường đại tới cực điểm lực lượng, giở tay nhấc chân, đều có thể phiên giang đảo hải, sơn băng điện liệt. Lâm Dịch trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nhưng biểu hiện ra lại bộc lộ một tia vẻ sợ hãi. Tiên Đảo Thiên Hoàng híp hai mắt, cười như không cười nói ra, Mộc Thanh phong tướng trước kia, còn cần ngươi làm một chuyện. Lâm dịch trong lòng trầm xuống, mơ hồ cảm thụ được một chút bất an, nhưng ngoài miệng lại đáp thỉnh thiên hoàng đại nhân chỉ thị. Ha ha, cũng không phải việc khó gì, ngươi ấn một phần hồn ngọc sao cho ta. Tiên đảo thiên hoàng vô cùng tùy ý nói ra, nhưng hai mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm lâm dịch gương mặt của, quan sát phản ứng của hắn. Lâm dịch trong lòng lột bột một chút, vẻ mặt nhất biến. Tiên đảo thiên hoàng yêu cầu này, lâm dịch bất ngờ hồn ngọc chính là tu sĩ đem một bộ phận cực nhỏ nguyên thần dung nhập vào một khối ngọc bội trong đối với tổn hao nguyên thần không lớn nhưng khối này hồn ngọc lại cùng nguyên thần có một loại thần kỳ cảm ứng bình thường mà nói hồn ngọc vỡ nát đối với tu sĩ nguyên thần không tạo được thương tổn nhưng cơ hồ là tiên đảo thiên hoàng đưa ra yêu cầu đồng thời lâm dịch tựu giám xác định chỉ cần hắn hồn ngọc giao cho thiên hoàng trong tay người sau nhất định có thể ở khối này hồn ngọc trên đại làm văn thông qua một khối hồn ngọc trực tiếp đem hắn chém giết cũng nói không chừng Lâm Dịch nghĩ tới tiên đảo tu sĩ quỷ dị khó lường nguyên rùa thuật. Nghĩ tới tiên đảo thiên hoàng có thể là thần tiên, càng vững tin giao ra hồn ngọc, thì đồng nghĩa với là giao ra tài sản của mình tính mệnh. Hơn nữa là tối trọng yếu là, yêu cầu này biểu hiện ra nhìn cũng không quá phận. Tại các đại mạc phủ cùng thiên hoàng cung trong, cũng giữ tiên đảo đại đa số tu sĩ hồn ngọc, phái tu sĩ đặc biệt trong coi. Cho nên một khi có tu sĩ bỏ mạng ở bên ngoài, trong coi hồn ngọc tu sĩ gặp trước tiên biết được. Làm sao, ngươi không đồng ý, Tiên Đảo Thiên Hoàng mỉm cười, nhìn qua có chút thân mật. Lâm Dịch trong lòng run lên, một cổ lương khí theo lòng bàn chân nhanh chóng lẻn đến đỉnh đầu. Lâm Dịch linh giác nói cho hắn biết, lúc này nếu không phải giao ra hồn ngọc, Tiên Đảo Thiên Hoàng tuyệt đối sẽ xuất thủ đem hắn chết rơi. Tuyệt đối không có đường sống vẹn toàn, Tiên Đảo Thiên Hoàng cũng sẽ không bởi vì Lâm Dịch tại trước điện phong tướng chi chiến trong kinh diễm biểu hiện mà tâm tồn thương tiếc. Đặt ở Lâm Dịch trước mặt lựa chọn rất đơn giản, hoặc là hiện tại chết, hoặc là sau này chết đương nhiên tương lai tràn đầy vô tận ẩn số nghĩ lại đến tận đây lâm dịch nhàn nhạt cười nói đương nhiên có thể nếu hạ quyết tâm lâm dịch động tác quyết đoán lưu loát theo trong túi đựng đồ móc ra một khối linh ngọc trực tiếp đem một chút nguyên thần sáp nhập vào đi vào trực tiếp đưa cho tiên đảo thiên hoàng tiên đảo thiên hoàng thật sâu nhìn lâm dịch liếc mắt tiếp nhận hồn ngọc cười như không cười nói ra người ban nãy đang do dự đây không phải là một cái hỏi câu tiên đảo thiên hoàng ý tứ lắm rõ ràng hắn cần Lâm Dịch cho một lời giải thích. Việc đã đến nước này, Lâm Dịch ngược không có cái gì gánh vác, nhún vai nói, là, quả thực do dự một chút. Bởi vì vì sư tôn giận đã từng ta, không cho ta đem hồn ngọc tùy tiện giao cho ngoại nhân, bởi vì có thể sẽ có chút thủ đoạn cường hãn tu sĩ, có thể thông qua ta hồn ngọc đối với ta tạo thành khó có thể tưởng tượng bị thương. Lâm Dịch nói xong câu đó, hai mắt nhìn thẳng, quan sát đến tiên đảo thiên hoàng phản ứng. chương 561, nguy cơ tới gần. Lâm Dịch lần này trả lời vô cùng xảo diệu, rất có chuyển thủ là công, bị động hóa chủ động ý tứ hàm xúc. Cùng lúc hóa giải tiên đảo thiên hoàng chất vấn, từ chối đến cái kia hư vô mờ mịt sư tôn trên người, về phương diện khác, Lâm Dịch cũng đang thử thăm dò, tiên đảo thiên hoàng đòi hồn ngọc nơi này dơ, có hay không thực sự sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn. Lâm Dịch chăm chú nhìn chằm chằm tiên đảo thiên hoàng hai mắt. Nhưng Lâm Dịch vẫn là bỏ qua, từ đầu chí cuối, tiên đảo thiên hoàng vẻ mặt không có có biến hóa chút nào, mặt trầm như nước, khiến người ta nhìn không ra sâu cạn, sinh ra một loại bí hiểm cảm giác. Cùng tiên đảo thiên hoàng cái này không biết sống bao nhiêu năm tháng tu sĩ so sánh với, Lâm Dịch vẫn là quá non. Cho dù tiên đảo thiên hoàng không có lộ xảy ra liên quan tới hồn ngọc tin tức, nhưng Lâm Dịch vẫn tin tưởng trong lòng cái loại này tim đập nhanh cảm giác. Hồn ngọc đặt ở tiên đảo thiên hoàng tay trong, đối với hắn tuyệt đối là một cái uy hiếp chí mạng. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiên đảo thiên hoàng không mặn không lạt nói ra, người quá lo lắng, lấy đi người hồn ngọc, một khi người xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta cũng sẽ trước tiên biết, cũng tốt thuận tiện trợ giúp. Những thứ này chỉ là biểu hiện ra nguyên nhân, lâm dịch tự nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng mà lâm dịch lại cười gật đầu, vẫn chưa biểu hiện ra bất kỳ không hờn giận cùng khẩn trương. Mà phong khinh vũ nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm là lâm dịch bóp một cái mồ hôi. Ban nãy chỉ cần một cái ứng đối không làm, lấy tiên đảo thiên hoàng tính cách tuyệt đối sẽ đem lâm dịch chết vô tại chỗ. Tiên đảo thiên hoàng đem vật cầm trong tay đại ấn đưa cho lâm dịch, lớn tiếng nói, bổn hoàng hôm nay sắc phong mộc thanh là tiên đảo trinh di phó tướng quân, trinh phạt hồng hoang đại lục lúc, chỉ huy trong tay tất cả kim đan tu sĩ. Chính mình bọn họ đại quyền sinh sát, lâm dịch làm bộ rất cung kính dáng dấp, hai tay nhận lấy khối kia tướng quân ấn. Cho tới giờ khắc này, lâm dịch vẫn không có đoán được tiên đảo thiên hoàng tâm tư. Biểu hiện ra, lâm dịch trầm ổn tính táo, ngược cũng có chút tướng quân dáng dấp, nhưng giờ này khác này, Lâm Dịch tim trong như phiên giang đảo hải vậy, thẳng tuốt không có an bình. Lúc đầu tiên Đảo Thiên Hoàng đòi hồn ngọc, Lâm Dịch phản ứng đầu tiên liền là thân phận của hắn bại lộ. Nhưng sau đó lập tức hủy bỏ cái ý niệm này, nếu là thân phận bại lộ, Tiên Đảo Thiên Hoàng căn bản không cần thiết làm điều thừa, trực tiếp đem hắn mạt sát xong hết mọi chuyện. Sau, Lâm Dịch suy đoán có thể thân phận của hắn đưa tới Tiên Đảo Thiên Hoàng hoài nghi. Nhưng ngay sau đó Lâm Dịch lần thứ hai hủy bỏ điều phỏng đoán này. Nếu là hoài nghi trên Lâm Dịch, Tiên Đảo Thiên Hoàng cũng không cần thiết chuyển một vòng lớn, lại đòi hồn ngọc, lại tặng cùng tướng quân ấn, tại trước mắt bao người sắc phong phó tướng vị. Các loại dấu hiệu biểu hiện, Tiên Đảo Thiên Hoàng vẫn chưa hoài nghi Lâm Dịch. Nhưng mà hắn đòi hồn ngọc cử động đột nhiên như thế, đến tột cùng có cái gì những thứ khác thâm ý tại. Lâm Dịch trong lúc nhất thời cũng sai không nghĩ ra, Tiên Đảo Thiên Hoàng đối với hôm nay trước điện phong tướng chi chiến vô cùng thỏa mãn lại cười nói, ngày mai liền bắt đầu tiến hành Nguyên Anh Kỳ trước điện phong tướng, hy vọng các vị tu sĩ trong có thể xuất hiện một vị chân chính Nguyên Anh Kỳ vô địch đại tu sĩ. Nghe được câu này, Lâm Dịch để xuống nghi hoặc, bắt đầu cân nhắc làm sao vào ngày mai trước điện phong tướng trong, không giấu vết sen vào đi vào. Lâm Dịch mục tiêu tự nhiên không chỉ là phó tướng quân vị. Bóp chết thiên tài, Lâm Dịch không những muốn bóp chết tiên đảo Kim Đan Kỳ thiên tài, còn muốn bóp chết rơi tiên đảo Nguyên Anh Kỳ thiên tài bản thân hắn là nửa bước nguyên anh tu sĩ, muốn nhúng tay nguyên anh đại tu sĩ đang lúc tranh đấu, tự nhiên không thể nào nói nổi, cũng không ai sẽ tin tưởng hắn có thực lực này. Mà lâm dịch nếu là mạnh mẽ hạ cuộc tranh tài, biểu hiện ra cường đại chiến lực sau, cũng khó tránh khỏi sẽ khiến hữu tâm nhân hoài nghi. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, lâm dịch chỗ ỷ lại có thể phá hỏng thiên địa pháp tướng thạch kính, thúc giục điều kiện là cần tiên khí, bởi vì này vốn là cho nguyên anh đại tu sĩ chuẩn bị tiên khí. Lâm Dịch tuy rằng đã tới nửa bước nguyên anh, nhưng ngưng luyện ra tiên khí quá mức rất thừa thớt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động thạch kính một lần. Muốn lần thứ hai thôi động, sợ rằng muốn tu luyện mấy canh giờ đợi trong cơ thể xuất hiện lần nữa tiên khí mới được. Cái này thạch kính mặc dù là Lâm Dịch hiện nay ẩn núp một lá bài tẩy, nhưng hạn chế lại quá lớn. Nếu là kết quả cùng cái khác nguyên anh đại tu sĩ tranh đấu, liền liền lợi dụng sát lục kiếm đạo 10 thước cực hạn khoảng cách, xuất kỳ bất ý chém giết một người, gặp phải cái thứ hai nguyên anh đại tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không cho lâm dịch cơ hội gần người. Lúc này, lâm dịch chỉ có thể tế xuất thạch kính đối địch. Nói cách khác, dựa theo tình huống bình thường, lâm dịch có rất lớn nắm chặt thắng liên tiếp hai vòng quyết đấu, nhưng vòng thứ ba liền rất khó tiến hành tiếp. Nhưng vào lúc này, lâm dịch đột nhiên cảm thụ được trong đám người truyền đến một cổ mịt mờ địch ý. Cho dù ẩn giấu tốt lắm rõ ràng, nhưng lâm dịch biết, người này để mắt tới hắn. Lâm dịch bất động thanh sắc, ghé mắt nhìn lại, không thể làm gì khác hơn là nhìn thấy một đôi tràn ngập vẻ oán độc hai mắt. Đó là một nguyên anh đại tu sĩ, nhìn tu vi hẳn là đã đạt đến nguyên anh kỳ viên mãn cảnh giới. Người này nhìn thấy Lâm Dịch quay đầu lại, trực tiếp hướng hắn xem ra, rõ ràng cũng sửng sốt một chút, tựa hồ là thật không ngờ Lâm Dịch gặp cảm thụ được sát cơ của hắn. Nhưng thoáng qua đang lúc, người này khóe miệng có hơi nhếch lên, lộ ra một cái lãnh khốc dáng tươi cười, trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất, quay đầu đi chỗ khác. Lâm Dịch âm thầm cau mày, hắn chưa từng thấy qua người này, lại không biết lúc nào cùng người này kết đã từng cừu. Nhưng vào lúc này, Đức Xuyên đột nhiên hướng lâm dịch truyền âm nói, ban nãy cái kia nguyên anh đại tu sĩ tên là duẫn Bộ Vân, là duẫn Bộ Trí Thân Ca Ca. Đức Xuyên không giải thích được nói một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lâm dịch ý niệm trong đầu chuyển biến, trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, làm bộ hướng về phía Đức Xuyên lộ ra một cái thần sắc cảm kích. Đức Xuyên gặp lâm dịch bộ dáng này, cảm thấy vui mừng, tán thưởng gật đầu. Cái này duẫn bộ trí đúng là tại ban nãy trước điện phong tướng chi chiến trong, đợt thứ hai chết bởi lâm dịch kim đan dị tượng dưới, cơ hồ là đối mặt trong nháy mắt, liền bị vô cực kiếm trận sinh ra dị tượng lực đánh bại, ngã xuống tại chỗ. Nếu là người này là duẫn bộ trí thân ca ca, tất cả liền cũng nói xuôi được. Nói vậy người này đã sớm đối với lâm dịch động sát cơ, chỉ bất quá mới vừa lâm dịch đại chiến không ngừng nghỉ chút nào, hơn phân nửa tinh lực tâm thần đều đặt ở cùng người trong chém giết, vẫn chưa phát hiện. Lâm dịch ánh mắt chấp động, như có điều suy nghĩ. Mặc kệ thế nào, tương lai trước điện phong tướng chi chiến, Lâm Dịch nhất định phải tìm cơ hội tham gia. Nếu cái này dẫn bộ vân đối với ta động sát cơ, không ngại tại trên người của người này động động tâm. Cùng lúc đó, cách xa nhau mấy trăm vạn giảm hồng hoang đại lục. Công tôn hoàng tộc, khương tộc, thái nhất tông mấy tôn đại năng vô căn cứ đứng ở Đông Hải chi tân truyền tống trận vùng trời, phía dưới chính có một cái tu sĩ đang không ngừng chữa trị truyền tống trận. Người này đúng là thái nhất tông trận pháp bậc thầy thiên trận tử, Tại trận pháp trên tạo nghệ, mặc dù là mấy tôn hợp thể đại năng cũng là xa xa không kịp người này. Thái Nhất tông Tất Huyền trầm giọng nói, cái này truyền tống trận còn bao lâu có thể chữa trị. Đại khái đêm mai liền có thể thân thiện hữu hảo, thiên trận tử đáp, trận pháp này từ lần trước lâm dịch tại Đông Hải đánh một trận sau, thằng tuốt hoang phế không có chữa trị, hôm nay Hồng Hoang muốn cầu hòa thì không cần không chữa trị trận này. Ân, công tôn Hưng nghĩa trầm ngâm nói, đã như vậy, đêm mai trước phái một vị tu sĩ đi tới thăm dò một chút đường. Nếu là Tiên đảo phương diện không tính là bài xích, chúng ta tại chính thức phái đội một tu sĩ mang theo thành ý đi cầu cùng. Như thế rất tốt, chương 562, đùa lửa dễ tự thiêu. Đang ở Tiên đảo Lâm Dịch đối với Hồng Hoang đại lục rất nhiều cử động hoàn toàn không biết gì cả. Hắn càng không biết, khi Hồng Hoang phái sứ giả đi tới Tiên đảo, hắn gặp tới bao nhiêu hung hiểm. Lâm Dịch vẫn đang suy tư làm sao có thể lợi dụng tốt Thạch Kính cùng Sát Lục kiếm đạo, đem hai người này kết hợp bộc phát ra lực sát thương phát huy đến mức tận cùng. Đại chiến kết thúc, Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ về tới trong phòng tu luyện. Dọc theo đường đi, không ít tu sĩ nhìn thấy Lâm Dịch, cũng lộ ra sợ hãi sợ hãi chi sắc, mặc dù là một chút nguyên anh đại tu sĩ nhìn thấy Lâm Dịch, cũng lộ ra cung kính ý. Tại tiên đảo, tướng quân vị cực kỳ khó được, cho dù là phó tướng quân, cũng là tay cầm đại quyền sinh sát, huống chi là lúc này đây trinh phạt hồng hoang phó tướng quân. Cho nên, cho dù Lâm Dịch chỉ là nửa bước nguyên anh, nhưng ít có tu sĩ dám đối với hắn bất kính đây là địa vị uy hiếp. Tại trong phòng tu luyện, Phong khinh vũ trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, khẽ hồ đạo người muốn tham gia tương lai quyết đấu. Ân, lâm dịch gật đầu, nếu là đặt ở trước đây, Phong khinh vũ phản ứng đầu tiên chính là khuyên can lâm dịch. Nhưng khi nàng nhìn thấy lâm dịch đoạn đường này biểu hiện sau, Phong khinh vũ trầm mặc. Nửa ngày sau, Phong khinh vũ nhẹ giọng hỏi, có vài phần nắm chặt. Khó mà nói, một nửa một nửa đi, lâm dịch do dự một chút, phong khinh vũ đạo ta có thể giúp trên gấp cái gì không có việc gì tự ta ứng phó phải đến lâm dịch cười rất nhẹ nhàng phong khinh vũ lại biết lâm dịch tim đúng trọng tâm định không thoải mái lâm dịch thạch kính phong khinh vũ cũng biết tuy rằng có thể ứng phó thiên địa pháp tướng nhưng có hạn chế nhận thấy được phong khinh vũ thất lạc lâm dịch đột nhiên nói cũng có một việc không phải là ngươi làm không thể nhưng ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết được ngươi theo ta nói ta nhất định giúp ngươi hoàn thành Phong khinh vũ gật đầu, phong khinh vũ nhịn nửa ngày, muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn phải hỏi, người có đúng hay không có việc gạt ta. Lâm dịch chỉ là cười cười, nhưng không nói tiếp, người tham gia trinh di hội chiến, trước điện phong tướng chi chiến, không chỉ là vì leo lên tướng quân vị, bóp chết thiên tài, hỏi thăm thiên phủ tinh quân hạ lạc, người có đúng hay không còn có cái khác mục đích. Phong khinh vũ tổng cảm giác lâm dịch tim trong tựa hồ cất giấu vô cùng vô tận bí mật. Lâm dịch vẫn là không nói, ta không có cái khác ý tứ, chỉ là sợ là một người chịu đựng những thứ này khó chịu chặt nếu như có thể người theo ta nói một chút ta có thể có thể giúp người chia sẻ một chút phong khinh vũ lại nói lâm dịch ngẩng đầu lộ ra một cái nụ cười sáng lạn một đôi con ngươi sáng sủa cực kỳ vào giờ khắc này ở trong mắt phong khinh vũ lâm dịch hình như một cái nông gia chất phát thả như tiểu tử hồn nhiên ngây thơ đâu có còn có nửa phần sát phạt quả quyết khí thế hung ác chỉ là đôi tròng mắt kia trong tựa hồ lộ ra một loại uể oải cùng tang thương một loại người ngoài khó có thể hiểu quyết tuyệt. Nhìn thấy lâm dịch dáng tươi cười, phong khinh vũ biết, nam tử này trung quy không có nói cho nàng biết cái gì, có thể. Thời gian còn chưa tới đi, sáng sớm ngày thứ hai, lâm dịch cùng phong khinh vũ theo đám tu sĩ lần thứ hai đi tới trong đại điện. Hôm nay tranh đấu sẽ càng kịch liệt, là nguyên anh đại tu sĩ trong lúc đó chém giết quyết đấu. Cơ hồ là một khắc đồng hồ thời gian, trong đại điện đã đứng đầy tu sĩ, tiên đảo thiên hoàng cũng vô căn cứ thiểm hiện tại trên đại điện không, chậm rãi hạ xuống. Nguyên Anh kỳ trước điện phong tướng chi chiến cùng Kim Đan kỳ không sai biệt nhiều, đều là một đối một đào thải chế. Bởi vì lâm dịch giết chết giang hộ mạc phủ tham chiến hai vị Nguyên Anh đại tu sĩ, lại đang thiên hoàng cung bên ngoài cung nơi cửa chém giết một vị thất đinh mạc phủ Nguyên Anh đại tu sĩ, dẫn đến chân chính tham chiến chỉ có 27 nhân. Nói cách khác, phòng thứ nhất thì phải có một vị tu sĩ luân không tu sĩ này đúng là ngày hôm qua đối với lâm dịch tản mát ra địch ý duẫn bộ vân những tu sĩ khác đều đã chuẩn bị sắp xếp chỉ có duẫn bộ vân mặt đắc ý may mắn đứng tại chỗ hướng bốn phía ôm quyền nói may mắn may mắn nhưng vào lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo tiếng cười trong hết sức châm chọc cùng khinh miệt duẫn bộ vân biến sắc theo tiếng kêu nhìn lại vừa lúc nhìn thấy lâm dịch cực độ ánh mắt khinh thường duẫn bộ vân thân đệ đệ tại ngày hôm qua chết ở lâm dịch tay trong đây cơ hồ là khó có thể ma diệt thâm cửu đại hận. Chỉ bất quá điện này trước phong tướng chi chiến có đông đảo tiền bối tu sĩ tỏa chấn, cho dù duẫn bộ vân nhớ lập tức giết chết lâm dịch, cũng là không dám nhận chúng làm càn. Sau lâm dịch bị tiên đảo thiên hoàng tự mình sắc phong làm trinh di phó tướng quân, có thể nói một bước lên trời, duẫn bộ vân không thể làm gì khác hơn là đem cừu hận này chôn dưới đáy lòng, mưu đồ ngày sau. Nhưng mà ban nãy lâm dịch nhìn về phía hắn cái kia ánh mắt khinh miệt, làm cho hắn bị một loại không rõ vỗ nhục, một cổ nhiệt huyết này lên ót. Xuân Bộ Vân híp hai mắt, lạnh giọng nói, một phó tướng quân có gì chỉ giáo?" Xuân Bộ Vân cố ý đưa cái này, "Phó", làm cho đặc biệt nặng, dù sao phó tướng quân chức vị tuy cao, nhưng chỉ có thể chấp trưởng kim đan tu sĩ, còn chỉ huy không được nguyên anh đại tu sĩ. Lâm Dịch chân mày nhăn một cái, cười lạnh nói, "Chỉ bảo chưa nói tới, chính là không quen nhìn ngươi." Lâm Dịch cuồng ngạo chi sắc hiện ra hết, Xuân Bộ Vân tức giận vô cùng cười khóc, cái đầu từ biệt tiến lên một bước ôm quyền nói, khởi bẩm thiên hoàng đại nhân, người này tại trước mắt bao người đối với ta rất nhiều trào phúng xem thường, hắn chẳng qua là kim đan tu sĩ, lại không có nửa điểm đối với nguyên anh đại tu sĩ tôn kinh ý, khẩn cầu thiên hoàng đại nhân sự chấp thuận ta hướng người này phát ra khiêu chiến. Tuy nói lâm dịch có chút quá phận, bao nhiêu mang theo điểm khiêu khích ý, nhưng dũng bộ vân lý do cũng có chút gượng ép. Mặc kệ thế nào, lâm dịch hôm qua vừa bị tiên đảo thiên hoàng sắc phong làm trinh di phó tướng quân, căn bản không cần thiết đối với một cái nguyên anh đại tu sĩ bao nhiêu tôn trọng. Huống chi, duẫn bộ vân nơi này dơ lớn hơn nguyên nhân, chỉ sợ là nhớ mượn cơ hội này vì hắn thân đệ đệ báo thù. Tiên đảo thiên hoàng trong lòng không thích, vừa muốn một nói từ chối, liền nghe được lâm dịch cười ha ha, cất giọng nói, hảo hảo hảo, người đã muốn chết, ta mộc thanh là thành toàn ngươi. Lâm dịch như vậy tỏ thái độ, tiên đảo thiên hoàng tựu không có ý tứ xuất hiện ở nói khuyên can. Huống chi, lấy tiên đảo thiên hoàng nhãn lực, Duẫn Bộ Vân chưa hẳn có thể ngăn ở Mộc Thanh trên lưng trường kiếm. Nghĩ lại đến tận đây, Tiên Đảo Thiên Hoàng mặt không thay đổi nói ra, "Chuẩn. Ở đây đông đảo tu sĩ tụ chung một chỗ xì xào bàn tán. Mặc dù đại đa số tu sĩ cũng đã biết Lâm Dịch chiến lực, nhưng đều không biết hắn có thủ đoạn gì có thể mà đối kháng Nguyên Anh đại tu sĩ Thiên Địa pháp tướng." Chân chính xem trọng Mộc Thanh cũng không có nhiều người, nhưng là có một bộ phận tu sĩ trong đầu chuyển biến, suy nghĩ đạo, tuy rằng cái này Mộc Thanh thẳng tuốt có vẻ vô cùng cuồng ngạo, nhưng quả thật có chút bản lĩnh thật sự. Huống chi Mộc Thanh tự tin như vậy tiếp được một trận chiến này, như hắn không phải người ngu, chính là có thủ đoạn ứng phó Duẫn Bộ Vân. Đang ở Đông đảo tu sĩ đoán thời điểm, Lâm Dịch cùng Duẫn Bộ Vân đã tại trong đại điện tương đối đứng thẳng. Khoảng cách giữa hai người quá gần, chỉ có hơn 10 thước. Khoảng cách này là Lâm Dịch cố ý gây nên, nếu là đổi thành những thứ khác kim đan tu sĩ, nhất định sẽ tại trước tiên lui về phía sau, nhưng Duẫn Bộ Vân là nguyên anh đại tu sĩ. Cho dù đã biết Lâm Dịch kinh diễm một kiếm, nhưng Duẫn Bộ Vân lại không tin Lâm Dịch có thể một kiếm liền đem hắn chém giết. Duẫn Bộ Vân sống mấy trăm tuổi, cũng chưa từng nghe qua loại này kiếm pháp. Cho nên, hắn nhớ tự mình thử xem, tuy rằng nơi này giờ có chút đùa với lửa hiểm nghi, nhưng Duẫn Bộ Vân dự định tránh thoát một kiếm, liền bắt đầu toàn lực xuất thủ chu diệt người này. Đáng tiếc là, Duẫn Bộ Vân sống mấy trăm tuổi lại vẫn chưa hiểu một cái đạo lý, đùa lửa dễ tự thiêu. Chương 563, nháy mắt giết Duẫn Bộ Vân là nguyên anh đại tu sĩ, hơn nữa còn là nguyên anh viên mãn. Nếu là Lâm Dịch cách gần chút, hắn liền muốn lui lại, trước mắt bao người, trên mặt cũng làm khó dễ. Nhìn thấy Duẫn Bộ Vân ngay bản thân mười thước bên ngoài vẫn không nhúc nhích, Lâm Dịch khóe miệng nhếch lên, trong mắt tràn đầy tiếu ý, bên trái trên mặt bát kỳ ấn ký trở nên càng màu đỏ tươi, làm cho Lâm Dịch cả người cũng tăng thêm vài phần yêu dị cùng tà khí. Nhìn thấy Lâm Dịch dáng tươi cười, Duẫn Bộ Vân trong lòng lộp bộp một chút. Đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này mãnh liệt như vậy, thế cho nên làm cho hắn sinh ra thôi ý, muốn mau sớm ly trước mắt tu sĩ xa một chút. Nhưng vào lúc này, một tôn hợp thể đại năng tuyên bố vòng thứ nhất trước điện phong tướng chính thức bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch liền động, mà lúc này, đúng là duẫn bộ vân tâm thần kích động, do dự thời điểm. Nhất Phương Ngưng thần chuẩn bị, đột nhiên xuất thủ, còn bên kia lại tâm thần không yên, bồi hồi không biết. Như vậy tương phản dưới, Lâm dịch phía sau gần 10 thước lớn lên lam sắc kiếm rực nhẹ nhàng vũ động, hai chân nặng nề đạp rơi xuống đất mặt, thân hình giống như một đạo mũi tên nhọn, cấp bách như lưu tinh, hướng dẫn bộ vân chạy trốn. Kiếm rực cộng thêm thân thể bạo phát, ở bên trong lại sáp nhập vào vũ khúc tinh thuật một chút cảm ngộ, làm cho lâm dịch thân pháp cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền lẻn đến dẫn bộ vân trước người một tay khoảng cách. Ông, một cái réo rắt kiếm ngân vang tiếng vô căn cứ vang lên. Cho dù xung quanh có hơn 10 trận kịch liệt chém giết tranh đấu, song phương thiên địa pháp tướng đụng nhau vô cùng thảm liệt, nổ vang âm thanh không dứt, nhưng một tiếng này kiếm ngân vang vang lên, lại trực tiếp đắp qua tất cả tạp âm. Thuần túy, sạch sẽ, kiếm khí tận trời, sát ý nghiêm nghị. Nếu như nói, cái này tiếng kiếm ngân vang hấp dẫn trong đại điện sở hữu tu sĩ chú ý của, như thế đồng thời tiềm hiện một màn kia kiếm quang, làm cho đông đảo tu sĩ vẻ mặt toàn bộ cương ở trên mặt. Một kiếm kia tái hiện, vẫn là như thế thêm mỹ tuyệt luân, lóe lên rồi biến mất giống nhau như đúc kiếm pháp nhưng lại một lần nữa nhìn thấy vẫn có thể mang cho mỗi người một loại khó diễn tả được chấn động quá nhanh nhanh đến phản ứng không kịp nữa chỉ có lác đác mấy người gặp được ô sao trường kiếm kiếm thể đa số tu sĩ chỉ là cảm giác trước mắt hiện lên một đạo bạch quang mộc thanh tựa hồ là rút kiếm đi đa số nhân như thế nghĩ ngợi những người đứng xem còn nhìn không rõ lắm sinh ra loại này không rõ mông lung cảm giác đối mặt một kiếm này duẫn bộ vân cảm giác gì có thể nghĩ tựa hồ là như thế trong nháy mắt duẫn bộ vân đột nhiên cảm giác trước mắt thiểm hiện một đạo bạch quang sáng loáng vô cùng trói mắt duẫn bộ vân theo bản năng hít một chút hai mắt sau đó cảm giác bên tai tựa hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại khắp thiên địa cũng thay đổi dáng dấp ảm đạm không liên quan ngay sau đó duẫn bộ vân tựa hồ thấy được cùng hắn gặp thoáng qua một thanh trong mắt một cái vẻ đùa cợt duẫn bộ vân trong lòng giận dữ muốn chống đỡ khai thiên địa pháp tướng đem cái này một thanh nghiền ép trí tử. Nhưng mà Duẫn Bộ Vân đột nhiên phát hiện, thân thể hắn đã không bị khống chế, cái gì thiên địa pháp tướng, linh lực, tiên khí, toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, một loại hữu tâm vô lực đổi bại cảm du nhiên nhi sinh. Sau một khắc, Duẫn Bộ Vân hối hận, nhưng đã chậm, đây là hắn sau cùng một đạo ý thức. Trong chớp mắt, Lâm Dịch cùng Duẫn Bộ Vân sát vai, trao đổi một chút vị trí. Từ đầu đến cuối, hai người tựa hồ cũng không có xuất thủ nhưng mà hầu như tất cả tu sĩ cũng rõ ràng duẫn bộ vân là thật không có xuất thủ mà mộc thanh xuất thủ hoặc là nói bởi vì mộc thanh xuất thủ duẫn bộ vân mất đi cơ hội xuất thủ chỉ là một kiếm hai người liền phân ra được thắng bại duẫn bộ vân cứng còng đứng thẳng nửa ngày cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất mi tâm hiện lên nhất điểm hồng hoa chậm rãi khuếch tán duẫn bộ vân tuy rằng bỏ mình nhưng ở trận mỗi cái tu sĩ tâm tình nhưng thủy trung không có chinh phục trước kia kim đan tu sĩ chết ở lâm dịch một kiếm này hạ cũng không có khiến cho những này nguyên anh đại tu sĩ quá nhiều khẩn trương bởi vì chết tu sĩ là kim đan tu sĩ mà bọn họ là nguyên anh đại tu sĩ nhưng mà khi duẫn bộ vân cùng lâm dịch tại vừa đối mặt trong nháy mắt ngã xuống lúc ở đây mỗi cái nguyên anh đại tu sĩ trong lòng cũng không nhịn được run lên cảm giác một hồi không rõ hàn ý bọn họ bắt đầu thay mặt nhập duẫn bộ vân vai liên tục bắt trước đối mặt ban nãy một kiếm kia tràng cảnh sau đó đông đảo tu sĩ hoảng sợ phát hiện, vô luận thế nào, bọn họ tựa hồ cũng tránh không khỏi một kiếm này truy sát. Nói cách khác, phía dưới cái này nửa bước nguyên anh tu sĩ, hoàn toàn có năng lực uy hiếp được cái khác nguyên anh đại tu sĩ sinh mệnh. Trước điện phong tướng vòng thứ nhất, tổng cộng 14 đối với tu sĩ hai quyết đấu, trước hết quyết ra thắng bại ngược lại thì lâm dịch cùng duẫn bộ vân. Không có trong tưởng tượng tiếng động lớn làm cùng tiếng nghị luận. Đại đa số tu sĩ cũng đắm chìm trong lâm dịch một kiếm kia trong. Cuối cùng không ít tu sĩ thu được một cái kết luận, một kiếm này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ở đối chiến trước cùng một Thanh kéo ra khoảng cách, không thể để cho hắn cận thân. Một khi Mộc Thanh cận thân rút kiếm, vậy liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên đại điện một tôn hợp thể đại năng trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói một Thanh thắng được. Nếu là trước khi nói phong tướng cử chỉ, làm cho lâm dịch thu hoạch vô thượng vinh diệu, như thế một trận chiến này, lại điện định hắn tại tiên đảo tu sĩ trong lòng cường đại uy hiếp. Nghe được hợp thể đại năng tuyên bố kết quả, Lâm Dịch lại đột nhiên nở nụ cười. Ta vẫn cho là Nguyên Anh kỳ trước điện phong tướng tiêu chuẩn cao bao nhiêu, bây giờ nhìn sao? Lâm Dịch đập chật lưỡi, lắc đầu khinh thường nói cũng không gì hơn cái này. Những lời này mà nói, đã là đem tham gia trước điện phong tướng hơn 20 cái Nguyên Anh đại tu sĩ cũng đắc tội một lần. Lúc này lại có Nguyên Anh đại tu sĩ lần lượt đấu vòng kế tiếp, nghe được Lâm Dịch những lời này không khỏi biến sắc. Bất quá mấy người này coi như trầm ổn cũng không phải là tại chỗ làm khó dễ. Nhưng liêm thương mặc phủ cung đại tướng quân lại cổ quái nở nụ cười một tiếng, lớn tiếng nói, Mộc Thanh, người cái này là ý gì? Đức Xuyên vội vã truyền âm cho Lâm Dịch, không cần nói, an tĩnh lui ở một bên. Lâm Dịch bừng tỉnh không nghe thấy, mày kiếm nhân một cái, dùng chân đá đá nằm trên mặt đất cụ thi thể lạnh như băng, cười lạnh nói, như vậy tu sĩ cũng có thể tham chiến, ta Mộc Thanh mặc dù chỉ là nửa bước nguyên anh, ngược lại cũng muốn vào đi thử một chút tay. Tiếng nói vừa dứt, Toàn trường ồ lên, Mộc Thanh hắn có ý gì, thật giống như là muốn tham gia Nguyên Anh kỳ trước điện phong tướng chi chiến đi. Điên rồi sao, hắn không là mới vừa thu được trinh di phó tướng quân vị, chẳng lẽ còn nhớ lấy nửa bước Nguyên Anh tu vi leo lên đại tướng quân vị trí. Ta xem Mộc Thanh có phần đắc ý vênh váo, một kiếm kia mau là nhanh, nhưng dẫn bộ vân chỉ là thua ở lơ là khinh địch trên, nếu là sớm đi chống đỡ khai thiên địa pháp tướng, kéo ra khoảng cách, Mộc Thanh tuyệt đối thúc thủ chịu chói. Trong đại điện tống đại tướng quân ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi là muốn tham gia nguyên anh kỳ trước điện phong tướng chi chiến sao. Đương nhiên, lâm dịch ngạo nghễ nói, Đức Xuyên sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, người muốn chết sao. Đối với ban nãy lâm dịch đối với lời của hắn thở ơ, Đức Xuyên trong lòng vô cùng tức giận, lúc này trong mắt cũng mang theo một chút sát khí. Lâm dịch nhìn cũng không nhìn Đức Xuyên, khẽ cười nói, ta đột nhiên cảm giác phó tướng quân đích thực không sao khiêu chiến, không bằng làm cái đại tướng quân vui đùa một chút lâm dịch lấy được phong trinh di phó tướng quân đức xuyên tuy rằng thân là mạc phủ đại tướng quân nhưng trên danh nghĩa cũng đã không quản được lâm dịch lâm dịch trực tiếp thuộc về tiên đảo thiên hoàng quản lý hơn nữa ngay ban nãy lâm dịch nghĩ thông suốt một việc tiên đảo thiên hoàng hướng hắn đòi hồn ngọc lắm có thể là có việc cầu hắn nhưng lo lắng hắn thoát khỏi khống chế cho nên hôm nay lâm dịch đã đem cái loại này cuồng ngạo xông vào trong lòng căn bản cũng nhìn đức xuyên sắc mặt làm theo ý mình Chương 564, Hồng Hoang người tới. Nghe được Lâm Dịch yêu cầu, Tiên Đảo Thiên Hoàng âm thầm cao mày, đối với Lâm Dịch sinh ra một loại khó có thể nắm trong tay cảm giác. Tu sĩ này hành sự thường thường ngoài dự đoán mọi người, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, cùng hắn giao thủ qua tu sĩ, không có một cái có thể may mắn tránh khỏi. Tiên Đảo Thiên Hoàng đột nhiên đối với Lâm Dịch phía sau cái kia sư tôn sinh ra hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng tu sĩ, mới có thể bồi dưỡng được như vậy một cái yêu nghiệt. Tại Tiên Đảo Thiên Hoàng xem ra, lâm dịch quả thật có năng lực uy hiếp một chút nguyên anh đại tu sĩ nhưng nếu thật muốn đoạt được cuối cùng đại tướng quân vị lại vẫn kém rất nhiều huống chi mộc thanh đối với tiền đảo thiên hoàng có lớn hơn tác dụng nghĩ lại đến tận đây tiền đảo thiên hoàng lạnh lùng nói mộc thanh lui ra không được xuất chiến tiên đảo thiên hoàng những lời này vừa rơi xuống liền trực tiếp chặt đứt lâm dịch muốn tham chiến tâm tư lúc này lâm dịch nếu là lại muốn tham dự vào tự có vẻ có chút gượng ép dễ khiến cho người ngoài hoài nghi cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng Lâm Dịch chỉ là do dự một chút, liền chậm rãi trở lại trong đám người. Nhưng vào lúc này, Đức Xuyên Tim trong đột nhiên nhớ tới một việc. Giang hộ mạc phủ tàng bảo các trong mặt tàn phá thạch kính bị Mộc Thanh thu được, thạch kính có thể phá đi tu sĩ thiên địa pháp tướng tác dụng, hắn tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Mà Càn Thiên cũng ngã xuống thời gian lại cực kỳ trùng hợp, chẳng lẽ là Mộc Thanh mượn tượng đá lực, phá vỡ Càn Thiên cũng thiên địa pháp tướng, bằng vào cận chiến trị uy đem chém giết ý niệm mới vừa nhuốm đức xuyên liền lại đem cái này suy luận hủy bỏ lúc đầu lâm dịch lưng đeo ô sao trường kiếm tựu đứng ở mạc phủ phòng nghị sự trong cùng đông đảo tu sĩ đứng chung một chỗ không có khả năng phân thân lại đi chém giết càn thiên cũng đức xuyên khẽ nhíu mày tổng cảm giác tựa hồ địa phương nào xuất hiện sai lầm lâm dịch kế hoạch liên tục xuất hiện hai lần biến cố một lần là hồn ngọc một lần lại bị tiên đảo thiên hoàng ngăn trở vẫn chưa như nguyện bóp chết rơi tiên đảo nguyên anh kỳ thiên tài Bất quá lâm dịch vẫn chưa nhụt trí, thân sắc bình tĩnh, hai mắt trong suốt thâm thúy. Bàn cờ này vừa mới bắt đầu, Nguyên Anh kỳ trước điện phong tướng chi chiến rằng co chọn một ngày, cuối cùng leo lên trinh di đại tướng quân vị tu sĩ là liêm thương mạc phủ cung bản sơn. Người này thiên địa pháp tướng có thể nói vô địch, trong lúc giở tay nhấc chân, liền đem đối thủ hoàn toàn nghiền ép, hầu như không huyền niệm chút nào thu được thắng lợi cuối cùng. Màn đêm buông xuống sắc hàng lâm thời điểm, lúc này đây trước điện phong tướng chi chiến xem như là hoàn mỹ kết thúc. Cuối cùng Trinh Di Đại tướng quân là Cung Bản Sơn, Trinh Di Phó tướng quân là Mộc Thanh. Sau trận chiến này, đám tu sĩ đều biết, trinh phạt hồng hoang đại lục tự muốn bắt đầu, chỉ có thể tiên đảo thiên hoàng tuyên bố sau cùng thời gian. Nhưng vào lúc này, một vị nguyên anh đại tu sĩ đột nhiên từ bên ngoài bay nhanh tiến đến, vẻ mặt hoang mang, cao giọng nói, bẩm báo thiên hoàng đại nhân, bên ngoài cung truyền tống trận xuất hiện một vị công tôn hoàng tộc tu sĩ, nói là đến đây cầu hòa. Ân, tiên đảo thiên hoàng trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Ở đây đông đảo tu sĩ cũng sừng sốt một chút, hồng hoang đại lục đuổi ở phía sau phái tu sĩ đến đây, mục đích đích thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Lâm dịch cùng phong khinh vũ nghe được tin tức này, chân chính là sắc mặt đại biến. Bất quá may mà tất cả tu sĩ đều bị tin tức này hấp dẫn, ngược không ai chú ý tới hai người thần sắc chuyển biến, bằng không nhất định có hoài nghi. Lâm dịch kế hoạch phát triển đến bây giờ, mặc dù có một chút biến cố, nhưng trung quy vẫn chưa ảnh hưởng lớn bố cục. Nhưng tin tức này, lại trực tiếp đem lâm dịch toàn bộ kế hoạch quấy dày đối với hai người mà nói cơ hồ là ngập đầu tai ương cái này công tôn hoàng tộc tu sĩ đi tới trong đại điện nhất định có thể nhận ra lâm dịch diện mục tiên đảo tu sĩ chưa thấy qua lâm dịch gương mặt này nhưng ở hồng hoang đại lục công tôn hoàng tộc lại chọn truy nã hơn một năm thời gian huống chi đông hải chi chiến bạo phát sau sợ rằng tại hồng hoang không người không biết lâm dịch một khi thân phận của lâm dịch bại lộ trước tất cả chuẩn bị đều được trăng trong nước cuối cùng kế hoạch cũng việc lớn thua thiệt phu thất bại. Không chỉ lâm dịch sẽ chết, vũ khúc tinh quân cùng phong khinh vũ cũng khó thoát khỏi cái chết, thiên phủ tinh quân càng là không có cơ hội cứu ra. Một trong nháy mắt, lâm dịch suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng biểu hiện ra tận lực khống chế vẻ mặt, bất động thanh sắc, nhưng trái tim cũng đã nhảy tới tiếng nói tiêm. Phong khinh vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến một chút đến tiếp sau phát triển, sắc mặt có chút tái nhợt, đối với lâm dịch liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt chỗ sâu hoảng loạn. Lâm Dịch lúc này chỉ có thể kiên trì truyền âm nói, không nên hốt hoảng, đợi một chút nhìn, nhất định còn có có thể xoay chuyển. Nghe được câu này, phong khinh vô tâm cảnh bình phục ít, nhưng vẫn là thấp thỏm bất an. Lâm Dịch ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì một đoàn loạn ma, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ứng đối biện pháp. Tại nhiều tu sĩ như vậy không coi vào đâu, không những vài tôn hợp thể đại năng, còn có nửa bước hóa thần tiên đảo thiên hoàng, Lâm Dịch hầu như không có có bất kỳ hy vọng chạy trốn. Nhưng vào lúc này Tiên Đảo Thiên Hoàng thanh âm truyền đến, thận trọng nói một chút, tình huống gì? Phía dưới tu sĩ kia đáp, cái này Hồng Hoang tu sĩ là Công Tôn hoàng tộc người, một mình đến đây, có người nói chỉ là muốn nhìn chúng ta Tiên Đảo thái độ gì, nếu như có thể nói chuyện, liền tại ba ngày sau, phái đội một tu sĩ, mang theo thành ý chính thức bái phỏng. Nghe được câu này, Lâm Dịch trong lòng đối với Công Tôn hoàng tộc hoàn toàn thất vọng. Cho đến ngày nay, Công Tôn hoàng tộc còn đang tâm tồn may mắn, cầu hòa tự bảo vệ mình, nào ngờ tiên đảo đối với này chiến đã chuẩn bị nhiều năm, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ý niệm trong đầu không lạc, Đức Xuyên liền đứng ra khom người nói, thiên hoàng đại nhân, ta xem trực tiếp đem người này chém giết sự tình, trinh phạt hồng hoang đã tên đã trên dây, không phát không được. Không sai, ta tiên đảo tộc nhân từ lâu nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ giờ khắc này, không thể bởi vì một cái hồng hoang cầu hòa, liền tại đây đình chiến, chẳng phải trở thành trò cười. Tống đại tướng quân cũng trầm giọng nói, tiên đảo thiên hoàng đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị phất tay nói nếu chỉ là phái tới cái tu sĩ thăm dò không cần để ý tới hắn truyền lời đi tới là được thì nói ta có thể suy nghĩ công tôn hoàng tộc kiến nghị bất quá muốn xem bọn hắn thành ý có đủ hay không phía dưới tu sĩ đáp ứng lui ra lâm dịch cùng phong khinh vũ nhẹ thở phào nhẹ nhõm nếu cái này hồng hoang tu sĩ sẽ không tới đến trong đại điện bọn họ nguy cơ xem như là tạm thời giải trừ nhưng nghe tiên đảo thiên hoàng ý tứ gặp tiếp thu công tôn hoàng tộc nhất phương cầu hòa thỉnh cầu nói cách khác ba ngày sau lâm dịch cùng phong khinh vũ vẫn là chạy không khỏi thân phận bị chọc thủng kết cục nhưng vào lúc này ba đại mạc phủ đại tướng quân ào ào tiến lên khuyên can nhân nhượng thiên hoàng thu hồi mệnh lệnh cho rằng không phải tiếp thu hồng hoang cầu hòa tiên đảo thiên hoàng thâm ý sâu sắc cười nói các ngươi ánh mắt vẫn là ngắn chút một trận chiến này vẫn là phải đánh nhưng nếu là hồng hoang đại lục tất cả thế lực cũng ngưng tụ thành một cổ lực lược Ta Tiên Đảo lúc này đây cho dù có thể thắng, cũng nhất định vô cùng thảm liệt, được không bù mất. Nhưng nếu tiếp thu Công Tôn Hoàng tộc cầu hòa, tới trước có thể đạt được một chút bảo vật. Thứ hai, bọn ta dẫn Tiên Đảo đại quân xuất chinh Hồng Hoang đại lục, Công Tôn Hoàng tộc chờ mấy thế lực lớn nhất định không có ngăn trở, chúng ta cũng ít rất nhiều trở ngại. Chờ ta Tiên Đảo đem chống cự thế lực từng cái tiêu diệt hết, đang quay đầu đi cắn nuốt hết Công Tôn Hoàng tộc nhóm thế lực. Khi đó, bọn họ nhớ chống lại, lại phát hiện đã hữu tâm vô lực chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bị ta tiên đảo trấn áp khu trục. Hồng hoang đại lục là một khối bảo địa, chúng ta một ngụm nuốt không nổi, chỉ có từng bước tầm ăn lên, mới có thể chiếm lĩnh toàn bộ hồng hoang. chương 565, Thiên Hoàng sát khí, nghe được tiên đảo Thiên Hoàng một phen ngôn luận, các đại mạc phủ tướng quân trước mắt sáng ngời, đông đảo tu sĩ cũng rốt cuộc minh bạch Thiên Hoàng tiếp thu cầu hòa thâm ý, rất là phấn chấn. Mà lâm dịch tâm lý vẫn là một mảnh lạnh lẽo, nếu như dựa theo tiên đảo Thiên Hoàng kế hoạch phát triển, hồng hoang đại lục thật sự là giữ nhiều lành ít. Mà công tôn hoàng tộc đến tiên đảo cầu hòa, không khác bảo hổ lột ra, xương đáng ngu muội tột cùng. Khi song phương đạt thành một loại thỏa hiệp lúc, tiên đảo đại quân xâm lấn hồng hoang đại lục, gặp phải trở ngại sẽ giảm thiểu gần nửa. Lâm dịch hôm nay duy nhất có thể xác định xuống chính là tinh minh nhất định sẽ kiên quyết chống lại tiên đảo, không có thỏa hiệp. Nhưng mấy thế lực lớn khác thái độ, hôm nay lại không rõ. Có thể nói, một trận chiến này vẫn chưa bắt đầu, hồng hoang cũng đã thua một nửa tiên đảo thiên hoàng là nửa bước hóa thần mà theo lâm dịch biết tinh minh tu vi cao nhất tu sĩ chính là hợp thể đại thành tử vi tinh quân đến tột cùng có người hay không có thể ngăn ở tiên đảo thiên hoàng có bao nhiêu thế lực đồng ý quả quyết gia nhập đối kháng tiên đảo trong trận doanh lâm dịch âm thầm lắc đầu kỳ thực công tôn hoàng tộc không có tới cầu hòa lúc lâm dịch liền không quá xem trọng hồng hoang đại lục tiên đảo hôm nay một lòng đoàn kết mà hồng hoang đại lục vẫn là nội loạn không ngừng lục đục với nhau một trận chiến này kết quả có thể đoán trước. Cho nên, theo ban đầu, Lâm Dịch liền ở trong lòng cất một cái kế hoạch to gan. Chính là nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn chờ một trận chiến này phát sinh. Hoặc là nói, đem một trận chiến này vô kỳ hạn kéo dài xuống phía dưới. Cái này có thể nói là ý nghĩ kỳ lạ, thậm chí so với thu được tướng quân vị, một đường bóp chết thiên tài còn muốn xa không thể thành. Lâm Dịch chỉ là nửa bước nguyên anh, hắn dựa vào cái gì? Hắn chiến lực tuy mạnh, nhưng năng lực có hạn, Căn bản vô phương ảnh hưởng lớn bố cục. Lâm Dịch nhất tâm muốn đoạt đến tướng quân vị, đúng là đang âm thầm tăng thêm chính mình lợi thế. Chuyện này, Lâm Dịch thẳng tuốt gạt Phong Khinh Vũ, ai cũng không có nói cho. Hoặc là nói, Phong Khinh Vũ cho dù biết Lâm Dịch leo lên tướng quân vị, là trọng yếu hơn mục đích là muốn ngăn cản một trận chiến này phát sinh, nhưng nàng lại thật là không nghĩ ra được, Lâm Dịch làm sao đi hoàn thành như vậy nhất kiện nhìn qua không thể nào sự tình. Lâm Dịch hôm nay cũng chỉ là có một cái không rõ mông lùng ý nghĩ cụ thể làm như thế nào, còn phải tiếp tục đi xuống dưới. Dù sao biến hóa không chỗ nào không có mặt, nói ví dụ bây giờ lâm dịch, nên cân nhắc làm sao vượt qua ba ngày sau một trường kiếp nạn. Nhưng vào lúc này, tiền đảo thiên hoàng suy nghĩ một chút lại nói, ba ngày sau, các vị cũng đến trong đại điện, vừa lúc cùng nhau nhìn một cái cái này công tôn hoàng tộc bao lớn thành ý. Đến lúc đó, cung bản sơn, mộc thanh, hai người ngươi tìm cơ hội đi kết quả cùng hoàng tộc tu sĩ luận bàn, cho ta thuận lợi chém giết vài cái, tăng thêm ta tiên đảo sĩ khí. Đông đảo tu sĩ liên tục gật đầu, lấy cùng bản sơn, một thanh hai người năng lực, đều là cùng giai vô địch, giết chết vài cái hoàng tộc tu sĩ quả thực dễ dàng. Tiên đảo thiên hoàng trong lòng khẽ động, đang nói chuyển lạnh, đạo còn có cái kia lâm dịch, chém giết ta tiên đảo hơn hai ngàn tên tộc nhân, còn nghĩ ta tiên đảo hoàng tử tàn nhẫn sát hại, hôm nay người này tung tích không rõ, sinh tử không biết, ta đang muốn hướng những thứ này hồng hoang tu sĩ thật tốt hỏi thăm một phen. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch biết hắn đã không có đường lui. Ba ngày, phải nghĩ ra một cái biện pháp, bằng không hắn cùng Phong khinh Vũ sẽ thừa dịp còn không có bị chọc thủng thân phận, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Sau cái gì hỏi thăm thiên phủ tinh quân hạ lạc, ngăn trở tiên đảo trinh phạt hồng hoang, cái này nhiều kế hoạch, đều không dùng suy nghĩ. Bởi vì, một khi thân phận bại lộ, hai người có thể sống được đi đã là vạn hạnh. Lâm dịch phát hết óc, cũng đích thực nghĩ không ra một cái thích đáng biện pháp, tựa hồ chỉ còn lại có đào tẩu một đường nhưng nếu là cứ như vậy đào tẩu trước tất cả nỗ lực cũng hóa thành bọt nước đích thực không cam lòng công tôn hoàng tộc tu sĩ đến tiên đảo cầu hòa đã là nhất định ai đều không thể ngăn cản duy nhất ý nghĩ của chính là làm cho cái này đội một hoàng tộc tu sĩ vô phương nhìn thấy tiên đảo người lâm dịch không phải là không muốn đi tới đem cái này đội một tu sĩ mặt sát rơi nếu công tôn hoàng tộc muốn thông qua truyền thống trận đến cái này đội một tu sĩ tu vi cao nhất cũng sẽ không đạt đến hợp thể nếu là hợp thể đại năng trực tiếp xé rách không gian, hà tất làm điều thừa. Nếu như là nguyên anh đại tu sĩ mang đội, lấy lâm dịch hôm nay thủ đoạn, tuyệt đối có cơ hội đem cái này đội một tu sĩ bóp chết rơi. Hơn nữa đem công tôn hoàng tộc cầu hòa tu sĩ mặt sát rơi, không chỉ có thể tiêu trừ hắn và phong khinh vũ nguy cơ, càng có thể đem cái này thảm án vu oan cho tiên đảo, làm cho công tôn hoàng tộc đối với tiên đảo sinh lòng oán niệm. Đây coi như là nhất tiến xong điêu chi cái, nhưng cái kế hoạch này lại có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt tiên đảo cùng hồng hoang truyền tống trận ở vào thiên trong hoàng cung, mặc dù là bên ngoài cung, nhưng nếu là bạo phát tranh đấu, cũng nhất định có thể khiến cho tiên đảo tu sĩ chú ý của. Bực này vu trực tiếp bại lộ thân phận, cái này biện pháp cũng không thể thực hiện được, lâm dịch trong lòng thầm than một tiếng, sâu khóa vùng xung quanh lông mày, rơi vào khổ não trong. Trước điện phong tướng chi chiến hoàn mỹ kết thúc, trong đại điện tu sĩ đã lục tục bắt đầu rút lui khỏi. Lâm dịch mới vừa muốn đi theo đông đảo tu sĩ đi ra ngoài, liền nghe được tiên đảo thiên hoàng thanh âm vang lên mộc thanh ngươi lưu lại ta có việc nói cho ngươi không ít tu sĩ nghe được câu này có chút hâm mộ nhìn thoáng qua lâm dịch cũng lấy là thiên hoàng đại nhân đơn độc lưu lại lâm dịch là đúng hắn vài phần kính trọng lâm dịch cho phong khinh vũ một cái an ủi ánh mắt đồng thời thầm nghĩ trong lòng tới lâm dịch đã sớm dự đoán tiên đảo thiên hoàng chắc là có chuyện tìm hắn nhưng cụ thể chuyện gì liên quan tới phương diện nào lâm dịch không được biết đòi lâm dịch hồn ngọc tám chín phần 10 là bởi vì chuyện này. Lâm dịch tận lực bảo trì tâm tình vững vàng, cùng tiên đảo thiên hoàng tiếp xúc, lâm dịch không dám có chút thả lỏng, mỗi một cái chi tiết cũng có thể có thể khiến cho đối phương hoài nghi. Nửa bước hóa thần dù sao chạm tới cái kia thần bí mật, đến tột cùng có cái gì cường đại thủ đoạn, lâm dịch căn bản không rõ ràng, cẩn thận tóm lại không sai. Tiên đảo thiên hoàng nhìn lâm dịch ánh mắt vô cùng cổ quái, tựa hồ lâm dịch trên người, cất giấu một cái làm người ta tim đập thình thịch bảo bối. Người đi theo ta, Tiên đảo thiên hoàng nói xong một câu nói, liền muốn thiên hoàng cung phía sau đi đến. Lâm dịch không do dự, rất nhanh đi theo. Hai người một trước một sau, hướng phía thiên hoàng cung tây nam vị trí bước nhanh đi tới. Càng sâu nhập thiên hoàng cung, xung quanh liền càng quạnh quẽ yên lặng, có phần âm trầm kinh khủng cảm giác. Lâm dịch đã khởi mười phần tinh thần, bất động thanh sắc, đem cái này cùng nhau đi tới tuyến đường nhớ kỹ ở trong lòng. Nơi này đã là tiên đảo tim gan vùng đất, trước mặt tu sĩ kia, chính là tiên đảo người nắm quyền, có thể nói trên tay của hắn dính đầy hồng hoang tộc nhân tiên huyết. Đột nhiên, tiên đảo thiên hoàng thân hình dừng lại, có hơi ghé mắt, ánh mắt sâu kín nhìn lâm dịch. Lâm dịch thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhíu, làm bộ nghi ngờ dáng dấp nhìn về phía tiên đảo thiên hoàng. Người rất khẩn trương, tiên đảo thiên hoàng thanh âm vô cùng băng lãnh, tại đây ở trong trống trải yên lặng trong hoàn cảnh, giống như trong địa ngục tác mệnh ác quỷ, làm người ta giận cả tóc gáy. Lâm dịch gật đầu, đạo, lần đầu tiên tới nơi này, quả thật có chút khẩn trương phải không? Tiên đảo thiên hoàng cười quỷ dị một chút, đột nhiên xuất ra bàn tay khô gầy, hướng lâm dịch đan điền đánh tới, sát ý nghiêm nghị. Trong chấp nhóm này, lâm dịch trong đầu trống rỗng, mươi 566 xuất hiện có thể xoay chuyển. Tiên đảo thiên hoàng không hề dự triệu xuất thủ, làm cho lâm dịch bất ngờ không kịp đề phòng. Một trường này đúng là phách về phía lâm dịch đan điền, hơn nữa không có nương tay ý. Một trong nháy mắt, lâm dịch trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu, thân phận bại lộ đan điền trong thần bí đoạn kiếm bị phát hiện đâu có xảy ra chuyện không may có muốn hay không rút ra ô sao trường kiếm thì triển sát lục kiếm đạo ra sức đánh một trận thăm dò đúng vậy thăm dò lâm dịch trong lòng khẽ động nếu như tiên đảo thiên hoàng thật muốn xuất thủ đối phó hắn làm sao sẽ cho hắn loại này thời gian phản ứng nghĩ lại đến tận đây lâm dịch làm bộ mặt ngạc nhiên không có chút nào phòng bị khiến lâm dịch trở tay không kịp chính là tiên đảo thiên hoàng một trưởng nặng nề vỗ vào đan điền của hắn trên, đồng thời một cổ quỷ dị năng lượng độ nhập đan điền trong, chỗ nào cũng nhúng tay vào, nhanh chóng chảy trải qua tứ chi bách hài. Cổ lực lượng này vô cùng tả ác, có chút quen thuộc, tựa hồ là một loại nguyền rủa lực. Lâm dịch kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra hơn 10 thước xa, mặt không có chút máu, ngạnh sinh sinh đem một búng máu nuốt xuống, mặt không hiểu nhìn tiên đảo thiên hoàng. Lâm dịch đã đoán sai, tiên đảo thiên hoàng cư nhiên không phải là thăm dò, nhưng là vẫn chưa hạ sát thủ. Hắn muốn làm gì, lâm dịch trong đầu nhanh chóng vận chuyển, dự đoán tất cả có thể phát sinh tình huống. Cái này cổ ta ác lực lượng trực tiếp chạy ảo lâm dịch trong kinh mạch, đem linh lực của hắn tách ra hơn phân nửa. Một trường dưới, lâm dịch trực tiếp bị thương nặng, tiên đảo thiên hoàng tuy rằng một trường này mặc dù hung, nhưng vẫn chưa phế bỏ lâm dịch đan điền, rõ ràng có ý định lưu thủ. Hơn nữa loại này quỷ dị nguyên rủa lực, còn sót lại tại lâm dịch trong kinh mạch chậm chạp không tiêu tan, tại tiên đảo thiên hoàng trước mặt lâm dịch vì giấu giếm bất diệt kiếm thể cường đại cũng không phải là vận chuyển khí huyết đi khu trục cái này cổ nguyền rủa lực trái lại tùy ý nguyền rủa lực lưu ở trong người tiên đảo thiên hoàng thấy lâm dịch nghi hoặc lại cười nói mộc thanh ta đưa ngươi một hồi tạo hóa lâm dịch sửng sốt một chút cười thảm nói thiên hoàng cái này là ý gì tiên đảo thiên hoàng trầm giọng nói bên trong cơ thể ngươi nguyền rủa lực ba ngày sau thì sẽ tản đi đúng vậy bản thân ngươi không có bao nhiêu thương tổn nhưng mà cái này ba ngày, người gặp có vẻ cực độ suy yếu. Lâm dịch khẽ nhíu mày, không biết tiên đảo thiên hoàng những lời này có ý gì. Tiên đảo thiên hoàng tiếp tục nói, người lại sẽ hồng hoang nói chuyện một loại phát âm phương thức. Lâm dịch suy nghĩ một chút, đạo ta sẽ, sư tôn từng đã dạy ta. Tiên đảo thiên hoàng nghe vậy đại hỉ, cũng không hoài nghi. Nếu lâm dịch hiểu được hồng hoang công pháp, hiểu được hồng hoang khẩu âm tự nhiên cũng có thể thuyết phục. Tiên đảo thiên hoàng mỉm cười, đạo, một hồi ta dẫn người đi một chỗ, người tự lấy cái này bức trọng thương dáng dấp đi gặp một người, nếu như người vận khí tốt, có thể có thể học được một loại nghịch thiên bí thuật. Lâm dịch trong lòng chấn động, đoán được một loại khả năng. Nghĩ đến loại khả năng này, lâm dịch trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt lại vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiên đảo thiên hoàng trầm giọng nói, mấy ngàn năm trước, hồng hoang từng có hai đại tinh quân đến phạm ta tiên đảo, trận chiến ấy người có từng nghe nói. Từng nghe sư tôn nhắc qua, lâm dịch đáp, một hồi ngươi người muốn gặp chính là mấy ngàn năm trước thiên phủ tinh quân bất quá ngươi không cần lo lắng người này tu vi mất hết nguyên thần cũng hầu như chết đối với ngươi không hề uy hiếp lâm dịch tuy rằng đoán được tiên đảo thiên hoàng dụng ý nhưng vẫn là cau mày lộ ra vẻ không hiểu tiên đảo thiên hoàng híp hai mắt chậm rãi nói ngươi phải nhớ kỹ khi ngươi nhìn thấy người kia một khắc ngươi chính là hồng hoang tu sĩ ngươi muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được tín nhiệm của hắn tranh thủ học được hắn thiên phủ tinh thuật về phần ta đã thương ngươi, chỉ là khổ nhục kế, thu được chút đồng tình thôi. Dừng một chút, tiên đảo thiên hoàng lại nói, loại bí thuật này ngươi học xong tự nhiên đối với ngươi vô cùng hữu ích, ta không có yêu cầu khác, nhưng nếu ngươi học được loại bí thuật này, ta muốn ngươi không sót một chữ nói cho ta biết. Nếu như ta biết ngươi có một phần một chút nào giấu giếm, ha ha, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Đừng quên, ngươi hồn ngọc ở trong tay ta, không nên đem hắn trở thành trang trí. Tiên đảo thiên hoàng lộ ra một cái nụ cười dừ tợn, Lâm dịch vẻ mặt vô cùng phức tạp, không có lập tức đáp ứng đến. Tiên đảo thiên hoàng nhẹ phất ống tay áo, đem lâm dịch đỡ lên, thái độ rất là chuyển biến, cười nói, ngươi có thể yên tâm, như là dựa theo ý của ta làm, cái này hồn ngọc ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Đây cũng là vừa đấm vừa xoa thủ đoạn, nếu là đổi thành người ngoài, sợ rằng thật bị tiên đảo thiên hoàng dọn dẹp dễ bảo. Nhưng lâm dịch lúc này đã không để ý tới rất nhiều, chiếm được thiên phủ tinh quân hạ lạc, thậm chí có cơ hội cùng người sau mặt đối mặt nói chuyện với nhau, đây cũng là trước mắt hắn thì ngưng thu hoạch lớn nhất. Về phần hồn ngọc, lâm dịch trong lòng thầm than, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Hồn ngọc tại tiên đảo thiên hoàng tay trong, lâm dịch căn bản không có thể đem hắn đoạt lại. Tiên đảo thiên hoàng gặp lâm dịch do dự, trầm giọng nói, người còn có cái gì nghi vấn. Lâm dịch suy nghĩ một chút, đạo, làm sao xác nhận thiên phủ tinh quân nhất định tín nhiệm ta, gặp truyền thụ cho ta bí thuật. Cho dù ta có biện pháp làm cho hắn tin tưởng ta là hồng hoang tu sĩ, nhưng hắn cũng chưa chắc gặp đem bí thuật truyền thụ cho ta cái này ngươi không cần lo lắng tiên đảo thiên hoàng chậm rãi nói thiên phủ tinh quân bị giam ở chỗ này mấy nghìn năm căn bản không có cơ hội chạy đi trong lòng hắn chỉ sợ cũng không đành lòng làm cho cái này bí thuật thất truyền huống chi ngươi đi tiếp cận hắn chỉ là một loại nếm thử có thể học được bí thuật tốt nhất học không đến cũng không sao cả hừ hừ cái này lão già kia sống không quá mấy năm bổn hoàng cũng không có thời gian bồi hắn chơi trầm ngâm ít Tiên Đảo Thiên Hoàng tiếp tục nói, ba ngày sau, mặc kệ được hay không được, ta cũng sẽ đem ngươi từ nơi này mang ra khỏi đến, sẽ đi gặp Hồng Hoang tới tu sĩ, sau liền chuẩn bị chinh phạt Hồng Hoang đại lục. Lâm Dịch gật đầu một cái nói, ta tận lực. Tiên Đảo Thiên Hoàng đột nhiên nói ra, được rồi, còn có một món tín vật, ngươi nếu là lợi dụng tốt, có thể có thể thu được một chút không tưởng được hiệu quả. Lâm Dịch kỳ thực căn bản không lo lắng làm sao đạt được tín nhiệm, bởi vì hắn bản thân chính là Hồng Hoang tu sĩ có vô số cái biện pháp làm cho thiên phủ tinh quân tin tưởng mình. Vài loại bí thuật trong người, còn có vũ khúc tinh quân nguyên thần tại trong đầu của hắn, thiên phủ tinh quân không thể nào biết hoài nghi hắn. Hôm nay lâm dịch chỉ là giả bộ giả vờ giả vịt. Nghe được tiên đảo thiên hoàng những lời này, lâm dịch kinh ngạc hỏi tín vật gì. Tiên đảo thiên hoàng đạo, người ở đây giang hộ mạc phủ tàng bảo các nên được đến một quả tàn phá thạch kính, đúng không? Là, lâm dịch trong lòng dùng mình, không do dự. Hắc hắc, người cũng biết cái này thạch kính lai lịch. Tiên đảo thiên hoàng trong mắt lóe lên một tia quỷ dị chi sắc. Lâm dịch nao nao, thầm nghĩ, lẽ nào cái này thạch kính cùng thiên phủ tinh quân còn có quan hệ. Tiên đảo thiên hoàng tựa hồ nhìn ra lâm dịch suy nghĩ trong lòng, gật đầu nói cái này mai thạch kính, đúng là năm đó từ trên người vũ khúc tinh quân tìm được, người nếu là có thể lợi dụng tốt cái này thạch kính, có thể có thể tăng thêm tiếp cận thiên phủ tinh quân cơ hội. Lâm dịch trong đầu linh quang lóe lên, cảm giác tựa hồ phát hiện thạch kính trong bí mật chương 567, giếng cạn dưới lão nhân. Nhưng vào lúc này, tiền đảo thiên hoàng cắt đứt lâm dịch tâm tư, trầm giọng nói, đi theo ta. Hai người tiếp tục hướng thiên hoàng cung tây nam phương hướng đi sâu, cuối cùng đứng ở tại một chỗ tường vây trong góc phòng, lâm dịch thấy được hai vị nguyên anh đại tu sĩ, đều là viên mãn tu vi. Trước người hai người có một ngụm giếng cạn, thường thường không có gì lạ, lại lộ ra một cổ âm trầm khí. Hai người nhìn thấy tiên đảo thiên hoàng lập tức tinh thần chấn động, khom người vấn an. Tiên đảo thiên hoàng không để ý đến hai người, ghé mắt nói với lâm dịch, chuẩn bị cho tốt sẽ xuống ngay. Lâm dịch thở sâu, gật đầu, hai người tới giếng cạn bên cạnh, lâm dịch xuống phía dưới nhìn thoáng qua, u ám thâm thúy, coi như một cái không đáy, lấy nhãn lực của hắn vẫn nhìn không thấy giới hạn. Hơn nữa lâm dịch có thể rõ ràng cảm thụ được, cái này giếng cạn trong bao phủ tầng một âm u tà ác lực lượng, cùng trong cơ thể hắn nguyền rủa lực đồng nguyên. Cái này chắc là đề phòng thiên phủ tinh quân đào tổ một đạo bình chướng. Lâm dịch thầm nghĩ trong lòng, tiên đảo thiên hoàng nhìn dưới chân giếng cạn, hai mắt đột nhiên hiện lên hai đạo u ám quang mang, một cổ mắt thường khó phân biệt lực lượng theo hai mắt ở trong tuôn ra, trực tiếp tiến vào giếng cạn trong. Giếng cạn trong nguyền rủa bình chướng xuất hiện một đạo lỗ thủng, không đợi lâm dịch phản ứng, tiên đảo thiên hoàng tại hắn bên tai khẽ quát một tiếng, đi xuống đi. Ba ngày sau, ta tới tìm ngươi, lâm dịch cảm giác phía sau lưng bị người đẩy, hắn thuận thế về phía trước bước một bước, nhảy vào giếng cạn trong trong cơ thể có nguyền rủa lực phong ấn linh lực lâm dịch vô phương vận chuyển chỉ có thể miễn cưỡng bằng vào thân thể khống chế cân đối bên tai truyền đến vù vù tiếng gió thổi thân hình nhanh chóng rơi xuống cũng không lâu lắm lâm dịch hai chân truyền đến một hồi đụng vào thực địa cảm giác đau quặn bụng dưới lực to lớn nhưng bất diệt kiếm thể càng mạnh lâm dịch chỉ là có hơi quỳ gối liền vững vàng chạm đất nhưng vào lúc này lâm dịch cảm thụ đỉnh đầu cổ tà ác quỷ dị nguyền rủa lực lần thứ hai đem cái này miệng giếng cạn bao trùm một lần nữa phong tỏa lên. Giếng cạn phía dưới không gian không lớn, chỉ có mấy thước vuông, lâm dịch nhãn lực trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ sự vật, hư phòng sống điện. Ánh mắt chuyển động, trước tiên liền thấy được một vị tóc cần phải trắng lão nhân, cốt nhục như xài, hai mắt thật sâu ao hóm vào, nhắm hai mắt, thân thể hư thối không chịu nổi, cả người lộ ra chỉ mộ khí, trên người thịt vụn tản mát ra từng đợt làm người ta buồn nôn mùi hôi. Nếu không có trên mặt có một cổ hơi yếu nguyên thần lực ba động, Lâm Dịch hầu như coi là đây là một tử thi. Nhìn thấy cái này gần đất xa trời lão nhân một khắc, Lâm Dịch mũi đau xót, suýt nữa chảy ra nước mắt. Đây là thiên phủ tinh quân, mấy ngàn năm trước không quen nhìn công tôn hoàng tộc nhu nhược cùng thỏa hiệp, dứt khoát kiên quyết viễn trinh tiên đảo thiên phủ tinh quân. Cái kia cho dù ở chỗ này kéo dài hơi tàn mấy nghìn năm, cũng không có hướng tiên đảo thỏa hiệp thiên phủ tinh quân. Nhớ năm đó, thiên phủ tinh quân cùng vũ khúc tinh quân cử tông trinh phạt tiên đảo lúc, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm, tư thế hào hùng anh phát, tầng tầng lớp lớp vây khốn dưới, còn có thể cường thế chém giết tiên đảo ba tôn hợp thể đại năng, phong thái tuyệt thế, hào hùng vạn trưởng. Đến nay tiên đảo tu sĩ nghe thấy tinh quân chi danh, cũng theo đó biến sắc. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch nhìn thấy chỉ là một trì mộ lão nhân. Tựa hồ cảm thụ được xung quanh nhiều một cổ xa lạ khí tức, thiên phủ tinh quân đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia con ngươi như trước sáng sủa, lộ ra một cổ kiệt ngạo bất khuất chi sắc. Nhìn thấy Lâm Dịch trước mắt, thiên phủ tinh quân sửng sốt một chút, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia hồ nghi. Ngươi là ai? Thiên phú tinh quân thanh âm có chút khàn khàn, lâm dịch cưỡng chế tâm thần kích động, thở sâu, chậm rãi nói, tiền bối, ta là Mộc Thanh, đến từ Hồng Hoang, cũng bị tiên đảo cầu tạc giam giữ xuống. Nói xong, lâm dịch vô lực than ngồi dưới đất, làm bộ thở dài một tiếng. Nói xong câu đó, lâm dịch nhanh chóng hướng thiên phủ tinh quân truyền âm nói, thiên phủ tiền bối, ngươi không nên hỏi nhiều, hãy nghe ta nói, thần sắc nghìn vạn không muốn lộ ra sơ hở. Nghe xong những lời này, thiên phủ tinh quân không có phản ứng, vẫn là mặt vô biểu tình. Mặc dù không có đạt được đáp lại, nhưng lâm dịch biết thiên phủ tinh quân hiểu được ý tứ của hắn. Lâm dịch không rõ ràng lắm tiên đảo thiên hoàng có hay không đang âm thầm nhìn trộm, chỉ có thể lấy truyền âm phương thức cùng thiên phủ tinh quân trao đổi. Trên thực tế, thật để cho lâm dịch đoán chúng, lâm dịch nhảy vào giếng cạn sau, tiên đảo thiên hoàng thẳng tuốt âm thầm nhìn trộm nơi này. Khi lâm dịch nói ra, đến từ hồng hoang, lúc, thiên đảo thiên hoàng phát hiện thiên phủ tinh quân thần sắc không có chút nào ba động, không khỏi vô cùng thất vọng. Lâm dịch tại giếng cạn trong cười cười, hỏi tiền bối, sau này chỉ có thể hai ta làm bạn, ta bản thân bị trọng thương, sợ rằng sinh thời cũng nữa không trốn thoát được. Thiên phủ tinh quân hứng thu thiếu thiếu, mắt nhắm lại, không hề phản ứng lâm dịch. Lâm dịch lộ ra vẻ lúng túng, sờ sờ cầm, không có nói tiếp nói. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Dịch hướng Thiên Phủ Tinh Quân truyền âm nói, ta là Lâm Dịch, tại Hồng Hoang từng thụ tử vi tiền bối, thất sát tiền bối, phá quân tiền bối đại ân, truyền thụ ba loại bí thuật. Sau trời xuôi đất khiến, lưu lạc tới tiền đảo, bị nhốt tại liệt diễm tù mục trong, vô tình gặp được Vũ Khúc tiền bối, được truyền Vũ Khúc tinh thuật. Vũ Khúc tiền bối không có ngã xuống, chỉ bất qua thân thể bị hủy, chỉ còn lại có nguyên thần, tại ta nhất hiện bảo vật trong, hôn mê bất tỉnh. Ta phải Vũ Khúc tiền bối tương trợ, theo liệt diễm tù mục trốn tới, mai danh ẩn tích. Lâm dịch đem một đoạn này đi qua nhặt trọng yếu nói dưới, cũng đem tiên đảo thiên hoàng phái hắn đến đây học trộm bí thuật việc giảng thuật một lần. Cuối cùng nói ra, thiên phủ tiền bối, người không cần lo lắng, ta có lẽ có biện pháp cứu người ra ngoài, chỉ bất quá hôm nay ta không biết tiên đảo thiên hoàng có hay không đang âm thầm nhìn trộm, chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Hai người ngồi đối mặt nhau, nhìn như không hề trao đổi. Nửa ngày sau, Thiên phủ tinh quân đột nhiên lên tiếng hỏi: "Ngươi làm sao chứng minh ngươi là Hồng Hoang tu sĩ?" Nghe được câu này, núp trong bóng tối tiên đảo Thiên Hoàng tinh thần chấn động, Ngưng Thần nhìn Lâm Dịch phản ứng. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, đạo ta ngược lại cũng không có biện pháp chứng minh, bất quá ta là Thái Nhất tông tu sĩ, hiểu được Thái Nhất tông vô cực kiếm trận. Thiên phủ tinh quân gật đầu nói: "Tốt, ngươi cho ta thi triển ra nhìn một cái." Tiếng nói vừa dứt, Thiên phủ tinh quân nguyên thần lực đột nhiên truyền ra một cổ quỷ dị ba động. Sau đó, toàn bộ giếng cạn trong không gian tựa hồ xảy ra một loại quỷ dị vặn vẹo, như là chuyển rời đến một chỗ khác không gian. Tiên đảo thiên hoàng núp trong bóng tối đột nhiên sửng sốt một chút, chợt trong mắt lóe lên một cái tức giận, mắng thầm cái này lão cẩu lại còn có thể thi triển không gian đại đảo. Tại tiên đảo thiên hoàng cảm thụ trong, giếng cạn vẫn là cái kia giếng cạn, nhưng vô luận là tầm mắt, vẫn là thần thức, tiến vào giếng cạn dưới đáy không gian sau, cũng xảy ra khó có thể khống chế vặn vẹo. Ý vị này, Tiên Đảo Thiên Hoàng thấy tất cả cảnh tượng, cũng bảo chỉ phía trước một khắc. Kế tiếp, giếng cạn bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, Tiên Đảo Thiên Hoàng cũng không có biện pháp tra xét. Tiên Đảo Thiên Hoàng cao mày, vừa muốn thôi động thần thức đem giếng cạn bên trong đem không gian này đại đạo đánh vỡ, rồi lại dừng lại thân hình. Tiên Đảo Thiên Hoàng do dự một chút, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, xoay người ly khai. Chương 568, phá cuộc phương pháp, giếng cạn trong không gian phát sinh biến hóa, Lâm Dịch tự nhiên cũng cảm nhận được dị thường tuy rằng hết thảy chung quanh thoạt nhìn không có cải biến nhưng lâm dịch lại biết ban nãy thiên phủ tinh quân khẳng định thi triển một loại thần bí đạo pháp nhưng vào lúc này thiên phủ tinh quân trầm giọng nói hiện tại ngươi không cần có chỗ cố kỵ tại đây ở trong trong không gian không ai có thể tra xét tiến đến lâm dịch có chút do dự ngược lại không phải là hắn cẩn thận mà là thiên phủ tinh quân dù sao ở chỗ này bị nhốt mấy nghìn năm mặc dù có chút năng lực nhưng khẳng định có hạn bằng không đã sớm trốn mà tiên đảo thiên hoàng vẫn là nửa bước hóa thần, thật muốn là muốn dò la xem tiến đến, thiên phủ tinh quân căn bản không có biện pháp ngăn trở. Tựa hồ là nhìn ra lâm dịch nghi hoặc, thiên phủ tinh quân đạo, không cần phải lo lắng, thiên hoàng nhất tâm muốn thiên phủ bí thuật, tự tuyệt không gặp đánh vỡ chỗ này không gian sông tới, hắn chỉ có thể đánh bạc, đánh bạc ta sẽ đem bí thuật truyền cho ngươi, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Lâm dịch suy nghĩ một chút, đúng là như vậy cái đạo lý. Hơn nữa qua rất lâu, cũng không có cảm thụ được tiên đảo thiên hoàng khí tức, Lâm Dịch yên lòng. Lâm Dịch trầm ngâm nói, chúng ta tại đây ở trong không gian bất kỳ nói chuyện, động tác, bên ngoài cũng nhìn không thấy. Đương nhiên, người có thể yên tâm, thiên phủ tinh quân tự tin nói, nói một chút tình huống của ngươi, làm sao khả năng chứng minh ngươi nói là thật nói. Lâm Dịch không do dự nữa, có hơi vận chuyển trong cơ thể lam sắc khí huyết, liền một hồi kinh thiên động địa hải tiếng khóc truyền ra, mơ hồ sen lẫn một chút réo rắt kiếm minh âm thanh, khí thế khác thường thiên phủ tinh quân trong mắt lóe lên một cái kinh dị lưu lại tại lâm dịch trong cơ thể nguyền rủa lực bị cái này cổ khí huyết nhiều lần cọ rửa dần dần tán loạn trong khoảng thời gian này rằng co gần một canh giờ lâm dịch cái chán gặp mồ hôi trước kia chịu thương thế tại đây cổ cường đại khí huyết cọ rửa dưới tại nhanh chóng chữa trị tốc độ kinh người lâm dịch đi tới thiên phủ tinh quân trước người cũng không quan tâm người sau trên người thịt thối song trưởng đè lên liên tục độ nhập một cổ khổng lù nồng nặc tức giận cùng lúc đó đem linh lực trong cơ thể truyền tống qua. Cảm thụ được cái này cổ khổng lồ sinh cơ, thiên phủ tinh quân tinh thần khôi phục ít. Cùng lúc đó, lâm dịch toàn lực thôi động tinh thần lực. mi tâm, lòng bàn tay trái, bàn tay phải tâm, chân trái đều sáng lên một đạo ánh sáng ngọc lóa mắt quang mang, màu sắc khác nhau. Cả người 365 ở trong đại huyệt lóe ra tinh quang, hơn một vạn ở trong ám huyệt ẩn huyệt cũng bộc lộ nhẹ nhẹ hương sinh lực, bên trong có tinh mang chấp động. Nhìn thấy một màn này, thiên phủ tinh quân cả người chấn động, ánh mắt lộ ra chấn động chi sắc, sau đó vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp. Lúc này đã không cần hoài nghi, có thể tu luyện ra như thế thuần túy tinh thần lực, nhất định là chiếm được mấy đại tinh quân chân truyền. Mà ở lâm dịch chân phải, tuy rằng cũng có tinh quang lóe ra không ngừng, nhưng thiếu thiếu một khối chủ tinh. Viên này chủ tinh, đúng là thiên phủ tinh, lâm dịch đem tiên đảo tam đại tinh quân rất nhiều sự tình nói một lần bao gồm tử vi tinh quân cử tông viễn trinh lục đại ma vực một trong, đến Đông Hải chi chiến, rồi đến liệt diễm tù ngục. Lâm dịch gặp thiên phủ tinh quân tựa hồ rơi vào chấn động trong, cũng không thoát ra cắt ngang, yên tĩnh đợi vị lão nhân này tiêu hóa tất cả tin tức. Yên lặng nửa ngày, thiên phủ tinh quân đột nhiên cảm khái nói, nghĩ không ra, cái này vài loại bí thuật, rốt cục tại trên người một người tái hiện, có thể. Đây là thiên ý, dừng một chút, thiên phủ tinh quân hỏi, vũ khúc hôm nay khỏe. Lâm dịch gật đầu, lại lắc đầu, trầm ngâm nói, ta trong thức hải có một gốc cây thái cổ thánh thụ, chỉ bất quá hôm nay vẫn là cây non trạng thái, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vũ khúc tiền bối sinh mệnh, vũ khúc tiền bối muốn chân tránh sống lại, không biết phải bao lâu. Có thể còn sống tóm lại có hy vọng, thiên phủ tinh quân than nhẹ một tiếng, lâm dịch suy nghĩ một chút, lại nói tiền bối, tình huống của ngươi so với vũ khúc tiền bối tốt một chút, đi tới thái cổ thánh thụ bên cạnh tu luyện, có lẽ có chữa trị hy vọng. Thiên phủ tinh quân lộ ra một cái nụ cười khổ sở, lắc đầu nói, vô dụng, cái này bức thân thể đan điền đã bị phế, ta chỉ có thể lấy nguyên thần trạng thái sống sót. Lâm dịch đem bách thánh máu tươi đem ra, bách thánh máu tươi có thể sinh tử nhân, thịt bạch cốt, thiên phủ tinh quân hoàn toàn có thể vứt lại cái này bước thân thể, trọng tố một đại năng thân thể. Thiên phủ tinh quân tinh thần đại chấn, sau đó trước mắt buồn bã, lại lắc đầu đạo, không được, ba ngày sau ngươi rời đi nơi này, thiên hoàng nhất định sẽ xuống tới điều tra, bách thánh máu tươi ta không bảo trụ, ta cũng không có thể tùy ngươi cùng đi ra ngoài. Huống chi, mặc dù có bách thánh máu tươi, Ta nguyên thần lực yếu ớt, sợ rằng không có trăm năm cũng vô pháp khôi phục trạng thái toàn thịnh. Thiên Phủ tinh quân lại thở dài nói, "Ta đem Thiên Phủ tinh thuật truyền thụ cho ngươi, ngươi tìm cơ hội quay về Hồng Hoang đi, không cần quản ta đây ai người, bí thuật truyền thừa xuống tới, ta chết cũng có thể nhắm mắt." Lâm Dịch trầm mặc một hồi, kiên định nói ra, "Tiền bối, có thể ta thật có thể cứu ngươi ra ngoài, không đến một khắc cuối cùng, nghìn vạn chớ buông tha." Thiên Phủ tinh quân cô đơn cười cười, chỉ coi là lâm dịch đang an ủi hắn, vẫn chưa để ở trong lòng. Này thiên hoàng trong cung có tiên đảo thiên hoàng tỏa chấn, ai có thể khi hắn không coi vào đâu, đem bản thân cứu ra ngoài. Thiên phủ tinh quân hỏi ngược lại, người có tính toán gì không? Lâm dịch nghĩ tới ba ngày sau kiếp nạn, trong lòng cũng là một hồi phiền muộn. Ba ngày sau, công tôn hoàng tộc người vừa tới, chỉ sợ hắn tự thân đều khó khăn bảo vệ, càng nói thế nào tới cứu thiên phủ tinh quân. Lâm Dịch liền đem cái tình huống này cùng Thiên Phủ Tinh Quân nói đơn giản một chút, dù sao Thiên Phủ Tinh Quân kiến thức rộng rãi, có thể có thể nghĩ đến một cái biện pháp ban trợ Lâm Dịch phá giải cục diện. Lâm Dịch chậm rãi nói, kỳ thực cái này đội một tu sĩ, ta có cơ hội đưa bọn họ mặt sát rơi, nhưng mà nhưng không giấu giếm được tiên đảo tu sĩ hiểu biết, dù sao truyền tống trận ngay thiên hoàng cung ngoại cung. Một khi bạo phát đại chiến, nhất định có phụ cận tu sĩ có thể cảm ứng được. Thiên phủ tinh quân híp hai mắt, trầm giọng nói cái này dễ làm. Cái gì? Lâm dịch trước mắt sáng ngời, hỏi tới. Thiên phủ tinh quân lại cười nói, cái này ba ngày trong, chỉ cần ngươi học được một loại không gian đại đạo vận dụng, ngươi liền có thể tại truyền tống trận xung quanh thi triển ra, đoạn tuyệt bên trong cùng ngoại giới liên hệ. Lâm dịch ánh mắt chấp động, liên tục gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, đạo, không sai, nếu là có thể đem truyền tống trận một chỗ không gian cùng ngoại giới cắt đứt mở, như là giếng cạn trong như vậy, quả thực có thể làm tới thần không biết quỷ không hay. Loại này không gian vận dụng tên là không gian vặn vẹo, lợi dụng cường đại pháp lực bố trí ra một chỗ không gian, cắt đứt ngoại giới tầm mắt cùng thần thức. Ngoại giới bất kỳ tu sĩ nào điều tra tiến vào chỗ này không gian danh giới, cũng sẽ phát sinh vặn vẹo, sản sinh biến hóa. Thiên phủ tinh quân giải thích, lâm dịch kế hoạch liên tục xuất hiện biến cố, đang nghe công tôn hoàng tộc người vừa tới cầu hòa thời điểm, lâm dịch thậm chí sinh ra một loại trước mắt một mảnh bóng tối cảm giác. Nhưng mà, tại gặp phải thiên phủ tinh quân sau, Lâm Dịch dần dần tại trên con đường này phát hiện một tia quang minh. Lâm Dịch lộ ra một cái nụ cười tự tin, nắm đấm đạo, nếu như nói trước kia ta đúng vậy cứu ra tiền bối chỉ có ba thành nắm chặt, như thế hôm nay ta có chín thành nắm chặt đem tiền bối cứu ra ngoài. Chẳng biết tại sao, thiên phủ tinh quân thấy cái này tu sĩ trẻ tuổi dáng tươi cười, nội tâm của hắn cũng không tự chủ bị bị nhiễm, trong lòng hiện lên một cái niềm tưởng có thể. Tu sĩ này thực sự có thể làm tới, dù sao hắn là mấy đại tinh quân truyền nhân, Vài loại bí thuật đồng thời xuất hiện ở một cái tu sĩ là trên người, cái này thân chính là một chuyện bất khả tư nghị. mươi 569, trong cơ thể tai họa ngầm. Ba ngày, trong chớp mắt, lâm dịch tại thiên phủ tinh quân dưới sự chỉ đạo, liên tục tu luyện thiên phủ tinh thuật, học tập không gian vặn vẹo chi pháp. Dần dần, lâm dịch chân phải cũng sáng lên một cái nhìn qua mơ hồ tinh quang, nhưng ở chỉnh đầu đùi phải huyệt vị trong nhất mắt sáng. Lâm dịch biết, đây là thứ năm khối chủ tinh, thiên phủ tinh. Từ đó, Lâm dịch một người học xong năm đại tinh thuật, tử vi, thất sát, phá quân, vũ khúc, thiên phủ. Các đại tinh thuật đều không hề có thể phỏng đoán chi huy. thiên phủ tinh thuật bao hàm phương hướng, càng là 3.000 đại đạo trong bài danh trước 10 không gian đại đạo. Tại thiên phủ tinh quân tự thuật trong, không gian đại đạo bao hàm toàn diện, không chỗ nào không có mặt. Thân thể của con người trong có không gian, sinh tồn hỏng cảnh cũng là không gian, không gian ở ngoài vẫn có không gian. Mà thiên phủ tinh quân nói, Tiên Đảo Thiên Hoàng sở dĩ đem hắn cùng vũ khúc tinh quân tách ra, cũng là bởi vì hai người liên thủ bố trí ra thì gian đại đạo cùng không gian đại đạo có thể bộc phát ra không tưởng được kinh người uy lực. Mấy ngàn năm trước đánh một trận, đúng là hai người liên thủ thì triển ra thời không đại đạo mới mà sát rơi hai tôn hợp thể đại năng. Tiên Đảo Thiên Hoàng lo lắng đem hai người khốn cùng một chỗ sẽ phát sinh hắn vô phương nắm trong tay biến hóa. Nghe đến đó, Lâm Dịch nhịn không được hỏi thì gian đại đạo cùng không gian đại đạo đến tột cùng loại nào cao minh hơn một chút. Thiên phủ tinh quân lắc đầu nói, cái này không có định luật, quan điểm bất đồng, gặp thu được tuyệt nhiên ngược lại hai loại phán đoán. Bình thường mà nói, chính là bởi vì có không gian tồn tại, mới diễn sinh ra thời gian định nghĩa, không có không gian, tự chưa nói tới thời gian. Nhưng về phương diện khác, cho dù không gian hủy diệt, thời gian còn đang về phía trước trôi qua, vô phương ngăn trở. Hai người này ai cao minh hơn, sợ rằng liền năm đó tinh thần chi chủ cũng nói không rõ sở. Dừng một chút, thiên phủ tinh quân kiên định nói ra, bất quá, không thể phủ nhận là, cái này hai loại đại đạo tại ba ngàn đại đạo trong xếp hạng trước thập, liền đủ để chứng minh nó thần bí cùng minh mông. Hơn nữa, hai loại đại đạo tuyệt đối có liên hệ nào đó, có thể lấy một loại xảo diệu phương thức kết hợp lại, loại này mới diễn sanh ra thời không đại đạo, có thể có thể cùng ba ngàn đại đạo đứng đầu mệnh vận đại đạo sánh vai. Lâm dịch rơi vào thật sâu suy nghĩ trong, lấy hắn cảnh giới trước mắt, đối với lý giải mấy thứ này, đích thực có chút khó khăn. Thiên phủ tinh quân trầm giọng nói, ta nghĩ, ngươi là có hy vọng nhất đem cái này hai loại đỉnh cấp đạo Pháp hòa làm một thể người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, người được đem mỗi người bọn họ cũng tìm hiểu hiểu thông thấu. Lâm dịch gật đầu, hắn phải đi đường, còn rất xa. Ba ngày đã gần đến, ly biệt sắp tới. Lâm dịch có hơi nắm đấm đạo, thiên phủ tiền bối, ngươi nhất định phải chờ ta trở lại, ta sẽ đem ngươi cứu ra ngoài, đây là ta lâm dịch hứa hẹn. Thiên phủ tinh quân tại giếng cạn trong thừa nhận rồi mấy ngàn năm hành hạ, thằng Tuất kiên trì đến bây giờ, sợ rằng duy nhất nghiệm tưởng, chính là đem thiên phủ tinh thuật truyền thừa tiếp. Hôm nay lâm dịch học xong thiên phủ tinh thuật, hắn lo lắng thiên phủ tinh quân hội ý chí tinh thần xa sút buông tha cầu sinh dục vọng. Thiên phủ tinh quân cười lắc đầu, muốn từ nơi này giếng cạn trong cứu hắn ra ngoài nói dễ vậy sao, chỉ sợ sẽ là hợp thể đại năng đến, cũng không nhất định có thể thành công. Lâm dịch ngẫm nghĩ một hồi, vì tăng thêm thiên phủ tinh quân lòng tin, quả quyết nói tiền bối, khi tiên đảo trinh phạt hồng hoang đại lục ngày, chính là ngươi thoát khốn lúc. Thiên phủ tinh quân cả người chấn động, bật thốt lên hỏi, ngươi muốn làm gì? Yên tâm, vãn bối tự có chừng mực, nhưng vào lúc này, lâm dịch vận chuyển tinh thần lực, ở trong người phát hiện một tia dị thường. Đem thiên phủ tinh tu luyện được lúc, vô luận là 365 ở trong đại huyệt, vẫn là hơn một vạn ở trong ám huyệt, cũng mơ hồ hiện ra một cái không rõ không rõ nhỏ môi sao nhỏ, tại huyệt đạo trong vững vàng tỏa chấn. Lâm dịch rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể tinh thần lực tựa hồ xảy ra một loại chất bay vọt, như là đạt tới một loại tuần hoàn phổi. Tử vi ở vào mi tâm ở giữa dẫn đầu, tinh thần lực bên trái trưởng, hữu trưởng, chân trái, chân phải mỗi cái tách ra, hình thành một cái tuần hoàn phổi, tinh thần lực tăng mạnh, trở nên càng tinh túy. Mà dấu ở các đại huyệt vị trong chu thiên tinh thần phiên cũng ở đây nhanh chóng chữa trị bị thương, đi qua mấy ngày nay liên tục rèn luyện, đã dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy một màn này, lâm dịch nhưng trong lòng càng sầu lo. Bởi vì tinh thần lực cùng đan điền trong linh lực xung đột, trở nên càng rõ ràng. Nguyên bản song phương hỗ bất tương phạm, chỉ là tại lâm dịch đột phá đan đạo lúc, xuất hiện qua sai lầm. Nhưng khi tinh thần lực tại lâm dịch trong cơ thể đạt đến một loại loại nhỏ tuần hoàn thời điểm, loại này bài xích cảm giác càng rõ ràng kịch liệt. Hầu như có thể xác định, lâm dịch đang đột phá nguyên anh lúc, nhất định còn có thể tao ngộ so với đột phá đan đạo càng mạnh mẽnh liệt hơn ngăn trở. Nghĩ tới đây, lâm dịch trong lòng thầm than một tiếng, không tồi có bồi anh đan, có thể tăng thêm một chút thành công xác suất. Tu luyện thành năm loại kinh hãi bí thuật, đối với các loại tinh thuật vận dụng, Lâm Dịch không kịp mấy đại tinh quân, nhưng đối với tinh thuật tại ở một phương diện khác lý giải, Lâm Dịch đã vượt qua mấy vị tinh quân. Lâm Dịch lúc này đã có một loại dự đoán, tinh thần lực là cùng linh lực có thể đánh đồng một loại lực lượng, nếu là muốn tu luyện tinh thần lực đến lớn thành, liền không thể tu luyện linh lực. Nói cách khác, trừ phi Lâm Dịch tự phế đan điền, đem nhiều năm như vậy khổ cực tu luyện linh lực vứt bỏ, mới có thể đem tinh thần lực phát huy đến mức tận cùng. Bằng không, hai loại cực đoan lực lượng cường đại ở trong người căn bản vô phương cùng tồn tại. Kết quả duy nhất, chính là cũng không thể tu luyện tới cao nhất. Cá cùng hùng trưởng không thể kiêm được, lâm dịch đi lên một cái trước nay chưa có tu đạo đường. Tuy rằng hôm nay lâm dịch cùng dai vô địch, nhưng nếu là không có thể giải quyết tinh thần lực cùng linh lực bài xích xung đột, lâm dịch sau này thành tựu có hạn, tuyệt khó lên đỉnh. Hơn nữa lâm dịch có thể cảm nhận được, tu luyện ra thiên phủ tinh sau, trong cơ thể tinh thần lực tuy rằng đạt tới một loại tuần hoàn phổi nhưng cũng không hoàn mỹ tựa hồ thiếu hụt hai cái vô cùng trọng yếu then chốt cổ lực lượng này thiếu sót cùng chu thiên tinh đấu đại trận có cảm giác giống nhau chu thiên tinh đấu đại trận thẳng tuốt không phát huy ra thái cổ thời đại nghịch thiên uy lực ngoại trừ tinh thần phiên đẳng cấp không đủ nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì thiếu hụt hai đại chủ tinh thái âm tinh cùng thái dương tinh mà lâm dịch lưng đeo năm đại tinh thuật cũng thiếu hụt hai loại tinh thuật đúng là thái âm tinh thuật cùng thái dương tinh thuật bất quá cái này hai loại tinh thuật chỉ có âm dương tinh quân hiểu được nhưng mà người này từ lâu thất tung nhiều năm sinh tử không biết cho dù lâm dịch tu luyện nữa thành cái này hai loại tinh thuật đối với hắn cũng chưa chắc là chuyện tốt lâm dịch trong cơ thể tinh thần lực đem sẽ đạt tới một loại đại viên mãn cảnh đúng vậy linh lực đem sản sinh không tưởng được áp chế thậm chí có có thể uy hiếp được đan điền của hắn đến lúc đó lâm dịch phải làm ra lựa chọn làm ra lấy hay bỏ thiên phủ tinh quân đột nhiên hỏi nghe ý tứ của ngươi lúc này đây công tôn hoàng tộc phái tới cầu hòa tu sĩ có thể sẽ có nguyên anh đại tu sĩ hơn nữa số lượng mù mịt nếu là cầu hòa đội ngũ quy mô không có quá lớn nhưng là tuyệt không phải ít bằng không có vẻ quá mức khó coi ân ta đoán chắc là chừng trăm người lâm dịch gật đầu nói thiên phủ tinh quân cao mày nói ngươi chỉ là nửa bước nguyên anh có thể một người mặt sát rơi cái này đội một tu sĩ lâm dịch nở nụ cười không có nhiều lời chỉ có một chữ có thể chương 570, tiên đảo thần lai lịch. Nếu như dựa theo lâm dịch dự đoán, công tôn hoàng tộc chuyến này gặp phái hơn trăm tên tu sĩ đến đây, như thế nguyên anh đại tu sĩ số lượng hẳn là có ít nhất 10 người. Đây là một cổ không cho coi thường lực lượng, bởi vì, này quần tu sĩ trong cơ thể chảy xuôi bất tử kim thân huyết mạch. Một cái nửa bước nguyên anh tu sĩ lại thề chuẩn xác nói có thể mặt sát rơi cái này đội một tu sĩ, đổi lại là ai cũng sẽ không tin tưởng. Trên thực tế, tại tiên đảo không ai lý giải lâm dịch thực lực chân chính, lâm dịch cũng chưa từng có hiện ra đã từng trước điện phong tướng chi chiến trong lâm dịch biểu hiện ra chiến lực có thể chỉ là hắn thực lực chân chính một phần hai cũng có lẽ là một phần ba lại có lẽ là một phần năm sợ rằng ngoại trừ lâm dịch không có ai biết bởi vì tại tiên đảo lâm dịch có tại nhiều cố kỵ nhiều lắm thủ đoạn cũng đang ẩn núp xuống đè nén không dám thả ra ngoài dù vậy lâm dịch cũng thoải mái thu được trinh di phó tướng quân vị một khi có thể đem ngoại cung truyền tống trận phụ cận không gian phong bế, vặn vẹo, cắt đứt mở, lâm dịch liền không có cố kỵ, có thể toàn lực làm. Lâm dịch đã không phải là mới tới tiên đảo cái kia kim đan đại thành tu sĩ, hắn hôm nay bước chân vào nửa bước nguyên anh cảnh. Một chút trước đây ngại vì cảnh giới quá thấp vô phương thi triển thủ đoạn, tại cảnh giới này cũng có thể đã từng thử một chút. Thời gian càng ngày càng gần, lâm dịch không ngừng nghĩ ngợi còn có chuyện gì hạ xuống không có hỏi. Đột nhiên, lâm dịch trong lòng khẽ động, nhớ tới nhất kiện đồ đạc. Lâm dịch lấy tay đụng một cái túi đựng đồ, từ bên trong lấy ra nhất kiện nhìn qua thô giáp rất xưa thạch kính. Thạch kính ở giữa thật sâu ao hãm đi vào, danh giới còn có 5 cái lớn chừng quả đấm hố nhỏ, cũng là trống không. Tam thiên trước, khi tiên đảo thiên hoàng giảng thuật cái này thạch kính lai lịch lúc, lâm dịch đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Thu được thạch kính sau, lâm dịch thẳng tuốt không có nếm thử dùng tinh thần lực đi thôi động. Đi tới tiên đảo mai danh ẩn tích, hơn nữa tham gia trinh di hội chiến, thậm chí trước điện phong tướng chi chiến, Lâm Dịch thẳng tuốt cẩn thận, đem tinh thần lực thật sâu ẩn núp, không dám bại lộ mảy may. Cho nên, tại thu được thạch kính sau, Lâm Dịch cũng không có thể trước tiên nghĩ đến lợi dụng tinh thần lực thôi động. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch đang nhìn cái này thạch kính danh giới năm cái hố sâu, trong đầu không tự chủ hiện ra năm khối mãi mãi rất xưa tinh thần. Đúng là tử vi, thất sát, phá quân, vũ khúc, thiên phủ. Nếu như nói cái này năm cái hố sâu đúng là đối ứng năm đại tinh thần, như thế cái này thạch kính ở giữa ao hãm đi xuống hình tròn nguyên bản vậy là cái gì khi thiên phủ tinh quân nhìn thấy thạch kính một khắc nao nao liền vội vàng nói cái này thạch kính ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ lâm dịch gật đầu nói ân cái này thạch kính ít một chút đồ đạc nhưng vận dụng tiên khí thôi động vẫn có thể phá vỡ nguyên anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng chỉ bất quá trong cơ thể ta tiên khí chỉ có thể thôi động một lần thiên phủ tinh quân trầm giọng nói cái này thạch kính giá trị xa hơn nơi này người cũng biết lai lịch của nó Lâm dịch lắc đầu, năm đó, chúng ta sáu vị sư huynh đệ cơ duyên xảo hợp dưới tiến nhập một chỗ thái cổ di tích, phân biệt thu được vài loại tinh thuật truyền thừa. Kỳ thực cái này thạch kính lúc đầu danh giới không chỗ vũng công chính là để năm khối chủ tinh, mà ở giữa nhất ao hám cái kia vòng tròn, vẫn là do thái âm, thái dương hai khối chủ tinh hình thành thái cực âm dương cá đổ. Thái cực, âm dương, lâm dịch nhẹ nhíu, lầm bẩm một câu, thiên phủ tinh quân tiếp tục nói, chúng ta sáu người trước đây trước hết thấy chính là như vậy một mặt hoàn hảo không hao tổn thạch kính, sau đó cái này thạch kính trong bảy ngôi sao thoát ly, bay về phía bất đồng phương hướng. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là phân công nhau đi tìm, kết quả nhị ca số mệnh cường đại, truyền thừa hai loại bí thuật, nhưng cũng chịu khổ tai họa bất ngờ, trở nên thần trí không rõ, sống chết không rõ. Cái này thạch kính cuối cùng bị vũ khúc thu được, sau nhị ca thất tung, chúng ta thẳng tuốt không có thể đem mấy đại chủ tinh gọp đủ. Bất quá chúng ta dự đoán, khi bảy khối chủ tinh một lần nữa tại đây mà thạch kính trong thiểm hiện lúc, cái này mai thạch kính bí mật mới chính thức có thể hiển lộ ra. Lâm dịch trầm ngâm nói, nói cách khác, cái này thạch kính có thể là thần khí. Thiên phủ tinh quân lắc đầu nói, không thể đơn thuần như vậy định nghĩa cái này thạch kính, nó đẳng cấp chưa chắc có rất cao, nhưng giá trị tuyệt đối khó có thể đánh giá. Nếu như nói bảy đại bí thuật đầu nguồn, dĩ nhiên là tại đây mặt thạch kính trên, cái này thạch kính sợ rằng thực sự có lai lịch lớn, rất có thể cùng thái cổ thời đại tinh thần chi chủ có quan hệ liên. Mặc kệ thế nào, hôm nay cái này thạch kính đối với lâm dịch mà nói, tác dụng duy nhất, chính là phá hỏng nguyên anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng. Đây là tất cả kế hoạch then chốt, thiên phủ tinh quân đột nhiên nói, cái này giếng cạn vùng trời có thiên hoàng bố trí một đạo nguyền rủa bình chướng. Tiên đảo hoàng tộc huyết mạch trời sinh mang có tà ác nguyền rủa lực, cái này nguyền rủa lực cực độ quỷ dị, đúng vậy nguyên thần bị thương nghiêm trọng nhất, người trăm triệu không thể đơn giản xuống tới. Thiên phủ tinh quân ý tứ của những lời này, kỳ thực chính là tại dặn lâm dịch không muốn nếm thử tới cứu hắn, đây là nhất kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Lâm dịch nhẹ nhíu, lầm bẩm nói, đúng vậy nguyên thần bị thương cực đại. Không sai, người tử vi tinh thuật nếu là tu luyện đại thành, đúng vậy tiên đảo thiên hoàng nguyên rủa thuật có cường đại khắc chế hiệu quả, nhưng mà lấy người hôm nay nguyên thần tu vi, còn kém tốt lắm xa. Thiên phủ tinh quân trầm giọng nói, lâm dịch trong lòng khẽ động, nghĩ tới trong thức hải bao phủ khi hắn nguyên thần trên nhất kiện bảo vật. Hạo nhiên chính khí đồ có thể món bảo vật này đối mặt thiên hoàng nguyền rủa lực có thể tạo được không tưởng được hiệu quả hạo nhiên chính khí đồ chính là chư tử bách thánh lợi dụng sau cùng sinh mệnh cho tàn tế luyện trên mặt có khắc trăm nhà kinh luân càng tràn đầy hạo nhiên chính khí đúng vậy một chút tà ác lực lượng khắc chế hiệu quả vô cùng rõ ràng đúng vào lúc này thiên phủ tinh quân do dự nửa ngày còn nói ra một cái thạch phá thiên kinh dự đoán người có nghe nói qua tiên đảo thần thiên phủ tinh quân hỏi lâm dịch gật đầu không biết thiên phủ tinh quân ý gì nhân tiện nói cái này tiên đảo thần lai lịch thần bí, rất nhiều tiên đảo sách cổ ghi chép đều bị xóa đi, người này rất có thể là chân tránh thần tiên. Thiên phủ tinh quân lại nói, người này là thần tiên đã thành định số, bằng không không có sống vạn cổ năm tháng còn chưa chết. Những thứ này thần tiên nhất định là có tại nhiều cố kỵ cùng hạn chế, mới thật lâu không ở hồng hoang lộ diện. Tiên đảo thiên hoàng loại này nguyền rủa thuật, đúng là truyền thừa từ cái này cái gọi là tiên đảo thần, mà theo ta được biết, hồng hoang có một loại quỷ dị pháp thuật, cùng nguyên rủa lực vô cùng tương tự, cũng là trực tiếp nhằm vào nguyên thần tạo thành tổn thương thật lớn. Lâm dịch cả người chấn động, thiên phủ tinh quân dự đoán cùng hắn không mưu mà hợp. Lâm dịch từng muốn đã từng hồng hoang cùng tiên đảo nhất định nhất định có nào đó liên hệ thần bí, nghĩ không ra cái này liên hệ, ở nơi này cái tiên đảo thần trên mặt. Lâm dịch hỏi tới, tiền bối ý tứ, cái này tiên đảo thần vốn là hồng hoang tu sĩ. Nhưng hắn vì sao lại chạy đến tiên đảo, hơn nữa tựa hồ đối với hồng hoang tràn đầy địch ý hắn đến tột cùng là hồng hoang người nào? Lâm dịch liên tục ba cái vấn đề, đều là trong lòng hắn nhất nghi ngờ địa phương. Thiên phủ tinh quân ánh mắt chấp động, chậm rãi nói, nếu là người biết thân phận của hắn, tất cả nghi vấn liền cũng có thể giải thích thông. chương 571, như người mong muốn, Lâm dịch hỏi tới, là ai? Thiên phủ tinh quân vẫn chưa chính diện đáp lại, ánh mắt thâm thúy, lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Chậm rãi nói, người có thể từng nghe nói qua vô tộc tai nạn và rắc rối. Lâm dịch sửng suốt một chút, trên mặt hiện lên bừng tỉnh chi sắc, dần dần nhớ lại đoạn này chìm chôn đã lâu chuyện cũ. Thần Ma chi chiến sau, Vu tộc xuất hiện một vị bất thế thiên tài, nhất thân vô thuật quỷ thần khó lường, cường hãn vô cùng, nhưng cuối cùng rơi vào ma đạo. Vu tộc tộc trưởng có liên mới ý, không đành lòng giết hắn, chỉ đem trấn áp, nhưng tại đây mai phục mầm tai họa. Người này tấn chức hợp thể, lại lộ ma tộc bổn tướng, hung tính đại phát, đem vô tộc hầu như tàn sát hết, không người có thể trị, bị biến thành vô ma. Vua ma tại hồng hoang đại lục không chút kiêng kỵ tàn sát sinh linh rốt cục dẫn tới hồng hoang bảy đại đỉnh tiêm thế lực hợp thể đại năng ào ào xuất thế liên hợp hồng hoang thế lực khác cộng 20 vị đại năng mấy trăm vị nguyên anh đại tu sĩ đối với hắn bao vây tiếu trừ nhiều như vậy đại năng cùng nguyên anh đại tu sĩ liên thủ truy sát Vua ma gần trăm ngày rốt cục tại đông hải chi tân phong tỏa không gian đề phòng Vua ma xé rách hư không bỏ chạy đem chết với đông hải chi trung chiến dịch này bỏ mình gần thập tôn hợp thể đại năng vô cùng thảm liệt, bị hậu thế gọi vô tộc tai nạn và rắc rối. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch không khỏi cau mày hỏi, ý của tiền bối là nói người này chính là vua ma. Nhưng mà vua ma không phải là đã bỏ mình sao, huống chi, hắn chỉ là hợp thể đại năng, cũng không phải thần tiên. Thiên phủ tinh quân cười hắc hắc, thâm ý sâu sắc nói ra, sách cổ ghi chép việc, nửa thật nửa giả, có chút chân tướng, chỉ có trải qua tu sĩ mới rõ ràng nhất. Ta dự đoán, vua ma cũng không có ngã xuống, hơn nữa tại Đông Hải trôi trong đi tới tiên đảo, bước vào đạo thần, bị phong là tiên đảo thần. Nếu như tiên đảo thần thực sự là vu ma, quả thực hết thảy đều có thể giải thích thông, hơn nữa liên hệ lâm dịch tại giang hộ mạc phủ tàng bảo các bên trong thấy ghi chép, thời gian cũng vừa tốt ăn khớp. Tiên đảo thần lần đầu tiên xuất hiện, đúng là tại thần ma chi chiến sau, cùng vu tộc tai nạn và rắc rối thời gian cơ hồ là đồng thời. Nguyên bản lâm dịch dự đoán, tiên đảo thần có thể là thiên giới xuống một vị tu sĩ, nhưng hôm nay xem ra, thật có thể như thiên phủ tinh quân nói. Thiên phủ tinh quân lại nói, lúc đó hồng hoang đại lục đang lúc nhân, yêu hai tộc đại chiến, dung chuyển bất an, hồng hoang đại năng không rãnh quay về, cho vu ma cơ hội thở dốc tại tiên đảo tấn trước bài vị. Lấy vu ma thiên phú, không cần hoài nghi, tuyệt đối có thể bước vào cái kia mặt. Lâm dịch trầm ngâm nói, nhưng nói cho cùng, những thứ này chỉ là tiền bối dự đoán, có thể có chứng cứ gì. Thiên phủ tinh quân đạo còn nhớ rõ trong cổ tịch ghi lại một cái chi tiết sao. Vua ma cùng tu sĩ tranh đấu chi tiết. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, ngược lại có một câu như vậy, liền theo bản năng nói ra. Vua ma vô thuật phát huy đến mức tận cùng, chỉ cần hướng về phía người ngoài nhẹ nhàng điểm một cái, tu sĩ liền không có chút nào lực trở tay, nguyên thần trực tiếp rơi xuống và bị thiêu cháy. Nói đến đây, Lâm Dịch biến sắc kinh hô. Ý của tiền bối là nói, tiền đảo thiên hoàng loại này nguyền rủa thuật khởi nguyên đúng là vô thuật. Không sai, thiên phủ tinh quân gật đầu nói, vô thuật lấy quỷ dị xuống sưng hầu như đều là nhằm vào tu sĩ nguyên thần thủ đoạn khó lòng phòng bị một chút cường đại vô tộc tu sĩ thậm chí có thể thông qua hồn ngọc nắm trong tay tu sĩ sinh tử nghe được thiên phủ tinh quân những lời này lâm dịch sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt trong lòng âm thầm kêu khổ hắn hồn ngọc đúng là tại tiên đảo thiên hoàng tay trong chuyện này lâm dịch vẫn chưa nói cho thiên phủ tinh quân sợ người sau là hắn lo lắng nghe đến đó lâm dịch hầu như có thể xác định cái gọi là tiên đảo thần đúng là vạn năm trước vu ma bởi vì tại giang hộ mạc phủ tàng bảo các trong cổ tịch, Lâm Dịch từng phát hiện một câu nói nói đến nửa đoạn, liền hơi ngừng. Tiên đảo thần dạy ta chúng tu tiên chi đạo, học tập pháp thuật chống đỡ mãnh thú, tăng trưởng thọ nguyên, tránh né tai nạn. Tiên đảo thần am hiểu nhất một loại, câu nói kế tiếp bị người mạnh mẽ xóa đi, lúc này không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết giảng thuật chính là vô thuật vận dụng. Chắc là vu ma rất sợ có người thông qua dấu vết suy đoán ra thân phận của hắn, mới tướng mấy thứ này che lại nếu là vua ma nhất định là nhập ma đạo chỉ có lâm dịch mới biết được ma tộc thể chất có cường hãn dường nào lúc đầu hắn bị nhốt tại hàn nguyên cốc người đan khí luyện sinh đỉnh bên trong chỉ là chúc cơ tu vi lại bằng vào hóa ma mạnh mẽ phá tan trói buộc nếu là vua ma bản thân chính là hợp thể đại năng một khi hóa ma sợ rằng thật không dễ dàng ngã xuống chết với đông hải chi trung đông hải chi trung lâm dịch nhiều lần nỉ non những lời này đông hải chi trung bốn chữ này lúc này nhìn nữa bên trong hàm nghĩa lại lớn không giống nhau. Nhưng vào lúc này, thiên phủ tinh quân thần sắc nhất biến, thấp giọng nói, hắn tới. Lâm dịch trong lòng dùng mình, biết thiên phủ tinh quân nói đúng tiên đảo thiên hoàng. Đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại tham gia, trực tiếp đem thiên phủ tinh quân bố trí không gian thuật đánh vỡ, một cái bàn tay dò vào đến, trực tiếp đem lâm dịch mang cách giếng cạn trong. Trong chớp mắt, lâm dịch chân chắc chắn mà, đã đi tới giếng cạn ở ngoài, đứng đối diện tu sĩ đúng là tiên đảo thiên hoàng. Tiên đảo thiên hoàng ánh mắt sâu kín, tản ra thật sâu vẻ khát vọng, giống như thị huyết lệ quỷ, quát khẽ, lão già này đem không gian cắt đứt mở, nhất định là truyền thụ người bí thuật, ba ngày qua này phát sinh hết thảy đều đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta biết. Lâm dịch sớm có chuẩn bị, biên tạo một cái nửa thật nửa giả lời nói dối, cuối cùng nói ra một đoạn ngắn khẩu quyết, là hơi là cải biến thiên phủ tinh thuật, nghe vào cũng huyền ảo khó hiểu. Lâm dịch cười khổ một cái, lắc đầu nói ta đã lấy được tín nhiệm của hắn, nhưng mà người này quá mức cẩn thận, không chịu đem khẩu quyết đều nói cho ta biết, chỉ là truyền thụ ta một bộ phận, làm cho ta đem cái này một bộ phận hiểu thấu đáo, lại truyền thụ ta còn lại khẩu quyết. Tiên đảo thiên hoàng khẽ nhíu mày, nhiều lần cân nhắc cái này một đoạn ngắn khẩu quyết, càng nghĩ càng nghĩ thâm ảo thần bí, tựa hồ ẩn chứa vô cùng cường hãn đại đạo pháp tắc. Tiên đảo thiên hoàng híp hai mắt, hàn quang chấp động, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm dịch cùng thiên phủ tinh quân tại giếng cạn dưới thương nghị, nếu là ba ngày nay lâm dịch không hề thu hoạch, nhất định sẽ khiến cho tiên đảo thiên hoàng hoài nghi, cũng dễ đưa tới sát khí. Không bằng nói cho tiên đảo thiên hoàng một đoạn khẩu quyết trước ứng phó đi tới. Hơn nữa khẩu quyết này chỉ nói một bộ phận, tiên đảo thiên hoàng vì bộ ra toàn bộ thiên phủ tinh thuật, càng không nỡ giết thiên phủ tinh quân. Mặc kệ nói như thế nào, lâm dịch có thể có loại thu hoạch này, đã ngoài tiên đảo thiên hoàng dữ liệu. Tất cả tựa hồ quá mức thuận lợi, tiên đảo thiên hoàng trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng ngay sau đó bị đoạn này bí thuật khẩu quyết hấp dẫn, vẫn chưa ngẫm nghĩ. Người này chỉ là nửa bước nguyên anh, lượng hắn cũng không dám cùng ta đùa giỡn tâm tư gì, huống chi người này hồn ngọc ở trong tay ta, hắn trốn không thoát ta lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, thiên đảo thiên hoàng mỉm cười, ôn nhu nói, Mộc Thanh, người tốt, trở lại nghỉ ngơi thật tốt, còn có ba canh giờ hừng đông, đến lúc đó đến thiên hoàng cung trong đại điện, trông thấy đám kia hồng hoang cầu hòa tu sĩ, Tựa hồ nghĩ vậy ba ngày lâm dịch tại giếng cạn dưới chịu không ít khổ, tiền đảo thiên hoàng lại bỏ thêm một câu, hồng hoang tới những tu sĩ này, người xem không vừa mắt tùy tiện giết, ha ha, hồng hoang tu sĩ mạng không bao nhiêu tiền. Lâm dịch dưới đáy lòng đáp, như người mong muốn, chương 572, đưa các người đoạn đường. Lâm dịch chọn tiêu thất ba ngày. Phong khinh vũ ba ngày nay mặc dù tại trong phòng tu luyện nửa bước không ra, nhưng từ lâu lòng nóng như lửa đốt, có vô số lần sau muốn xông ra hỏi thăm lâm dịch hạ lạc nhưng mà hắn rõ ràng, cái này cũng không lý trí. Phong khinh Vũ tâm tư nhẫn nhụi, càng nghĩ, cũng không phát hiện lâm dịch từng lộ ra đã từng sơ hở gì. Huống chi thật nếu là lâm dịch thân phận bại lộ, hắn cũng tuyệt không gặp may mắn tránh khỏi, sợ rằng sớm bị giam cầm tra hỏi. Nhưng khiến Phong khinh vũ lo lắng sung sung là ba ngày kỳ hạn đã qua, hôm nay công tôn hoàng tộc gặp phái tu sĩ đến tiên đảo cầu hòa, một khi hoàng tộc tu sĩ cùng tiên đảo tu sĩ chạm mặt, thân phận của lâm dịch liền cũng nữa che không lấn át được. Khi đó, chính là Lâm Dịch cùng nàng mặt nhật, nhưng vào lúc này, cửa phòng tu luyện bị mở ra, Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh đi đến, cho Phong Khinh Vũ một cái an ủi ánh mắt, trầm giọng nói ta không sao, việc này sau đó rồi hãy nói. Phong Khinh Vũ gật đầu, thiện giải nhân ý vẫn chưa hỏi nhiều. Lưu cho Lâm Dịch thời gian đã không nhiều lắm, hắn muốn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lâm Dịch tuy rằng dự đoán công tôn hoàng tộc có thể sẽ phái hơn trăm tên tu sĩ đến đây, nhưng số này lượng đích thực không tốt đắn đo, bất quá có thể xác nhận là hoàng tộc cái này đội một tu sĩ thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Vô luận như thế nào, một trận chiến này cũng không cho sơ thất. Chạy đi bất kỳ một cái nào hoàng tộc tu sĩ, đối với lâm dịch cùng phong khinh vũ, thậm chí vũ khúc, thiên phủ hai đại tinh quân đều là chí mạng hỏa. Hơn nữa lâm dịch muốn tiêu hóa một chút ba ngày qua này thu hoạch. Không chỉ là không gian đại đạo vận dụng, càng có thật nhiều đáng giá suy nghĩ sâu xa tin tức. Lâm dịch lấy ra mặt thạch kính, đặt ở lòng bàn tay, phụng như chân bảo thạch cảnh là mấu chốt của trận chiến này chính như thiên phủ tinh quân nói lâm dịch vừa thu được thạch cảnh thời điểm quả thực đánh giá thấp thạch cảnh giá trị lúc đầu thạch cảnh bị lâm dịch nhét vào đan điền trong thần bí đoạn kiếm chỉ là khẽ run lên liền đem kinh sợ điều này làm cho lâm dịch lúc đó sản sinh một loại ảo giác cái này thạch kính mặc dù là cực phẩm tiên khí nhưng đẳng cấp cũng sẽ không rất cao uy lực có hạn khi biết cái này thạch kính lai lịch sau lâm dịch mới bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc hơn nữa khi lâm dịch tu luyện thành ngũ loại bí thuật sau trong cơ thể tinh thần lực đạt đến một loại tuần hoàn phổi rốt cuộc cùng thạch kính thành lập được một tia liên hệ thạch kính uy lực chân chính chỉ có tập hợp bảy đại chủ tinh lực mới có thể tái hiện hơn nữa lâm dịch cùng thiên phủ tinh quân có một ý tưởng không ngưu mà hợp thạch kính giá trị rất có thể xa hơn nơi này tại nơi ở trong thái cổ trong di tích thạch kính vốn là hoàn hảo không tổn hao gì nhưng thất chủng bí thuật lại tự động phân tán các nơi bị lục đại tinh quân thu được có thể đem thất trùng bí thuật truyền thừa ngưng tụ chung một chỗ thạch kính, bên trong khẳng định cất giấu một cái to lớn bí mật. Lâm dịch tính tọa điều chỉnh trạng thái, trong đầu nhiều lần suy tư về ba ngày qua này rất nhiều tin tức. Cuối cùng kế hoạch dần dần rõ ràng, thành hình. Đột nhiên, bóng tối trong phòng tu luyện sáng lên hai đạo tinh quang, lâm dịch mở hai mắt ra, hàn mang chợt lóe lên. Lâm dịch trong thân thể đột nhiên đi ra khác một thân ảnh, cùng lâm dịch giống nhau như đúc, vô luận là khí thức hay là tướng mạo. Hóa ngoại phân thân thuật, Lâm Dịch đem ô sao trường kiếm giao cho phân thân, bản thể thừa dịp bóng đêm nồng đậm, đẩy cửa đi ra ngoài. Phong Khinh Vũ hơi có lo lắng nhìn hắn một cái. Lâm Dịch bản thể mặc giang hộ mặc phủ thần tàm huyền giáp, nhất thân bạch y, tại bóng đêm bao phủ dưới vô cùng nổi bật. Trên thực tế, Lâm Dịch cũng căn bản không có ý định ẩn tàng thân hình. Tại Thiên Hoàng cung trong, khắp nơi đều có tu sĩ tuần tra, đề phòng xâm nghiêm, Lâm Dịch nếu là lén lút ra ngoài, ngược lại sẽ khiến người ngoài chú ý của. Huống chi, Lâm Dịch bản thân chính là Trinh Di Phó tướng quân, tại Thiên Hoàng Cung bên trong quyền hạn rất lớn, có tướng quân khác ở tay, cũng không có quá nhiều tu sĩ ngăn cản. Không ít tu sĩ nhìn thấy Lâm Dịch cũng thấp giọng hỏi tốt, người sau vẻ mặt lãnh đạm, xem thường đáp lại. Lâm Dịch nhìn qua mạn không mục đích mù đi dạo, tựa hồ đối với Thiên Hoàng Cung rất là tò mò, phía đông đi một vòng, phía tây nhìn một cái, nhưng cuối cùng, trước vẫn tại cố ý hướng ra phía ngoài cung truyền tống trận phương hướng rời đi. Nếu không che giấu được thân hình Lâm Dịch sẽ sáng tạo ra một cái biểu hiện giả dối, làm cho đông đảo tu sĩ cho là hắn chỉ là đi dạo, không có mục đích rõ ràng. Nếu là Lâm Dịch đi ra phòng tu luyện, thẳng đến truyền tống trận tới, cũng dễ khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Đã đến cái này thời cơ, Lâm Dịch không cho phép xuất hiện mảy may sai lầm. Nửa bước sai, mãn bàn đều là thua. Kỳ thực Lâm Dịch còn có một loại khác biện pháp ngăn cản hoàng tộc tu sĩ cùng tiên đảo tu sĩ gặp lại. Chính là âm thầm đem tiên đảo bên này truyền tống trận phá đi. Nhưng là cứ như vậy, vô luận là hồng hoang hay là tiên đảo, chỉ cần thận trọng vừa nghĩ, liền có thể đoán ra nhất định là có người không muốn để cho song phương gặp mặt, dễ đả thảo kinh xà, tiên đảo tu sĩ ngược lại dễ hoài nghi mình bên trong xảy ra vấn đề. Nhưng nếu là lâm dịch cường thế xuất thủ, mà sát rơi hoàng tộc tu sĩ, mà phân thân tại thiên hoàng cung trong đại điện mê hoặc tiên đảo mọi người, liền có thể đem đây hết thảy toàn bộ trốn tránh rơi. Lâm dịch trái lại trở nên càng an toàn, tuyệt không có nhân hoài nghi hắn càng sẽ không nghĩ tới theo liệt diếm tù ngục trong đào tẩu lâm dịch, tự tại dưới mắt của bọn họ. Huống chi, lâm dịch nơi này giờ có thể cho công tôn hoàng tộc tu sĩ sản sinh hiểu lầm, làm hại cho là bọn họ phái tu sĩ, là bị tiên đảo tu sĩ giết chết rơi, từ nay về sau sinh lòng oán hận. Trực tiếp chặt đứt lần thứ hai cầu hoàn niệm tưởng, rút củi dưới đáy nồi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, tại lâm dịch tim trong, không phải là tộc ta loại, tâm địa bất chính tất dị, tiên đảo tu sĩ đáng chết nhưng lấy hy sinh hồng hoang người vô tội phàm dân tính mệnh hướng tiên đảo không ngừng thỏa hiệp hoàng tộc tu sĩ càng đáng chết lâm dịch cấp cho công tôn hoàng tộc một đả kích trầm trọng ngươi nếu muốn tới tiên đảo cầu hòa vậy thì vĩnh viễn ở tại chỗ này đi cùng những cái kia chết oan hồng hoang phàm dân ước chừng qua hai canh giờ lâm dịch đi tới ngoại cung truyền tống trận ở trong nơi này coi chừng tu sĩ không nhiều lắm chỉ có năm cái nguyên anh đại tu sĩ nhưng đều là viên mãn tu vi lâm dịch xa nhìn chỗ đó chậm rãi tới gần cùng lúc đó, hai tay liên tục biến ảo dấu tay pháp quyết. Trong hư không đột nhiên hiện lên một tia như mặt nước sóng gợn, toàn bộ truyền tống trận phương viên trăm mét tựa hồ bị bao phủ lên tầng một thần bí bình chướng. Không gian cắt đứt, lợi dụng thiên phủ tinh thuật, đem không gian liên tục vặn vẹo, vô luận ngoại giới thần thức hay là tầm mắt tra xét vào cái chỗ này, cũng sẽ phát sinh vặn vẹo, biến ảo quý tích, nhìn không thấy bên trong chân thật tình cảnh. Chỗ này không gian tương đối độc lập, cái này liền cho Lâm Dịch sáng tạo ra một cái tuyệt hảo xuất thủ hoàn cảnh năm cái nguyên anh đại tu sĩ xa xa trông thấy lâm dịch, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, dù sao lâm dịch là thiên hoàng đại nhân tự mình sắc phong trinh di phó tướng quân, không người không biết. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy lâm dịch trong tay không ngừng biến ảo pháp quyết lúc, cũng cảm thụ được một tia dị thường, bất quá lấy bọn họ cảnh giới, cũng không biết đây là không gian đại đạo một loại vận dụng. Trong đó một vị nguyên anh đại tu sĩ trong lòng có chút bất an, cao mày hỏi, một phó tướng quân tới đây chuyện gì? Lâm dịch lấy ra tướng quân ấn, đã đi tới ngũ bên người thân, mặt mỉm cười nói ta đến đưa các người đoạn đường. Tiếng nói vừa dứt năm người mặt kinh ngạc, có hơi ngây người. Nhưng, lâm dịch xuất thủ, chương 573, một đoạn tiếc núi, lâm dịch đột nhiên bạo phát khí huyết lực, trong cơ thể giống như cất giấu một cái kinh thế thần long, khí vụ bốc lên, thần mang bắn ra bốn phía. Toàn thân gần có tề minh, liên tục nổ vang luân phiên bắn ra, giống như liên tiếp đất bằng phẳng sấm sét xuyên kim nứt đá. Hải tiếng khóc nổ vang không ngừng, sen lẫn phá tan phía chân trời kiếm minh âm thanh, khí thế rồi rào. Lâm dịch toàn lực bạo phát tu vi, phối hợp khí huyết lực, trực tiếp đánh ra một chiêu phiên thiên trường, đem năm người toàn bộ bao phủ đi vào. To lớn làm sắc bàn tay tràn đầy tiên huyết, chỉnh cánh tay trên quần áo trực tiếp băng liệt, hóa thành cho tàn. Lộ ra một cái đầy gân xanh cánh tay, phía trên huyết quản thô to dị thường, giống như từng cái giữ tận cự mãng, đằng đằng sát khí. Bất diệt kiếm thể khí huyết vận chuyển đến cực hạn, chỉnh cánh tay tăng vọt không chỉ một vòng, chết cho ta, lâm dịch hét lớn một tiếng, làm sắc cự trưởng từ trên trời giáng xuống xuống phía dưới bạo áp, thần uy cái thế, oanh thanh âm ùm ùm nổ đùng, không khí bị một trường này nổ lớn áp bạo. Lâm dịch chợt vừa ra tay, chính là hắn cận chiến thủ đoạn trong mạnh nhất một chiêu. Gắng đạt tới đối mặt chớp mắt, đem cái này năm vị nguyên anh đại tu sĩ toàn bộ giết tại nơi này. Khoảng cách gần như thế, năm vị tiên đảo tu sĩ sai thần trước mắt, làm sắc cự trưởng đã hàng lâm đỉnh đầu. Uống, lúc này lại điều động tiên khí, chống lên thiên địa pháp tướng đã không kịp. Đang mảnh liệt nguy cơ kích thích dưới, năm người ào ào nhấc lên song trường, ngăn cản lên đỉnh đầu. Nguyên anh kỳ tiên thiên đạo thể còn nuốt hận tại lâm dịch cái này phiên thiên trưởng dưới, huống chi năm người chỉ là thân thể phàm thai. Phốc phốc phốc, ít phân trước sau, một hồi huyết nhục bị đè ép đến bạo thanh âm vang lên, làm người ta giận cả tóc gáy. Chỉ một thoáng, truyền tống trận xung quanh huyết nhục vẩy ra, mùi tanh tận trời. Chỉ dùng một trường, Lâm Dịch toàn lực bạo phát khí huyết một trường, đem năm vị Nguyên Anh đại tu sĩ toàn bộ nghiền ép đến chết. Năm vị Nguyên Anh đại tu sĩ không còn sức phản kháng, bị Phiên Thiên trưởng bẻ gãy nghiền nát vậy, từ đầu lô đến hai chân, toàn bộ áp bạo, nguyên thần rơi xuống và bị thiêu cháy tại chỗ. Cho đến chết, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, vì sao Thiên Hoàng đại nhân tự mình sắc phong Trinh Di phó tướng quân, gặp đối với bọn họ hạ sát thủ. Bọn họ càng không nghĩ đến, một cái nửa bước Nguyên Anh, cư nhiên có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực sát thương lâm dịch thở sâu thu liếm khí huyết cánh tay khôi phục như lúc ban đầu lâm dịch đem trên mặt đất năm người túi đựng đồ toàn bộ thu tập linh thạch cùng bảo vật đối với lâm dịch sau kế hoạch vô cùng trọng yếu đây cũng là lâm dịch muốn đem hoàng tộc tu sĩ toàn bộ chặn giết nơi này một cái khác một nguyên nhân trọng yếu bởi vì hoàng tộc tu sĩ đến đây cầu hòa nhất định mang theo số lớn bảo vật cùng linh thạch lâm dịch sẽ không để cho mấy thứ này rơi vào tiên đảo tay trong không hoang đại lục đi qua trăm tộc đại chiến cùng đông hải chi chiến lâm dịch tại hồng hoang bắc vực từ lâu không người không biết nổi danh khắp thiên hạ tại tu chân giới đối với lâm dịch đánh giá đại thể chia làm hai phái nhất phương nói lâm dịch là tội ác tài trời đại ma đầu bên kia lại nói lâm dịch là hào hùng vạn trượng đại hiệp sĩ nhưng mà tại thế tục trong bắc vực hồng hoang phàm dân đối với lâm dịch cũng có một loại tôn kính phát ra từ nội tâm tại trong lòng của bọn họ không có tiên ma chi phân nhưng người nào đối với bọn họ thật tâm thật ý tốt bọn họ có thể cảm thụ được đông hải chi chiến sau hồng hoang hay là cái kia hồng hoang, nhưng nhiều một cổ bồng bột sinh mệnh lực. Rất nhiều sự vật cũng đang lặng lẽ biến hóa, có người, có vài người. Trong thế tục nhiều một đôi tổ hợp, một bàn tử, một cái lăng đầu tiểu tử, hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần. Nhưng hai người mỗi đến một chỗ, nhất định đem lâm dịch sự thích từ đầu đến cuối giảng thuật một lần, sinh động như là tận mắt nhìn thấy. Như thế miệng miệng tương truyền, tên lâm dịch mới nhanh chóng tại hồng hoang đại lục bắc vực truyền lưu mở yêu tộc tiểu công chúa cùng lâm dịch cảm tình là không thiếu tu sĩ lúc rỗi rãnh đợi đề tài câu chuyện đang hâm mộ ghen tị đồng thời cũng không có thiếu tu sĩ vì bọn họ thật sâu tiếc hận nhưng mà tại đông hải chi chiến sau yêu tộc tiểu công chúa không còn có xuất hiện tại tu chân giới hoàn toàn mai danh ẩn tích không có ai biết nàng hướng đi của nhưng có tất cả mọi người biết nàng nhất định sẽ trở về là người yêu của nàng báo thù đương nhiên biến hóa lớn nhất tính là hồng hoang hai cái mới nhất quật khởi thế lực dịch kiếm tông cùng tinh minh Tam đại tinh quân một lần nữa xuất thế, năm đó mấy đại tinh quân bị phủ đầy bụi che giấu lịch sử cũng lần thứ hai bị người khai quật. Tam đại tinh quân thực lực chân thật đáng tin, tinh minh danh vọng cũng nước lên thì thuyền lên. Tinh minh đạt được Đông Hải chi chiến trong cứu được mấy vạn tên đồng nam đồng nữ gia nhập, tương lai phát triển bất khả hạn lược, cộng thêm tinh minh chi chiến trong sinh tử lịch lãm sống sót tinh minh tu sĩ, hồng hoang thứ 9 thế lực lớn danh tiếng đã vững vàng ngồi vững vàng. Mà dịch kiếm tông lúc cách ngàn năm, một lần nữa ra một vị nguyên anh đại tu sĩ tên là lâm thanh phong làm cho dịch kiếm tông danh khí đại trấn là trọng yếu hơn là lâm dịch tổng cộng ngay hai môn phái ngốc quá một là dịch kiếm tông một cái chính là tinh minh mà dịch kiếm thuật cùng vài loại nghịch thiên bí thuật tại lâm dịch tay trong cũng phát huy ra chấn động thế nhân hiệu quả làm cho mộ danh bái nhập hai tông tu sĩ càng ngày càng nhiều mấy vạn tên đồng nam đồng nữ tại tinh minh đi qua mấy tháng qua tu luyện từ lâu đi vào ngưng khí kỳ, chính thức bắt đầu rồi tu đạo đường. Mà trải qua tinh minh chi chiến cùng trăm tộc đại chiến tinh minh mấy đại hạch tâm đệ tử, cũng đều làm ra trọng yếu đột phá, hầu như cũng chỉ kém nửa bước tụ bước vào nguyên anh kỳ. Bất quá muốn nói nổi bật nhất, đương trúc lâm dịch ba cái đồ đệ. Không ít tu sĩ cũng rõ ràng, lâm dịch tuy rằng ngã xuống, nhưng hắn lại thu ba cái đồ đệ, đem không ít công pháp truyền thừa xuống tới. Đại đệ tử Hải Tinh, thân dấu kiếm khí long huyết, tu luyện có tử vi tinh thuật, bạo phát lực kinh người, hôm nay đã tu luyện đến nửa bước kim đan. Nhị đệ tử Vương Kỳ, tư chất phổ thông, nhưng nhân lại vô cùng chăm chỉ, càng tại Đông Hải chi chiến sau, truyền thừa lâm dịch vốn là thiếp thân bội kiếm, đứng hàng bát hoang danh kiếm một trong cự khuyết kiếm, có thể thấy được lâm dịch đối với hắn coi trọng. Tam đệ tử địa vị nhất cổ quái, sở liên nhi tu đạo lúc tuổi trẻ đã gần 30 tuổi, vốn là trong thế tục một cái ở nông thôn nữ tử, gã làm vợ người. Rất nhiều người cũng suy đoán, có lẽ là lâm dịch đáng thương vận mệnh của hắn nhấp nhô, mới thu nàng làm đệ tử, chưa chắc sẽ truyền thừa cho nàng một chút mạnh đại thủ đoạn. Nhưng khiến sở hữu tu sĩ kinh hãi bạo nhãn cầu chính là, sở liên nhi cư nhiên thừa kế lâm dịch bá đạo thể chất, hầu như xưng bá tu chân giới bất diệt kiếm thể. Nhưng lại học xong thất truyền đã lâu dịch kiếm thuật, sở liên nhi cũng quả thực không chịu thua kém, chỉ dùng mấy tháng, liền bước vào trúc cơ, theo ngoại môn trong chỗ hết tài năng, biến thành danh xứng với thực nội môn đệ tử. Bất quá sở liên nhi làm người cực độ lạnh lùng, đối với người ngoài không tốt sắc mặt, thậm chí không có tu sĩ gặp qua nàng cười. Sở liên nhi vốn là dung mạo vô cùng mỹ, tu đạo sau, càng nhiều một cổ phiêu giật khí, tại tinh minh là không thiếu tu sĩ truy cầu đối tượng, thậm chí đông phương giã cũng đối với nàng chiếu cố có thừa. Nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, sở liên nhi thật sự là quá lạnh lùng, cả người giống như một tòa băng sơn, hai tròng mắt như nước, cũng không mang có chút cảm tình, tại tinh minh, duy chỉ có cùng hải tinh coi như ở trong được đến. Hải tinh mỗi lần nhìn về phía sở liên nhi ánh mắt, cũng có một loại người ngoài khó hiểu vô cùng thân thiết cùng ỉ lại. Không có ai biết, tại Đông Hải Chi Tân, làm cho lâm dịch quyết định nhận lấy sở liên nhi là tối trọng yếu lý do, không phải là bởi vì nàng đáng thương, cũng không phải là bởi vì nàng đối với dịch kiếm thuật có người ngoài khó cùng ngộ tính. Lâm dịch là ở bù đắp một đoạn tiếc nuối, thấy sở liên nhi trước tiên, lâm dịch trong đầu, liền nổi lên một thân ảnh, một cái chết đã lâu cô nương, là Hải Kỳ. chương 574, hoan nghênh tới địa ngục. Mấy năm trước, khi Lâm Dịch vừa bước vào Trúc Cơ Lúc, tại tiềm Long Sơn phụ cận thôn Trang vô tình gặp được Hải Đại Thúc một nhà. Hải Đại Thúc cùng Hải Kỳ chết, Lâm Dịch thẳng tuốt có lòng hổ thẹn. Sở liên nhi trên người, có Hải Kỳ cái loại này chất phát hiền lành lương, nàng lạnh lùng chỉ là mặt nạ. Cho nên, Lâm Dịch thu sở liên nhi làm đồ đệ, một mặt là bù đắp trước tiếc núi, về phương diện khác đối với hải tinh cũng là một loại bồi thường. Trên thực tế, cũng đúng như lâm dịch sở liệu, hải tinh tuy rằng thân là đại đệ tử, nhưng đối với sở liên nhi lại có một loại tỷ tỷ vậy ỷ lại, trái lại rất nhiều chuyện cũng theo sở liên nhi ý tứ. Mà vương kỳ làm người thật thà thành thật, không có nhiều lắm chủ kiến. Thường thường có chuyện gì, ngược lại thì sở liên nhi tại quyết định. Tinh minh, tiên sơn đỉnh núi, tam đại tinh quân vây quanh ở một cái trước bàn đá. Mấy tháng không gặp, thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân thọ nguyên giảm mạnh tai họa ngầm rõ ràng biến mất, hôm nay đầu đầy tóc đen, tinh thần quắc thước, không có chút nào tuổi già trạng thái. Đông Hải chi chiến trước, Lâm Dịch giao phó Sở Liên Nhi giao cho hai người trường sinh chỉ thủy, đưa đến then chốt tác dụng. Ba người trước người cũng để một chén nóng hôi hổi nước trà, bên trong linh khí dày, thần quang lưu truyền, vừa nhìn thì không phải là trong thế tục phổ thông nước trà. Thất sát tinh quân nâng chung trà lên, liền nóng hổi nhiệt khí, một ngụm đem nước trà nuốt vào, để ly xuống, đột nhiên thở dài một tiếng, đi tới mấy tháng, tiên đảo bên kia cũng không có động tính, thần côn người này lại không biết chạy tới chỗ nào giả danh lừa bịp đi. Tử vi tinh quân giữa hai lông mày lộ ra một cổ vẻ buồn rầu trầm giọng nói, chờ đi, tiên đảo nhất định sẽ có đại động tác. Hiện nay thì ngưng, ta đã liên hiệp yêu tộc, hạ tộc, nếu là tiên đảo đến phạm, chúng ta liền đi ứng chiến. Dừng một chút, tử vi tinh quân lại nói, công tôn gia, khương gia, thái nhất tông ba tông cực lực phản đối cùng tiên đảo khai chiến, về phần phong tộc, nhiễm hàn cung nhóm thế lực thì biểu thị xem thế nào. Ai, trăm tộc hôm nay cũng nhìn hồng hoang mấy thế lực lớn ý tứ, nếu chúng ta đều không làm ra cái minh xác tỏ thái độ, đâu còn có chủng tộc đồng ý gia nhập chúng ta. Đúng vậy, từ khi nhân, yêu hai tộc sau đại chiến, trăm tộc cũng dính dáng đi vào, kết quả nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhân tộc lấy tư cách hồng hoang chúa tể, nếu không phải có thể đồng tâm hiệp lực, chủng tộc khác sợ là cũng sẽ không gia nhập chống lại tiên đảo trong trận doanh dù sao người đi theo tộc so sánh với chủng tộc khác thực lực đích thực quá yếu phá quân tinh quân cũng có chút cảm khái nói ra thất sát tinh quân đạo kỳ thực một trận chiến này như đánh nhau thắng bại khó liệu chỉ bất quá chúng ta bên này biến số nhiều lắm vạn nhất công tôn hoàng tộc khương tộc thái nhất tông mượn cơ hội này đến ám toán tinh minh phá quân tinh quân hừ lạnh một tiếng đạo hắn dám đối mặt ngoại tộc khi dễ công tôn hoàng tộc nếu không phải cố đại cục còn muốn làm thế lực tranh đấu bọn họ nên lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. Ba người cho tới chuyện này, tâm tình đều là có chút trầm trọng. Trầm mặc một hồi, tử vi tinh quân đột nhiên nói ra, kỳ thực, ta cũng không coi trọng một trận chiến này. Thất sát tinh quân sắc mặt hai người khẽ biến, ghé mắt hướng tử vi tinh quân nhìn lại. Tử vi tinh quân chậm rãi nói, trước không nói thực lực ai mạnh ai yếu, tiên đảo nhất phương một lòng đoàn kết, nhưng hồng hoang vẫn là nội loạn không ngừng, hơn nữa có vô số ẩn núp mối họa chẳng biết lúc nào bạo phát. Công tôn hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất Tông chỉ là một phần trong đó, đừng quên, còn có lục đại ma vực. Nghe được lục đại ma vực bốn chữ, hai đại tinh quân theo bản năng nhíu chân mày lại. Thất sát tinh quân gật đầu nói, lục đại ma vực hôm nay đã không còn bình tĩnh nữa, ma tộc tung tích liên tiếp thoáng hiện, đã bắt đầu hướng hồng hoang đại lục thẩm thấu. Nhưng mà loại này thẩm thấu không có biện pháp ngăn trở, ai? Phá quân tinh quân thở dài một tiếng, sau đó tựa hồ nhớ tới chuyện gì, nghi ngờ nói ra, bất quá. Chúng ta bắc vực tịch tính cốc, tựa hồ an phận rất, không có động tĩnh gì. Tử vi tinh quân đạo, hôm nay tịch tính cốc chủ nhân, cùng lâm dịch năm đó là cùng môn sư huynh, giao tình sâu đậm, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này đi. Hai đại tinh quân trầm mặc xuống, cự khuyết kiếm đúng là cái kia ma tộc hỗ trợ đưa đến tinh minh, không ít tu sĩ đều gặp người kia, cụt tay, đầy người sát khí. Tử vi tinh quân suy nghĩ một chút, lại nói, một trận chiến này nếu là bạo phát, đối với tinh minh không phải là rất có lợi tinh minh đỉnh tiêm tu sĩ có chúng ta ba người, lực lượng trung kiên có hoác xâm bọn người, đông phương giã, tô thất thất chờ mấy đại hạch tâm đệ tử cũng mơ hồ có ra tay dấu hiệu. Về phần trong nội môn, lợi dụng hải tinh, Vương kỳ, sở liên nhi ba người dẫn đầu, còn có hơn vạn tên đồng nam đồng nữ hào ảo bước vào ngưng khí, lực lượng trừ bị sung túc, tinh minh đại thế đã thành. Nhưng nếu là bạo phát đại chiến, tinh minh sẽ tổn thất thảm trọng, đối với mấy vạn tên hài tử tương lai phát triển bất lợi một trận chiến này nếu là ở sau trăm tuổi có lẽ sẽ đại không giống nhau thất sát tinh quân gật đầu nói tinh minh thực lực và số mệnh cũng ở trong đang tăng lên kỳ quả thực không thích hợp đại động binh đao nhưng chuyện này đã hoàn toàn không ở chúng ta trong khống chế tam đại tinh quân lo lắng tại cách xa nhau mấy trăm vạn dặm tiên đảo lâm dịch từ lâu trải qua phân tích thấu đúng rồi phá quân tinh quân đột nhiên nói những ngày gần đây đông hải truyền tống trận bị thái nhất tông thiên trận từ chữa trị không biết bọn họ phải làm cái gì kỳ thực tam đại tinh quân trong lòng cũng có một cái suy đoán nhưng ở nơi này thời kỳ phi thường tinh minh không có khả năng bởi vì này sự kiện lại đi cùng hoàng tộc khai chiến như vậy chỉ làm cho tiên đảo tốt nhất tiến công thời cơ không biết lâm dịch hài tử này thế nào hiện tại khỏe có hay không gặp phải thiên phủ cùng vũ khúc tử vi tinh quân trong mắt lóe lên vẻ giàu gì tam đại tinh quân đồng thời trầm mặc xuống không nói nữa tuy rằng thần côn đã sớm nói lâm dịch vượt qua đông hải tri tân đại kiếp nạn sau tại tiên đảo sẽ phải hữu kinh vô hiểm, có thể sẽ đạt được hai đại tinh quân trợ giúp. Nhưng tình huống bên kia, ai cũng không rõ ràng lắm, trung quy trong lòng không có để. Đông Hải Tri Tân, Công Tôn Hoàng Tộc, Khương Tộc, Thái Nhất Tông ba thế lực lớn đã đem tất cả xử lý thỏa đáng, sai phái ra đội một cầu hòa tu sĩ. Chọn 100 nhân, 10 vị nguyên anh đại tu sĩ, 90 vị kim đan tu sĩ, mang theo vô số linh thạch cùng bảo vật, đứng ở truyền tống trận phía trên. Công Tôn Hưng Nghĩa trầm giọng nói, các người đi thôi, chỉ cần đem chúng ta dặn ý tứ nhắn nhủ đi tới liền coi xong thành nhiệm vụ. Minh Bạch, một trăm tên tu sĩ cùng kêu lên đáp, truyền tống trận quang mang lóe ra, bao phủ tại trăm tên tu sĩ trên người, không gian tựa hồ xuất hiện một hồi vặn vẹo, dần dần trở nên không rõ. Trong chớp mắt, hơn trăm tên tu sĩ biến mất tại Đông Hải Chi Tân. Công tôn hưng như ánh mắt tựa hồ vượt qua mấy trăm vạn dặm, phóng tại tiên đảo trên, lẩm bẩm đạo, mong muốn lúc này đây có thể thành công. Đi xuyên qua vô tận hư không, Bên người bao vây lấy Minh Mông Hắc Ám, hơn trăm tên tu sĩ tại không gian trong nhanh chóng xuyên qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, hơn trăm tên tu sĩ đột nhiên cảm giác cả người chấn động, tại trong hư không cái loại này áp lực trong nháy mắt biến mất. Đám tu sĩ nhìn chung quanh, gặp được một chút phong cách cổ xưa khí phái kiến trúc, lộ ra một cổ duyên dáng sang trọng khí tức, rất có hoàng tộc uy nghiêm. Mọi người rõ ràng, bọn họ đã đi tới Tiên Đảo Thiên Hoàng Cung trong. Xoay chuyển ánh mắt hầu như tất cả tu sĩ đồng loạt thấy được một cái tu sĩ. Mọi người ở đây trước người cách đó không xa ngồi xếp bằng, ngốc nghếch, bên trái trên mặt có một chỗ màu đỏ thắm bát kỳ ấn ký, vô cùng yêu dị. Cái này bức dung mạo tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng vào lúc này, tu sĩ này đứng lên, hướng về phía mọi người mỉm cười, đạo hoan nghênh đến tới địa ngục. Chương 575, liệt nhật phần thiên, hoan nghênh đến tới địa ngục. Tu sĩ này cười híp mắt đối với đám tu sĩ nói ra những lời này, nhưng mỗi người cũng cảm giác được một hồi tim đập nhanh, một cổ lương khí xông thẳng sau đầu, đánh cả người tóc gáy ngược dựng thẳng. Trong nháy mắt, sát khí hàng lâm, nồng nặc hầu như hóa thành thực chất. Ngươi là ai, dẫn đầu một vị nguyên anh đại tu sĩ giận quát một tiếng. Tuy rằng cái này phó dung mạo giống như đã từng quen biết, nhưng lúc này lâm dịch trên người khí sát phạt rất nặng, hơn nữa trên mặt cái kia tinh màu đỏ bát khí ấn ký, hầu như bao trùm toàn bộ má trái. Vô luận là khí chất cùng hình dạng, Lâm dịch đều cùng 3 năm trước đây ngưng khí kỳ có không ít không khớp, cái này đội một hoàng tộc tu sĩ không có thể tại trước tiên nhận ra. Ta là ai? Lâm dịch mỉm cười, song trưởng chậm rãi mở rộng, thản nhiên nói, đưa các ngươi xuống địa ngục người. Theo lâm dịch song trưởng mở ra, bàn tay phải tâm dần hiện ra một đạo xích ánh sáng màu đỏ, ngay sau đó lòng bàn tay trái cũng hiện ra một cái ám kim sắc tinh thần. Lâm dịch cả người tinh thần lực cổ động, Mỹ tâm sáng choang, tử mang lóe ra cả người các nơi huyệt vị chợt bắn ra ra hàng tỷ đạo tinh quang, thụy thải ngàn đầu, ánh sáng ngọc chói mắt. Nhìn thấy Lâm Dịch hai bàn tay tâm tinh thần, hầu như tất cả hoàng tộc tu sĩ cũng nhận ra thân phận của Lâm Dịch, đồng thời kinh hô một tiếng, là hắn, Lâm Dịch. Oanh, lời còn chưa dứt, một cái cổ lão thần bí tử tinh theo Lâm Dịch mi tâm của tuôn ra, thần thức cường đại uy áp ầm ầm hàng lâm. A, à, hơn trăm tên hoàng tộc tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, ao ao thích thả ra thần thức lực, nổ vang giữa không trung viên kia tử tinh mượn lúc này cơ lâm dịch bàn tay phải tâm phá quân tinh nổ lớn vỡ vụn phá quân tinh vỡ vụn bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại ngay lập tức mang tất cả lâm dịch tứ chi bách hài nửa bước nguyên anh tu vi mượn cái này một cổ như thủy triều sung lượng trực tiếp phá vỡ nguyên bản lâm dịch ở vào nửa bước nguyên anh tu vi trong cơ thể tiên khí chỉ có một tia một luồng nhưng khi phá quân tinh phóng thích sau lâm dịch tu vi trực tiếp bước chân vào nguyên anh kỳ đan điền trong đan khí không ngừng mà tham hoa biến chất toàn bộ biến thành tiên khí cùng kim đan kỳ tương đồng, Lâm Dịch tại nửa bước kim đan lúc, phóng thích phá quân tinh thuật, tuy rằng tạm thời bước vào kim đan kỳ, nhưng nhưng không cách nào chính mình kim đan dị tượng. Nguyên Anh kỳ cũng là như vậy, tuy rằng Lâm Dịch tạm thời trở thành Nguyên Anh đại tu sĩ, nhưng hắn cũng không có thiên địa pháp tướng. Loại thủ đoạn này, có thể gặp không thể cầu, đều là tu sĩ tư chất, ngộ tính, cơ duyên đợi một chút nhân tố tổng hợp lại cùng một chỗ, mới có thể thu được. Nhưng mà, Lâm Dịch mặc dù không có Nguyên Anh đại tu sĩ thủ đoạn mạnh nhất, nhưng trong cơ thể hắn lại tràn đầy bồng bột minh mông tiên khí. Oanh, 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 liên tục thập tiếng nổ, công tôn hoàng tộc Nguyên Anh đại tu sĩ đầu tàu gương mẫu, ao ao tạo ra đỉnh thiên lập địa hình người pháp tướng, hướng lâm dịch ninh đón. Ma đầu, người cho lại ỷ vào bí thuật, tạm thời bước vào Nguyên Anh kỳ, người tựu thật sự là Nguyên Anh đại tu sĩ. Người còn kém xa, ma đầu nhận lấy cái chết, từng tiếng tiếng giống giận dữ liên tiếp, chín người vị kim đan tu sĩ cũng mỗi cái tế xuất mạnh đại thủ đoạn, kim đan dị tượng, thần thông bí pháp, đan khí, linh bảo bay múa đầy trời, thần mang bắn ra bốn phía. Lâm dịch không có phản bác, trên thực tế, hắn tuy rằng tạm thời bước vào nguyên anh kỳ, nhưng quả thực không hiểu được nguyên anh đại thủ đoạn của tu sĩ. Nhưng lâm dịch sở cầu, chính là nhất thân tiên khí, còn có nguyên anh kỳ cảnh giới. Lâm dịch tùa tay ném ra một mặt thạch kính, khổng lồ nồng nặc tiên khí rót vào trong đó. Nguyên bản lâm dịch chỉ có một tia tiên khí lúc, chỉ đủ thôi động một lần thạch kính, kéo dài thời gian cũng không dài. Nhưng lúc này, lâm dịch trong cơ thể đầy tiên khí, thạch kính bay đến giữa không trung, chợt tản mát một đạo sương mù mơ hồ quang mang, bao phủ tại 10 vị nguyên anh đại tu sĩ đỉnh đầu. Phốc, 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 thập tôn thiên địa pháp tướng bị đạo này nhìn như không tầm thường chút nào quang mang chiếu một cái, trong nháy mắt kẽ nứt, tan vỡ. Trông thấy một màn này, công tôn hoàng tộc kim đan tu sĩ trong lòng kinh hãi. Mà 10 vị nguyên anh đại tu sĩ càng là trong lòng phát lạnh, sắc mặt đại biến. 10 người toàn thân kim mang vạn trượng, bất tử kim thân khí huyết lực thôi động tới cực điểm, giống giận liên tục, một tôn tôn thiên địa pháp tướng, lần thứ hai bị thả ra đến. Oanh, oanh, nhưng lúc này đây, mấy ngày này mà pháp tướng tại thạch kính chi quang bao phủ dưới, căn bản vô phương ngưng tụ thành hình. Không có trời mà pháp tướng, nguyên anh đại tu sĩ mượn thiên địa lực mạnh đại thủ đoạn, tại đây bị lâm dịch phá vỡ. Có đầy đủ tiên khí dưới sự ủng hộ, thạch kính ở giữa không trung tích lưu lưu xoay tròn, sương mù quang mang không ngừng rơi, tùy ý người vị nguyên anh đại tu sĩ thủ đoạn ngập trời, cũng vô pháp chống lên thiên địa pháp tướng. Nhưng vào lúc này, công tôn hoàng tộc tu sĩ đan khí, thần thông đập hướng lâm dịch vốn là vị trí, lại phát hiện người sau đột nhiên hư không tiêu thất. Vừa vẫn còn ở, nhưng trong chớp mắt, như là thuấn di giống nhau, biến mất tại tại chỗ. Tất cả đan khí, thần thông bí thuật cũng mất đi mục tiêu. Nhưng vào lúc này, một vị nguyên anh đại tu sĩ nghĩ tới lâm dịch thành danh một loại cường đại sát chiêu, trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh hãi. Không tốt, bậc thầy bảo vệ tốt nguyên thần, đây là cái này ma thất sát tinh thuật." Một vị nguyên anh đại tu sĩ hét lớn một tiếng, "Lâm dịch thất sát tinh thuật nhị sát vệ nguyệt, tại tinh minh chi chiến trong mới lộ đường kiếm, có thể nói công phạt giết thuật cực hạn." Lúc đầu một chiêu vệ nguyệt, thi hài khắp nơi trên đất, rất nhiều trúc cơ kim đan tu sĩ ngã xuống tại chỗ. Nhưng vào lúc này, không ít tu sĩ trong lòng hiện lên một đạo nghi vấn. Truyền thuyết nhị sát vệ nguyệt thả ra đến, sẽ có màn đêm buông xuống trên bầu trời dắt một vòng viên nguyệt hôm nay vì sao sáng như ban ngày không đúng làm sao có một loại khô nóng cảm giác đông đảo tu sĩ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời vạn dặm không mây trời xanh không mây không có viên nguyệt cũng chỉ có một vòng quang mang vạn trượng liệt nhật thật cao huyền trên không trung liệt nhật xung quanh thiêu đốt thật nhỏ hỏa diễm tản ra trận trận cực nóng nhiệt độ cao không phải là viên nguyệt lâm dịch người đâu đông đảo tu sĩ âm thầm cau mày đây hết thảy thoạt nhìn lại bình thường bất quá nhưng tất cả hoàng tộc tu sĩ lại cũng cảm giác ra đầu tê dại, như là mà thế hàng lâm giống nhau, tựa hồ phải bị ngập đầu tai ương. Một cổ nồng đậm khí tức tử vong lặng yên hàng lâm. Nguy cơ tự bên người, nhưng không có đầu nguồn, sát khí không chỗ nào không có mặt, càng dày đặc, loại này ẩn số khủng cụ, xa hành hạ nhân. Không ít hoàng tộc tu sĩ đã bắt đầu không đầu không đuôi bạo phát công kích, hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến. Cầm đầu nguyên anh đại tu sĩ thân hình không bị khống chế run nhẹ nhẹ, chân mày nhíu chặt, lẩm bẩm đạo, nhất định là đâu có xảy ra chuyện không may. Đợi một chút, người này đột nhiên cảm giác được một hồi lạnh lẻo thấu xương. Lúc này mặt trời rực rỡ cao chiếu, nhiệt độ chung quanh không ngừng kéo lên, nhưng người này lại cảm giác anh em lạnh lẽo, đột nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt lóe ra kim quang, bộc phát ra hai đạo thần mang hướng thiên không trong liệt nhật nhìn lại. Kim quang chiếu xa tại liệt nhật trên đồng thời, người này mơ hồ thấy được liệt nhật một người trong mơ hồ cảnh tượng. Trên bầu trời đâu có là cái gì liệt nhật, bên trong rõ ràng đứng một cái như có như không thân ảnh. Là Lâm Dịch, người này kinh hô một tiếng, liền thấy trên bầu trời liệt nhật giống như lưu tinh giống nhau, nhanh chóng hướng trong đám người rơi xuống. Phía sau buông tha một cái thật dài xích ngọn lửa màu đỏ, mỹ lệ tuyệt luân, nhiệt độ chung quanh nhảy lên tới cực điểm. Thất sát tinh thuật, Tam sát liệt nhật Phần Thiên, chương 576, ai là hung thủ? Liệt nhật rơi xuống, Phần Thiên hóa vật, Tam sát liệt nhật không có vẻ nguyệt quỷ dị nhưng so với phệ nguyệt càng chấn động, trùng kích càng mãnh liệt. To lớn liệt nhật hàng lâm, trên mặt đất tu sĩ cảm thụ được một cổ giống như trời sập mà giống như hãm vào áp lực. Tại liệt nhật quét quỹ tích trong, không khí đã không chịu nổi nhiệt độ cao, kịch liệt bốc cháy lên, đem bầu trời đốt thành một mảnh xích hồng chi sắc, giống như ánh nắng chiều che trời, thê mỹ bao la hùng vĩ. Mặt đất tại liệt nhật rơi xuống dưới áp lực, tựa hồ cũng tại không ngừng run rẩy. Đất sung núi chuyển, một trái cầu lửa thật lớn, buông tha thật dài màu đỏ thắm liệt diễm, nhiệt độ cao đem không gian chung quanh cũng thiêu đốt ra vặn vẹo biểu hiện giả dối, trở nên không rõ mông lung. Hỏa cầu rơi xuống, ngay lập tức liền tới, oanh, liệt nhật nện ở đông đảo tu sĩ ở giữa, tản ra làm người ta hít thở không thông nhiệt độ cao, quang mang bắn ra bốn phía. Chung quanh tu sĩ trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành cho tàn, đây là thân thể cùng nguyên thần hai tầng công kích, không có tu sĩ có thể may mắn tránh khỏi. Trong đó một vị nguyên anh đại tu sĩ bắn ra ra bất tử kim thân hoàng kim khí huyết, vẫn không có để ở liệt nhật thiêu. Nguyên anh đại tu sĩ còn như vậy, kim đan tu sĩ càng không chịu nổi. Trăm tên tu sĩ tại liệt nhật xung quanh toàn bộ bốc cháy lên, có tu sĩ trong chớp mắt liền hóa thành hư vô, có chút tu sĩ kiên trì thời gian khá lâu. Nhưng đã không còn thiên địa pháp tướng chống đỡ, công tôn hoàng tộc nguyên anh đại tu sĩ cũng chống đỡ không được cái này của liệt diễm chi uy. Bá đạo thất sát tinh thuật, sát khí tận trời, thiêu tất cả cũng không biết trải qua bao lâu, tựa hồ là tính hơi thở thời gian. liệt nhật chậm rãi tiêu tán, bên trong thân hình dần dần trở nên rõ ràng. lọt vào trong tầm mắt chỗ truyền tống trận xung quanh đã trở thành một mảnh việt địa, khắp nơi là nướng vết tích, toàn bộ đều là bụi cho tàn, không có một chút sinh cơ. trên mặt đất tán lạc hơn trăm cái túi đựng đồ, ban nãy một trăm tên tu sĩ như là chẳng bao giờ xuất hiện qua, không có để lại bất kỳ sinh mạng vết tích. liệt nhật dưới, không người may mắn tránh khỏi. Lâm dịch chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đem trên đất túi đựng đồ toàn bộ thu tập, vững vàng tâm thần, thân hình chấp động, biến mất tại tại chỗ, trốn hướng về phía thiên phía ngoài hoàng cung. Lần này xuất thủ, từ đầu đến cuối cũng chỉ dùng hơn 10 hơi thở thời gian. Nhưng mà mỗi một bước, mỗi một lần xuất thủ, lựa chọn loại nào công pháp đối địch, đều là lâm dịch tỉ mỉ kế hoạch kết quả. Phá quân tinh thuật phóng thích, là phóng thích thạch kính cung cấp đầy đủ tiên khí. Còn có càng trọng yếu hơn mục đích, khi lâm dịch bước vào nguyên anh cảnh, liền có tư cách phóng xuất ra thất sát tinh thuật thứ tam sát liệt nhật. Liệt nhật chịu uy, tại truyền thừa thất sát tinh thuật lúc, lâm dịch đã từng nói, càng là thân thân thể sẽ đã từng. Đang không có thiên địa pháp tướng chống đỡ dưới, lâm dịch dự đoán công tôn hoàng tộc nguyên anh đại tu sĩ tuyệt đối khó có thể ngăn cản. Hơn nữa lâm dịch cũng chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nếu là tam sát liệt nhật không thể một kích xây việc lớn, lâm dịch còn có ba loại kim đan dị tượng, có thể đồng thời phóng thích, phối hợp tử vi tinh thuật thần thức công kích, cũng có thể bộc phát ra cường đại lực sát thương. Lâm dịch lúc này đem công tôn hoàng tộc tu sĩ toàn bộ mặt sát, còn lại duy nhất phải làm chính là trốn không bị phát hiện. Mà trong cơ thể thần bí đoạn kiếm lần thứ hai cho lâm dịch cung cấp che giấu hơi thở tuyệt hảo yểm hộ. Lâm dịch lúc này thu liếm khí tức, không có chút nào tu sĩ linh khí ba động, ngay thiên phía ngoài hoàng cung, tùy tiện sâu xuống dưới đất vài trăm thước ẩn nặc lên. Thiên hoàng cung trên đại điện, hầu như tiên đảo có mặt mũi tu sĩ đã lục tục đến, Lâm dịch hóa ngoại phân thân lưng đeo trường kiếm, cùng phong khinh vũ đứng sóng vai, đứng ở trong đại điện. Hôm nay hồng hoang đại lục công tôn hoàng tộc đến đây cầu hòa, tiên đảo thiên hoàng ý tứ chính là lá mặt lá trái, giả ý có lệ, đồng thời tại nhục nhã đối phương một phen. Ước chừng đợi đại khái một canh giờ, tiên đảo thiên hoàng khẽ nhíu mày. Tu vi đến hắn cấp bậc này, đối với rất nhiều sự tình, cũng có một loại người ngoài khó cùng linh giác cùng dự phán. Hắn cảm giác được, tựa hồ chỗ nào xảy ra ngoài ý muốn. Đức Xuyên rõ ràng cũng nhìn ra thiên hoàng sầu lo, không khỏi tiến lên khom người nói, thiên hoàng đại nhân, cái này công tôn hoàng tộc xác thực có chút không biết tốt xấu, nếu là cầu hòa, nhưng không có nửa phần thành ý. Tiên đảo thiên hoàng chân mày nhíu chặt, phiền táo phất phất tay, ý bảo Đức Xuyên lui ra. Ân, nhưng vào lúc này, tiên đảo thiên hoàng biến sắc, hai mắt tinh mang chợt nhanh chóng. Truyền tống trận phủ cận không gian cắt đứt chi pháp, đã không còn tinh thần lực chống đỡ, đã hóa với vô hình, Tuy rằng tại chỗ không có có bất cứ dấu vết gì, nhưng này một cổ tận trời sát khí, nhưng dần dần tràn ngập ra, tiên đảo thiên hoàng trước tiên cảm nhận được nơi đây biến cố. Tiên đảo thiên hoàng híp hai mắt, nhiều lần dò xét trong đại điện đông đảo tu sĩ, lạnh giọng nói đi truyền tống trận. Đông đảo tiên đảo tu sĩ đều hiểu rõ tình hình huống có biến, lúc này ở trận hợp thể đại năng cũng cảm nhận được truyền tống trận chỗ xảy ra dị biến. Sau một lát, đông đảo tu sĩ đi tới ngoại cung truyền tống trận. Nơi đây chống không một vật, Khắp nơi đều có cháy vết tích, không có một chút sinh mạng dấu hiệu. Nhưng này cổ huyết tinh khí rất nặng, bất tử kim thân khí huyết cường đại, cho dù bị liệt nhật thiêu, cũng thật lâu không tiêu tan. Cơ hồ là trong nháy mắt, không ít tu sĩ cũng đoán được nơi đây chuyện gì xảy ra. Đức Xuyên tinh tế cảm thụ một phen, trầm giọng nói, nơi đây bạo phát quá lớn chiến, ngay vừa. Không chỉ chúng ta tiên đảo trong coi truyền tống trận tu sĩ toàn bộ ngã xuống, công tôn hoàng tộc sai phái tới tu sĩ, cũng không có ai may mắn tránh khỏi liền thi hải cũng biến mất. Tống đại tướng quân lạnh giọng nói, đến tột cùng là ai làm, cung đại tướng quân cắn răng nói, tiên đảo thiên hoàng vẻ mặt tối tăm, thần thức âm ầm tản ra, liên tục tra xét phương viên mấy ngàn dặm phạm trù, tìm kiếm người khả nghi. Lâm dịch trong lòng cười nhạt, phương thức này căn bản không tra được vị trí của hắn. Nửa ngày sau, tiên đảo thiên hoàng vô công nhi phản, nhìn chung quanh mọi người, một chữ một cái nói, nơi đây việc, ai có thể cho ta một lời giải thích. Tống đại tướng quân trầm ngâm nói, có thể đem cái này đội một tu sĩ lặng yên không tiếng động mặt sát rơi, sợ rằng không có hợp thể đại năng tu vi, căn bản vô phương làm tới. Một chiêu này đích thực âm hiểm, công tôn hoàng tộc tu sĩ toàn bộ bỏ mạng ở nơi này, hồng hoang nhất định có điều cảm ứng. Nhưng là công tôn hoàng tộc tu sĩ chỉ biết coi là chuyện này là chúng ta tiên đảo gây nên, tại đây hiểu lầm kết làm cừu hận, cầu hòa việc, cũng có bởi vậy gác lại, tốt một chiêu vụ oan hãm hại độc kế. Cung đại tướng quân giọng căm hận nói đức xuyên nghi ngờ nói người này rõ ràng cho thấy tại nhầm vào tiên đảo đến tột cùng là ai khạc 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 tiên đảo thiên hoàng đột nhiên nở nụ cười tiếng cười thê thảm khó nghe giống như đòi mạng lệ quỷ mấy nghìn năm đi tới xem ra các ngươi cũng đã quên nơi đây có một cổ kỳ dị lực lượng ba động lẽ nào các ngươi không có chú ý tiên đảo thiên hoàng tiếng nói vừa dứt các đại mạc phủ tướng quân tinh tế cảm thụ một phen đột nhiên biến sắc kinh hô tinh thần lực Tiên Đảo Thiên Hoàng gật đầu nói: "Không sai, việc này chắc là cái kia Hồng Hoang Tu sĩ Lâm Dịch gây nên, người này quả nhiên to gan lớn mật, cư nhiên đi tới Thiên Hoàng cung trong chu diệt ta tiên đảo tu sĩ cùng hoàng tộc tu sĩ, đây là đang hướng bổn hoàng khiêu khích." Tiên Đảo Thiên Hoàng vung tay lên, lạnh giọng nói: "Toàn thể tu sĩ cũng cho ta ra khỏi hàng, trong vòng phương viên trăm dặm, đã bị ta thần thức phong tỏa, người này không trốn thoát được. Cho ta từng điểm từng điểm bài tra, nhất định phải đem người này bắt được đến." Ai cũng không nghĩ tới, chân chính lâm dịch, tự đứng lại đang lúc mọi người ở giữa, là tiên đảo thiên hoàng tự mình sắc phong trinh di phó tướng quân. chương 577, nửa tháng, đông đảo tu sĩ tại tiên đảo thiên hoàng chỉ lệnh dưới, ào ào bay ra thiên hoàng cung, hướng phía ngoài tuần tra, lâm dịch cùng phong khinh vũ cùng hỗn ở trong đó. Lâm dịch thừa dịp mọi người không chú ý, đơn độc đi tới bản thể ẩn giấu chỗ, hợp lại làm một, không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Chịu đựng qua phá quân tinh thuật tác dụng phụ, Lâm Dịch mới trở lại Thiên Hoàng cung trong. Lúc này đây chuyện tình dẫn tới Tiên đảo Thiên Hoàng rất là tức giận, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, đối với Lâm Dịch là hận thấu xương. Hơn nữa ngay Đông đảo tu sĩ không coi vào đâu xảy ra loại sự tình này, khi Tiên đảo Thiên Hoàng cùng Đông đảo hợp thể đại năng cũng cảm giác bộ mặt vô tồn. Kỳ thực Tiên đảo Thiên Hoàng tim trong cũng không phải là không có nghi hoặc. Một cái, dù sao Lâm Dịch đi tới Tiên đảo lúc tu vi chỉ là Kim đan kỳ, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng không có khả năng theo kim đan đại thành nhảy vào nguyên anh kỳ. Như thế nói cách khác, một cái kim đan tu sĩ, làm sao có thể lặng yên không tiếng động mặt sát rơi một chỉnh đốn đội ngũ bất tử kim thân, hơn nữa trong này còn có mấy vị nguyên anh đại tu sĩ. Đến tột cùng là hắn lực một người, vẫn là có cái khác giúp đỡ. Nếu có giúp tay, sẽ là ai? Tiên đảo thiên hoàng thậm chí nghĩ tới, có khả năng hay không là vũ khúc tinh quân âm thầm xuất thủ. Nhưng sau một lát, tiên đảo thiên hoàng lại đẩy ngã cái suy đoán này. Vũ khúc tinh quân chỉ còn lại có một cái tàn phá không chịu nổi nguyên thần, có thể hay không sống sót đều là ẩn số, càng nói thế nào đi tìm một đại năng thân thể. Hơn nữa theo Đức Xuyên chỗ đó lấy được tin tức, có thể chứng minh cái này lâm dịch quả thật có năng lực chu diệt nguyên anh đại tu sĩ. Đông Hải kinh thế chi chiến, liền đủ để nói rõ tất cả. Hai, cũng là tiên đảo thiên hoàng cảm giác chỗ khó hiểu nhất. Biết công tôn hoàng tộc đi cầu cùng chuyện này tu sĩ tuy nhiều, nhưng đều là thiên hoàng cung tâm phúc, Lâm Dịch làm sao sẽ đạt được chính xác tin tức, đồng thời thời gian đắn đo như thế thỏa đáng chỗ tốt. Có nội gian, đến tột cùng là ai? Trong vấn đề này tiếp tục kéo dài xuống phía dưới, liền sẽ xuất hiện đệ tam cái nghi vấn. Lâm Dịch là như thế nào tại truyền tống trận trong phạm vi, Lặng Yên không tiếng động mặt sát rơi đội một tu sĩ, hơn nữa lừa gạt được tất cả hợp thể đại năng, thậm chí hắn cái này nửa bước hóa thần. Một cái kim đan tu sĩ, đối mặt một chỉnh đốn đội ngũ bất tử kim thân. Một trận chiến này tuyệt sẽ không phát sinh được như thế vắng vẻ Như thế thuận lý thành trương Tiên đảo thiên hoàng nghĩ tới một loại khả năng Chính là lâm dịch hiểu được không gian cắt đứt thuật Tương tự với giếng cạn trong thiên phủ tinh quân thi triển thủ đoạn Hiểu được cái này thủ đoạn tu sĩ không nhiều lắm Thiên phủ tinh quân bị nhốt tại giếng cạn dưới Tu vi tấn phế Hơn nữa có nguyền rủa bình chứng phong tỏa Không có khả năng bên ngoài cung ở trong phóng xuất ra không gian cắt đứt Hiện nay thì ngưng thiên trong hoàng cung quả thật có một cái tu sĩ có thể tu luyện loại này không gian cắt đứt thuật chính là hắn tự mình sắc phong trinh di phó tướng quân mộc thanh lâm dịch là mộc thanh tiên đảo thiên hoàng sống mấy nghìn năm bằng vào dấu vết đi bước một kéo tơ bóc kén dĩ nhiên dự đoán ra chân tướng của chuyện nhưng mà đây chỉ là tiên đảo thiên hoàng dự đoán hơn nữa có một cái to lớn lỗ thủng cùng nghi vấn truyền tống trận đại chiến bạo phát thời điểm mộc thanh tựu đứng ở thiên hoàng cung trong đại điện không có khả năng phân thân đi bên ngoài càng không thể nào đi bố trí cái gì không gian cắt đứt thuật. Tiên đảo thiên hoàng lắc đầu, cuối cùng vẫn bỏ qua điều phỏng đoán này. Mộc thanh tuy rằng lai lịch thần bí, nhưng cùng lâm dịch người này, có nhiều lắm địa phương bất đồng. Vô luận là tướng mạo, hay là am hiểu công pháp, hầu như cũng không giống nhau. Huống chi, tiên đảo thiên hoàng nhiều lần thăm dò đã từng mộc thanh, cũng không có phát hiện tu sĩ này lòng phản nghịch. Thiên hoàng cung trong đại điện đòi hồn ngọc là một lần thăm dò, khi tiến vào giếng cạn trước kia, tiên đảo thiên hoàng đột nhiên xuất thủ, cũng là một lần thăm dò. Các loại dấu hiệu cho thấy, một thanh lai lịch thần bí, nhưng quả thực chung với tiên đảo, chung với mình, thân phận không có vấn đề. Là tối trọng yếu là, người này hồn ngọc tại trong tay chính mình, một thanh không phải là ngu ngốc, nên suy nghĩ kỹ càng phản bội chính mình hậu quả. Nghĩ lại đến tận đây, tiên đảo thiên hoàng âm thầm cau mày. Tất cả đầu mối lại chặt đứt, tựa hồ lâm vào to lớn mê bố cục trong. Tiên đảo thiên hoàng hừ lạnh một tiếng, nghiến lợi nói, một cái kim đan tu sĩ, chính là nằm vùng ở tiên đảo thì phải làm thế nào đây, còn có thể bay lên thiên đi. Thập ngày sau, không ngoài dự liệu, đông đảo tiên đảo tu sĩ vô công nhi phản. Truyền tống trận phụ cận phát sinh thảm án, cư nhiên thành một cái án chưa giải quyết. Đức Xuyên trên mặt của rất khó nhìn, nói cho cùng, cái này lâm dịch là hắn mang về, hơn nữa tự mình giam giữ tại liệt diễm tù mục trong. Kết quả người này không chỉ đào tẩu, còn mang đi vũ khúc tinh quân, tại đây ẩn núp lên, tại trinh phạt hồng hoang đại lục trước kia, âm thầm thọc tiên đảo một đao. Tuy rằng một đao này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, đối với tiên đảo cũng không sao thực chất trên thương tổn, nhưng Đức Xuyên dù sao có quá lớn trách nhiệm, khó thoát hắn tội. Mấy ngày nay, tiên đảo thiên hoàng nhìn Đức Xuyên ánh mắt của, đều mang một cổ lạnh lẻo thấu xương. Đức Xuyên trong miệng tràn đầy đau khổ, nếu như có thể lựa chọn, hắn nhất định sẽ lựa chọn tại hồng hoang liền đem lâm dịch chết rơi. Trong khoảng thời gian này, thiên hoàng cung trong đề phòng xâm nghiêm, lâm dịch bức họa lần thứ hai bị giải ở các nơi có một cái không tầm thường chút nào việc nhỏ mộc thanh lấy tư cách trinh di phó tướng quân lại chủ động tranh thủ đến truyền tống trận phụ cận trong coi tỏa trấn các ngươi nói thân là phó tướng quân nhìn thủ truyền tống trận làm cái gì thiên hoàng cung không ít tu sĩ ở trong đáy lòng nghị luận hắc hắc người đây tựu không hiểu lâm dịch mấy tháng không có hiện thân lúc này đây tại truyền tống trận phụ cận xuất thủ mộc thanh là đi tìm dấu vết đều là kim đan tu sĩ mộc thanh nhớ muốn tìm cơ hội thân thủ chết rơi lâm dịch chứng minh bản thân mới thật sự là kim đan vô địch một người tu sĩ khác đáp không sai lấy mộc thanh cuồng vọng cùng kiêu ngạo quả thực không cho phép bị cái này lâm dịch cướp đi danh tiếng tiên đảo thiên hoàng vì thu hoạch thiên phủ tinh thuật lần thứ hai phái lâm dịch tiến nhập giếng cạn trong nhưng lúc này đây lại vô công nhi phản thiên phủ tinh quân nói lâm dịch không có lĩnh ngộ trước kia truyền thụ đồ đạc không chịu tiếp tục tiết lộ nửa điểm bí thuật khẩu quyết tiên đảo thiên hoàng hận đến cắn răng lại cũng không thể tránh được. Cuối cùng, tiên đảo thiên hoàng dự định đi trước trinh phạt hồng hoang đại lục. Đại chiến là tốt nhất đột phá cơ hội, một khi đánh hạ hồng hoang đại lục bắc vực, có thể thiên phủ tinh quân cũng có thể làm cuộc cờ của hắn tử, đến uy hiếp cái khác mấy đại tinh quân. Thời gian rất nhanh xác định xuống tới, nửa tháng sau, nửa tháng này, chính là tiên đảo tu sĩ cuối cùng thời gian chuẩn bị. Phái đi tiên đảo cầu hòa công tôn hoàng tộc tu sĩ ngã xuống, ba thế lực lớn người nắm quyền trước tiên liền có cảm giác ứng với. Một trăm khối hồn ngọc toàn bộ vỡ vụn, không ai may mắn tránh khỏi, hơn nữa những thứ này hồn ngọc vỡ nát thời gian khoảng cách quá ngắn, cơ hồ là đồng thời ngã xuống. Công tôn hưng nghĩa sắc mặt âm trầm, âm xót xa xót xa nói, tiền đảo thực sự là hảo thủ đoạn, lừa chúng ta tu sĩ mang theo linh thạch cùng bảo vật đi tới, sau đó bội bạc, đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Thù này xem như là kết, Khương Trích cũng nói, xuất thủ tu sĩ, ít nhất cũng là hợp thể cấp bậc đại năng, bằng không không thể nào làm được một kích phải giết. Tất huyền cao mày nói, việc này có chút kỳ hoặc, tiên đảo không để ý tới do làm loại sự tình này, có thể bên trong có ẩn tình khác. Hắc hắc, có thể có cái gì cho má ẩn tình. Đem chúng ta mấy thế lực lớn khi trái hồng mềm bóp. Nếu không phải cố kỵ ma vực tồn tại, nho nhỏ tiên đảo, có thể lật lên sóng gió gì. Công tôn hưng nghĩa hử nhẹ nói, nếu là có cơ hội, chúng ta ngay mặt chất vấn tiên đảo thiên hoàng, xem hắn gặp có cái gì thuyết pháp. Ân, chương 578, lâm dịch kế hoạch truyền tống trận phụ cận phát sinh đánh một trận, huyền chi không quyết, làm cho không ít cấp thấp tu sĩ tổng cảm giác có người ở âm thầm nhìn trộm, tâm thần không yên. Thiên hoàng cung nội ngoại lòng người bằng hoàng, dù sao một trận chiến này tự phát sinh ở thiên trong hoàng cung, đông đảo hợp thể đại năng cùng tiên đảo thiên hoàng không coi vào đâu. Hơn nữa cái này lâm dịch có đủ thực lực, mà sát rơi một đôi công tôn hoàng tộc tu sĩ, bao gồm hơn 10 vị nguyên anh đại tu sĩ. Ý vị này, lâm dịch đối với mỗi một cái nguyên anh đại tu sĩ cũng tổn đang uy hiếp. Nhưng mà, cái này ảnh hưởng ở Tiên Đảo Thiên Hoàng tuyên bố trinh phạt Hồng Hoang thời gian cụ thể sau, bị hòa tan rất nhiều. Lúc này đây trinh phạt Hồng Hoang Đại Lục Tiên Đảo đại quân từ từ rõ ràng, tụ lại, thống nhất đến, sẵn sàng ra trận, trường đao nhắm thẳng vào Hồng Hoang, đợi Thiên Hoàng cuối cùng hạ lệnh. Lúc này đây trinh phạt Hồng Hoang kế hoạch rất đơn giản. Đầu tiên là Tiên Đảo Thiên Hoàng dẫn dắt Tiên Đảo tổng cộng 20 tôn hợp thể đại năng, đi trước thông qua xé rách không gian, truyền tống đến Hồng Hoang đại lục. Xác định Đông Hải Chi Tân không có gặp nguy hiểm sau, Trình Di đại tướng quân cùng phó tướng quân dẫn dắt 10 vạn Kim Đan tu sĩ cùng gần nhìn tên Nguyên Anh đại tu sĩ, thông qua truyền tống trận, truyền tống đến Đông Hải Chi Tân, sau từng bước công chiếm Hồng Hoang Bắc vực. Gặp phải tất cả gia tộc môn phái, phàm là có chống lại người, giết không tha. Nếu là có quy thuận người, đòi hồn ngọc, khống chế được bọn họ, làm cho những thứ này Hồng Hoang tu sĩ đi xung phong, dĩ chiến dưỡng chiến. Kế hoạch nhìn qua không có có bất cứ vấn đề gì nhưng người nào cũng không biết, trong này nhiều một cái biến số. Theo thời gian dần dần tới gần, Lâm Dịch trong lòng càng tĩnh táo. Mỗi ngày hơn phân nửa thời gian cũng trong coi tại truyền tống trận phụ cận, bình thường mang theo ô sao trường kiếm đi một chút dừng một chút, trường kiếm vào kiếm trên mặt đất quét từng đạo quỷ dị văn lạc. Lâm Dịch thỉnh thoảng gặp trở lại tĩnh thu vùng đất, nhiều lần thôi diễn phen này kế hoạch, kiểm tra có cái gì không lỗ thủng. Mưa gió muốn tới, một loại làm người ta phiền muộn cảm giác áp bách, làm cho mỗi cái tu sĩ đều có chút phiền táo bất an. Phong khinh Vũ càng là như thế, nàng đến nay cũng không biết Lâm Dịch kế hoạch, người sau cũng thẳng tuốt không có nói cho nàng biết dự định. Bất quá lấy trong khoảng thời gian này Phong khinh Vũ đối với Lâm Dịch lý giải, nàng suy đoán Lâm Dịch chính đang chuẩn bị một phần đại lễ, sẽ ở một cái thỏa đáng thời cơ, đưa cho Tiên Đảo, đưa cho Tiên Đảo Thiên Hoàng. Lâm Dịch tâm tư, người khác rất khó đoán được, theo lúc đầu mai danh ẩn tích tham gia Trinh Di hội chiến đến trước điện phong tướng cuối cùng phong tướng, trong này có vô số nước cờ, vô số kế hoạch, bao gồm chém giết khàn thiên cúng, giết chết hoàng tộc cầu hòa tu sĩ. Cái này mỗi một bước nước đi đều là hiểm nước đi, nhưng phía sau cũng thâm ý sâu sắc. Mà bước này chạy bộ đến bây giờ, phong khinh vũ cũng cảm thụ được, lâm dịch tựa hồ là muốn chấp hành cuối cùng kế hoạch. Trinh phạt hồng hoang đại lục trước một đêm, lâm dịch không có ở truyền tống trận trong coi, trái lại đi tới phong khinh vũ dừng chân ở trong, trên mặt có chút mệt mỏi, cũng có chút thoải mái, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Phong khinh vũ nhẹ giọng hỏi, chuẩn bị xong, ân, lâm dịch gật đầu, dự định lúc nào nói cho ta biết. Phong khinh vũ hỏi, hiện tại, phong khinh vũ biết, lâm dịch kế hoạch nhất định sẽ nói cho nàng biết, chỉ là vấn đề thời gian. Lâm dịch cũng không có nói thẳng ra kế hoạch, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng một trận chiến này, ai sẽ thắng? Ta không biết, bất quá ta nhớ hồng hoang đại lục mấy thế lực lớn nếu là đều có thể liên hợp cùng một chỗ, tiền đảo nhất định không có cơ hội. Phong khinh vũ hết lòng tin theo nói, nhưng điều đó không có khả năng, lâm dịch không chút do dự đáp, phong khinh vũ lặng lẽ, nàng cũng biết, mới vừa mong muốn cũng không hiện thực. Lâm dịch từ cố nói, một trận chiến này, ta không coi trọng hồng hoang đại lục. Cho dù song phương lưỡng bại câu thương, đều là thua ra, cũng là hồng hoang thua thảm hại hơn. Hoặc là nói, tinh minh thua thảm hại hơn, hồng hoang đại lục hôm nay bên trong thế lực không hợp, mấy thế lực lớn tại loạn trong giặc ngoài thời điểm, vẫn đang âm thầm lục đục với nhau, rất là không khôn ngoan. Thật đang toàn lực chống lại tiên đảo thế lực tuyệt không gặp nhiều, tinh minh là một cái, yêu tộc có thể cũng có tham dự, nhưng chưa chắc sẽ có chủ lực gia nhập. Nhìn nhìn lại song phương tu sĩ chiến lược đối lập, tiên đảo nhất phương, một vị nửa bước hóa thần dẫn dắt 20 tôn hợp thể đại năng, mà hồng hoang tam đại tinh quân, coi là yêu tộc đại năng, cho dù lại gia nhập một thế lực lớn, đỉnh tiêm tu sĩ thực lực cũng chống không hơn tiên đảo. Đương nhiên như lời ngươi nói, nếu như cửu thế lực lớn có thể đồng tâm hiệp lực, tiên đảo quả thực không có cơ hội, nhưng cái này không hiện thực. Phong khinh vũ nhẹ nhíu mày đầu, hỏi, nhưng là công tôn hoàng tộc cầu hòa tu sĩ bị giết, bọn họ nhất định sẽ đối với tiên đảo sinh lòng oán hận, không nhất định gặp khoanh tay đứng nhìn. Lâm dịch lắc đầu nói, có hai điểm, quyết định công tôn hoàng tộc không có đứng ra. Một cái, chuyện này chỉ cần song phương gặp mặt, rất dễ giải thích rõ. Hai, công tôn hoàng tộc đối với tinh minh cừu hận, So với Tiên Đảo còn muốn sâu. Bởi vậy có thể suy đoán, Khương tộc, Thái Nhất tông cũng sẽ xảy ra đầu. Dừng một chút, Lâm Dịch tiếp tục nói, nhìn nữ Nguyên Anh đại tu sĩ cùng Kim Đan tu sĩ những lực lượng này đối lập, kỳ thực loại này cấp bậc tu sĩ quyết đấu, cũng không thể quyết định cuối cùng thắng bại hướng đi. Nhưng chỉ muốn bạo phát đại chiến, liền nhất định sẽ có thương tích phong hôm nay tinh minh không qua nổi chơi đùa, ít nhất tại trong khoảng thời gian ngắn, không thích hợp đại chiến. Hơn nữa có một tôn nửa bước hóa thần làm cho một trận chiến này bình thiêm rất nhiều biến số, ít nhất ta còn không rõ ràng lắm, hồng hoang có người tu sĩ nào có thể chính diện đối kháng tiên đảo thiên hoàng. Nghe xong lâm dịch nói nhiều như vậy, phong khinh vũ cũng không có nghe ra trọng điểm, nhịn không được hỏi cho nên kế hoạch của ngươi là tận khả năng ngăn cản một trận chiến này phát sinh, hoặc là vô kỳ hạn kéo dài xuống phía dưới. Lâm dịch thạch phá thiên kinh nói ra, cái này sẽ là của ngươi dự định, vô luận là trinh di hội chiến, hay là trước điện phong tướng chi chiến, người mục đích cuối cùng cũng là vì ngăn cản một trận chiến này. Phong khinh vũ cao mày hỏi, coi là vậy đi, lâm dịch mục đích đương nhiên hơn nơi này, nhưng bước này nước đi, đã có thể nói kinh thế cử chỉ. Không có khả năng, phong khinh vũ quả quyết nói, ta là nguyên anh đại tu sĩ, ngươi chỉ là nửa bước nguyên anh, dựa lực lượng của chúng ta, căn bản tại trận đại chiến này trong vén không dậy nổi chút nào cành hoa. Ta biết ngươi là trinh di phó tướng quân, nhưng mà cái này thì như thế nào? Ngươi có thể ngăn cản tiên đảo thiên hoàng, có thể ngăn cản tiên đảo đại năng, có thể ngăn cản tiên đảo đại quân." Phong Khinh Vũ lắc đầu nói, "Chỉ sợ ngươi ngăn cản thủ hạ chính là kim đan tu sĩ, cũng sẽ có người phản ngươi." Lâm Dịch cười cười, "Đạo ta có thể thử xem. Ngươi có kế hoạch gì? Có gì cần ta làm?" Phong Khinh Vũ vẫn chưa khuyên nhiều, chỉ là nhẹ giọng hỏi. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, "Ta cần ngươi giúp ta mang nói mấy câu, mang cho Hồng Hoang người bất đồng." "Ân, ngươi làm sao không tự mình nói với bọn họ?" Phong khinh vũ như nước hai tròng mắt nhìn chằm chằm lâm dịch, ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nói, ngươi là chuẩn bị đem ta cứu ra ngoài, mình ở tiên đảo theo chân bọn họ ngọc thái câu phần. Lâm dịch cười khổ nói, ta không có cao thượng như vậy, dù sao ta còn muốn cứu vũ khúc, thiên phủ hai vị tiền bối ra ngoài, một người, ba cái mạng, nếu như có thể, ta tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cầu sinh. Nhưng mà, ta có thể trở về muốn chế một chút, cho nên có mấy lời, ngươi cần phải giúp ta tới chương 579, không phụ trăm họ không phụ nàng. Phong khinh vũ gật đầu nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà ngươi phải đem kế hoạch của ngươi nói cho ta biết. Không thể giấu giếm, lâm dịch do dự một chút, đáp tốt, ta chuẩn bị ba bước nước đi, nếu như cái này ba bước nước đi đều có thể thành công, sẽ làm cho tiên đảo bị trước nay chưa có bị thương nặng, ít nhất trong vòng trăm năm không có tâm tư mưu đồ hồng hoang đại lục. Phong khinh vũ trước mắt sáng choang, hỏi tới, nói như thế nào? Giờ này khắc này, phong khinh vô tim trong hiện ra một loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nàng biết lâm dịch cũng không phải là cuồng vọng tự đại nhân, nếu có thể nói ra những lời này, nhất định là có tỉ mỉ kế hoạch. Cái kế hoạch này, sợ rằng tại lâm dịch nghe được trinh di hội chiến lúc đầu, cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Bước đầu tiên này nước đi, xem như là rút củi dưới đáy nổi mạnh chiêu. Mấy ngày nay, ta bình thường tại truyền tống trận phủ cận rừng, nhưng thật ra là ở bên kia khác một cái khổng lồ trận văn tranh thủ đem lúc này đây tiên đảo đại quân tất cả nguyên anh đại tu sĩ cùng kim đan tu sĩ vây khốn đi vào, toàn bộ chu diệt. T. Phong khinh vũ dương miệng, ngược hút miệng lãnh khí, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Một trận chiến này nếu là thành công, truyền tống trận chặn giết hoàng tộc tu sĩ cùng so sánh, quả thực không đáng giá một sần. Phong khinh vũ hỏi tới, lâm dịch, người phải biết rằng, đó là 10 vạn tên kim đan tu sĩ, mấy nghìn tên nguyên anh đại tu sĩ, cổ lực lượng này có nhiều cường đại ngươi biết không? Người chỉ là nửa bước Nguyên Anh, xác định có nắm chắc chu diệt như vậy một cổ lực lượng. Lâm dịch gật đầu, vẫn chưa giảng thuật cụ thể chi tiết. Lâm dịch đích xác thực chiến lực, tại tiên đảo còn không có ai biết, truyền tống trận chặn giết hoàng tộc tu sĩ, cũng không phải là phóng xuất ra toàn bộ thủ đoạn. Lâm dịch chậm rãi nói ra, một khi tiên đảo kim đan kỳ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ ngã xuống hơn phân nửa, như thế hai cái này cảnh giới tu sĩ liền sẽ xuất hiện một cái to lớn gián đoạn, tạo thành thời kỳ giáp hạt cục diện. Sau này vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm bên trong, tiên đảo tu chân giới đều khó khăn lấy xuất hiện mới hợp thể đại năng. Mà trúc cơ kỳ, ngừng khí kỳ tu sĩ chiến lược rất yếu, lên không được mặt bàn, thật muốn phát triển trở thành kim đan hoặc là nguyên anh, cũng không biết phải đợi bao nhiêu năm tháng. Phong khinh vũ lúc này vẫn không có từ trong khiếp sợ chậm đến. Quả thật như rừng dịch nói, nếu là cái kế hoạch này thật bị lâm dịch hoàn thành, tiên đảo toàn bộ tu chân giới nhất định sẽ nguyên khí đại thương, sợ rằng không có cái trên trăm cuối năm vốn chậm không tới. Đúng là rút củi dưới đáy nồi chi cái, một chiêu này chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Dịch có thể nghĩ đến, dám đi nhớ, dám đi làm. Một cái nửa bước nguyên anh tu sĩ, đối mặt vẫn là 10 vạn tên kim đan tu sĩ tổng số ngàn tên nguyên anh đại tu sĩ, cái này trung gian thực lực sai biệt, không cần kế hoạch cũng có thể nhìn ra. Phong khinh Vũ không biết Lâm Dịch từ đâu tới tự tin, nhưng nàng biết, khi Lâm Dịch đặt ra dưới cái kế hoạch này thời điểm, sợ rằng từ lâu phao khước sinh tử, khi hồng hoang đại lục mấy thế lực lớn đối mặt tiên đảo đại quân áp cảnh lúc vẫn còn ở lục đục với nhau xa tại tiên đảo một cái nho nhỏ tu sĩ nhưng ở toàn tâm toàn ý nhớ hồng hoang buồn cười thật đáng buồn chính là tu sĩ này bị hồng hoang tu chân giới ngộ nhận là là ma tộc một cái bị hồng hoang đại lục hiểu lầm truy sát tu sĩ tại tự thân khó giữ được tình huống dưới còn đang một lòng vì hồng hoang suy nghĩ đây là lâm dịch hồng hoang đại hiệp sĩ hồng hoang vạn dân trong lòng kiếm thần nếu như nói đông hải chi chiến không đủ để làm cho lâm dịch của mọi người nhiều phàm dân tim trong leo lên bài vị, như thế một trận chiến này, liền đủ để truyền lưu vạn cổ, lưu danh sử xanh. Lâm dịch không có dừng lại, đem sau hai bước nước đi cũng thuận tiện nói ra. Nghe lâm dịch đi bước một kế hoạch, nhìn lâm dịch ánh mắt kiên định, nhìn mở thông thường gò má, chẳng biết lúc nào, phong khinh vũ từ lâu lệ vẩy vạt áo, hai mắt cầu đầy nước mắt, kinh ngạc nhìn lâm dịch. Hắn cái này ba bước nước đi tựu căn bản không có ý định sống, hắn chưa từng có vì mình cân nhắc qua phong khinh vũ mím môi nước mắt không ngừng chảy trong cái loạn thế này tại hồng hoang đại lục đối mặt nguy nan thời điểm có vài người nhất định là muốn trở thành anh hùng cho dù tu vi của hắn không phải là cao nhất cho dù hắn bị ngộ nhận là ma tộc cho dù hắn bị hồng hoang tu chân giới sở bất dung nhưng hắn tại hồng hoang vạn dân tim trong chính là anh hùng tại phong khinh vũ tim trong chính là anh hùng lâm dịch vươn tay vuốt ve phong khinh vũ mặt cười ngón cái lau khóe mắt nước mắt ôn nhu nói mong muốn có một ngày chúng ta còn có thể tái kiến. Phong khinh vũ nắm lâm dịch đại thủ, nước nở nói, nhất định có thể, nhất định. Lâm dịch suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi trở lại hồng hoang, giúp ta mang đi một câu nói. Ngươi nói, nàng kêu vô tình, vốn là nhiễm hàn thánh nữ, chỉ vì thủ ta liên lụy, bị phạt quỳ ở nhiễm hàn băng quật trong, ta cùng với nàng trong lúc đó có 10 năm ước hẹn. Ngươi chưa hẳn có thể chính mắt thấy được nàng, nhưng nếu là thấy nhiễm hàn cung tu sĩ, để cho bọn họ giúp ta truyền một câu nói chỉ cần ta lâm dịch không chết, chờ ta trở lại hồng hoang một khắc định trên nhiễm hàn cung, đem người theo băng quật trong cứu ra. Dừng một chút, lâm dịch trước mắt tựa hồ hiện ra cái kia áo trắng như tuyết cao ngạo nữ tử. Diễn thiên đại trận trong, vô tình một cái nhân mày một tiếng cười, nhu tình như nước, bằng như ngay hôm qua, đây mới thực sự là vô tình. Lâm dịch trong ánh mắt bộc lộ thật sâu tưởng niệm, nhãn hiện lên nước mắt lưng tròng, ngâm khẽ đạo, 10 năm chi kỳ cuối cùng có lúc, không phụ trăm họ không phụ nàng phong khinh vũ trong lòng run lên mũi chua xót khổ sở vừa ngừng nước mắt lần thứ hai chảy ra chẳng biết tại sao nhìn thấy lâm dịch thần sắc phong khinh vũ chính là một hồi đau lòng phong khinh vũ nguyên bản vô cùng hiếu kỳ sự quan hệ giữa hai người nhưng nghe tới một câu kia không phụ trăm họ không phụ nàng lúc nàng mới chính thức lý giải lâm dịch trong lòng đau khổ lâm dịch vốn có thể lựa chọn cùng nàng cùng trở về hồng hoang đại lục nhưng mà như vậy lâm dịch cho tiên đảo tỉ mỉ chuẩn bị ba bước nước đi Tự không có người có thể hoàn thành, Hồng Hoang Đại Lục sẽ rơi vào mấy năm liên tục chiến loạn. Một mảnh sinh linh đổ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cho dù Lâm Dịch vô cùng bức thiết hướng trở lại Hồng Hoang, nhưng vì Hồng Hoang chăm họ, hắn chỉ có thể một mình ở lại Tiên Đảo, hoàn thành có thể nói vang dội của Kim Kinh Thế Cử Chỉ. Trên đời an đắc lưỡng toàn pháp, không phụ chăm họ không phụ nàng. Sau một câu, chỉ là Lâm Dịch tim tiếng cùng mong muốn thôi. Người truyền tống qua còn có một chuyện khác một khi tiên đảo mọi người biết bên này dị biến nhất định phải để cho hồng hồ đỉnh tiêm tu sĩ cho ta nhiều tranh thủ chút thời gian lâm dịch thần sắc khôi phục như lúc ban đầu tựa hồ đã đã quên mới vừa tất cả lần thứ hai trở nên tính táo dị thường ta sẽ tận lực phong khinh vũ mím môi môi đỏ mọng dùng sức gật đầu những lời này nói xong trong phòng rơi vào một mảnh sự yên lặng hai người tương đối không nói gì lâm dịch cùng phong khinh vũ đều biết tối nay đi tới bọn họ lại gặp lại không biết lại muốn khi nào có thể cũng không có cơ hội nữa gặp lại đây là lâm dịch tại tiên đảo cuối cùng yên bình buổi tối mỗi từng giây từng phút lâm dịch cũng đặc biệt quý trọng tối nay sau lâm dịch đem rơi vào tiên đảo đại năng thậm chí nửa bước hóa thần truy sát trong dù cho hắn trốn được chân trời góc biển tiên đảo tu sĩ cũng sẽ không bỏ qua hắn